Được, đạo hữu chờ một lát kim diện nhân cười khẽ, linh quang chợt lóe trên tay. Một cái túi kim sắc hiện ra, hướng nó lên không trong ném đi. Bạch quang chợt lóe, con bạch xà vốn đang bay lượn trên không trung lại như tia chớp bắn tới. Đớp một cái đem túi kim sắc nuốt vào trong bụng, sau đó chuyển thân bay ra khỏi quang cháo, bắn thẳng trở về một tòa phi đình. Cánh tay hàn lập vừa nhấc, bàn tay duỗi ra thì cái túi kim sắc đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Hắn khẽ nhíu chân mày, lập tức mở miệng túi rồi dùng thần niệm đảo qua bên trong đây là sắc mặt hàn lập đột nhiên biến đổi lộ ra vẻ kinh hãi đúng lúc này đột nhiên trong túi đại phóng ra thanh quang đồng thời truyền đến một hồi âm thanh ông minh kỳ diệu tiếp theo hào quang lưu truyền một trận mơ hồ có vật gì từ bên trong túi muốn bay ra hàn lập thấy thế thì hầu như không suy nghĩ bàn tay hướng trên túi vỗ một cái nhất thời một tầng kim quang mở ảo đại phóng đem cả túi bao gọn vào trong Vô luận thanh quang cùng âm thanh ông minh quái dị, tất cả trong kim quang đều tiêu thất không thấy. Các hạ xuất ra vật phẩm này rốt cuộc là có ý gì? Hàn lập ngơ ngác nhìn cái túi trong tay một lúc mới ngẩng đầu truyền âm. Rất đơn giản, dùng vật ấy cùng tề thiên la đổi lấy âm phượng thảo của đạo hiếu. Kim diện nhân mỉm cười, như đã định liệu trước trả lời. Hừ, vật này nếu luyện chế hoàn thành tự nhiên là bảo vật khôn cùng. Nhưng giờ chỉ là một cái phôi thai mà muốn đổi lấy âm phượng thảo sao? Quý vực thật có ý hay ánh mắt hàn lập chợt lóe hư lạnh một tiếng đạo hữu tự hỏi xem nếu đã luyện chế hoàn thành thì ngươi có mang ra trao đổi không không cần nói thêm tề thiên la chỉ dùng nó là có thể đổi lấy bảy tám cây âm phượng thảo trong tay đạo hữu kim diện nhân lại không chút để tâm trả lời điều này cũng đúng thứ này nếu là thành phẩm thì đối tu sĩ chúng ta xác thật quý giá bất quá phôi thai chỉ là phôi thai muốn luyện chế thành còn cắt xa vạn dặm hơn nữa đại kiếp nạn sắp nổ ra dùng linh thảo quý hiếm đổi lấy một thứ không có chỗ trong đại kiếp nạn như vậy, chỉ e không đáng. Hàn lập nghĩ một lát thì thở dài một hơi nói, hắc hắc, cái này phải xem cơ duyên cùng tạo hóa của đạo hữu như thế nào. Nếu đạo hữu có thể bình yên vô sự qua đại kiếp nạn, hơn nữa có biện pháp luyện chế vật ấy, về sau tất nhiên được lợi vô cùng. Bản tòa ta cũng không giấu các hạ, bảo vật này chính là vật một trưởng lão hắc vực chúng ta từng luyện chế, chỉ là tự biết không có năng lực hoàn thành bảo này mới đem tới đây trao đổi. Kim diện nhân cười khẽ một tiếng, cũng không giấu giếm. Hàn lập nghe thì sờ sờ cầm, nhất thời trầm ngâm không nói. Vật phẩm bên trong túi kim sắc nghe đồn là một kiện kỳ bảo trong nhân yêu lưỡng tộc. Một khi luyện hóa thành công thì có thể phụ trợ tu sĩ tu luyện, nghe nói hiện nay trong lưỡng tộc có rất ít người có loại bảo vật này. Trước mắt tuy chỉ là bán thành phẩm nhưng nếu không phải sắp có ma kiếp, luận giá chỉ tuyệt đủ đổi lấy âm phượng thảo trong tay hắn. Bất quá bảo này là linh vật do thiên địa sở sinh, không chỉ hình thành phôi thai hết sức khó khăn mà luyện chế càng thêm chắc trở trùng điệp, cơ hồ không có khả năng hoàn thành. Vì vậy trong lưỡng tộc có số lượng rất hiếm hoi, nhưng nghĩ đến hiệu dụng thần kỳ của bảo vật sau khi luyện thành, tâm niệm Hàn Lập lại vô cùng hưng phấn. Thảo nào đối phương tự tin hắn nhất định sẽ đáp ứng trao đổi. Nhưng như vậy cũng thấy được, đối phương đang rất cần âm phượng thảo. Các tồn tại trong các thạch đình trên không trung, thấy tình hình của Hàn Lập cùng Kim Diện Nhân, biết trao đổi đã tám phần thành công lúc này không ít người âm thầm hiếu kỳ bên trong hộp ngọc của hàn lập cùng với vật phẩm trong cái túi kim sắc của kim diện nhân là thứ gì có điều thần niệm bọn họ vốn bị hạn chế rất lớn tự nhiên không thể tra xét ra cái gì được ta đồng ý trao đổi hàn lập cũng không cân nhắc bao lâu gật đầu đáp ứng đạo hữu chọn lựa tuyệt đối sáng suốt trong mắt kim diện nhân chợt lóe một tia vui mừng cao hứng nói đồng thời tụ bào hướng qua cự la màu đen phất một cái một phần kim quang cuồn cuộn tỏa ra Cự la ở trong kim quang thì rất nhanh thu nhỏ lại, trong nháy mắt hình dáng chỉ còn cỡ bàn tay, lơ lửng ở giữa không chung. Mà tử sắc đồng trùy cũng thu nhỏ lại bằng cỡ ngón tay, hóa thành một đạo tử quang rơi vào trong tay kim diện nhân. Sự tình kế tiếp rất giản đơn, kim diện nhân đem hai bảo vật cho vào một cái hộp gỗ, một tay liền bấm niệm pháp quyết. Một cự trảo màu đen hiện ra trên đài ngọc, bắt lấy hộp gỗ đưa qua cho hàn lập. Còn chính hắn thì đem hộp ngọc chứa âm phượng thảo cẩn thận thu vào. Hàn Lập cũng đem Tề Thiên La cùng túi kim sắc thu về, dựa lưng vào ghế nhắm hai mắt. Kể từ đây trao đổi đã hoàn thành, thị nữ số 11 phía sau lập tức nhu thuận, hai tay lại lần nữa đấm nhẹ trên vai hắn. Kiện áp trục bảo vật đầu tiên đã được trao đổi thành công. Phía sau bản vực có chuẩn bị một lượng lớn tài liệu luyện khí luyện đan hiếm thấy trong phường thị, tin tưởng sẽ khiến không ít đạo hữu cảm thấy hứng thú. Tuy những tài liệu này chưa nói chân quý nhưng cực kỳ hữu dụng và khan hiếm do số lượng quá nhiều nên chia làm ba đợt để trao đổi. Nếu các vị đạo hữu xem trọng, cùng nhìn chúng một vật phẩm nào đó, khi đó sẽ do tại hạ chủ trì kim diện nhân cao giọng nói. Đồng thời trên tay hiện ra hai khối ngọc giản khác nhau, đem chúng hướng lên không trung ném ra. Thượng cổ văn tự trên quầng sáng bắt đầu biến đổi, tên những vật phẩm khi trước tiêu thất, đồng thời thời hiện ra tên các vật phẩm mới. Ở bên cạnh cũng hiện ra một quầng sáng, mặt trên biểu thị chính là ba đợt tài liệu do hắc vực xuất ra trao đổi, tên gọi cùng số lượng khiến người trợn mắt líu lưới kinh ngạc. Hiển nhiên những tài liệu này được đông đảo tồn tại tham gia đại hội hoan nghênh. Cơ hồ khi Kim Diện Nhân vừa dứt lời, đã có không ít người dồn dập mở miệng báo ra vật phẩm mình cần trao đổi. Nhất thời không khí toàn bộ trao đổi hội lập tức nóng lên dị thường. Hàn Lập lạnh lùng đánh giá tất cả nhưng không có ý xuất thủ. Ba đợt tài liệu rất nhanh trao đổi xong, tiếp theo Kim Diện Nhân lại lần nữa lấy ra một vật phẩm trao đổi, khiến Hàn Lập mở rộng nhãn giới một phen chính là một nhóm gồm 7 nữ tử nhân tộc tuyệt sắc, mỗi người đều có tu vi trúc cơ kỳ trở lên, hơn nữa có thể chất đặc thù thập phần thích hợp làm song tu đỉnh lô. Những nữ tử niên kỳ cũng không lớn, chỉ cần bồi dưỡng một phen sẽ thành đỉnh lô hoặc thị thiết tuyệt hảo. Những tuyệt sắc nữ tu này khiến không ít người hứng thú. Sau một phen tranh đoạt thì bị một thần bí nhân toàn thân trùm kín tử bào, dùng một khối huyền quang thiết đổi đi. Tiếp theo, Hắc vực lấy ra kiện áp trục bảo vật thứ hai, là một hoàng sắc cổ phiên hình thù kỳ lạ, đây là một kiện trí bảo là do một đại năng trí sĩ nhân tộc danh như sấm rền bên tai ở thời cổ xưa lưu lại nghe nói có thần hiệu cải thiên hoán nhật bất luận dùng để làm trận nhãn cho siêu cấp pháp trận hay dùng bản thân nó đối phó địch nhân đều tuyệt đối vạn phần huyền diệu bảo vật cỡ này liền khiến hàn lập lần nữa động tâm lên nhưng lần này kim diện nhân lại nêu đích danh tên ba kiện bảo vật cần thiết mới có thể trao đổi điều này khiến đám người chỉ có thể đỏ mắt nuốt nước miếng mà thôi nhưng không ngờ lại có một người trong tay có cả ba kiện bảo vật này. Người này đem ra cỏ kè mặc cả một phen, lúc sau kim diện nhân còn phải bù thêm một lượng linh thạch rất lớn thì hắn mới vừa lòng trao đổi. Điều này khiến Hàn Lập không khỏi liếc nhìn thần bí nhân được bao phủ trong một đoàn huyết vụ kia vài lần. chương 1817, lại thấy ô kim. Kế tiếp, kim diện nhân lại tiếp tục xuất ra những vật phẩm đặc biệt nhất của một tộc cùng linh tộc. Mấy thứ này đều có diệu dụng đặc biệt khiến một số người trong đại điện động tâm không thôi, sôi nổi xuất ra những vật phẩm mà hắc vực cần để tiến hành trao đổi. Sau đó lại có thêm vài kiện áp trục bảo vật được kim diện nhân lấy ra. Mỗi kiện đều là dị bảo thanh danh hiển hách, thần thông không kém tề thiên la cùng cổ phiên vừa rồi. Các bảo vật này hoặc là phòng ngự kinh người, hoặc là công kích nghịch thiên. Đối với cá nhân còn có giá trị thực tế vượt trên hai vật trước, là thủ đoạn tuyệt hảo tăng cường thực lực bản thân. Cho nên không khí bảo vật tranh đoạt trong đại điện càng nóng bỏng tới cực điểm cuối cùng là một kiện di hải phiến bài danh phía trên trong hỗn độn vạn linh bảng. Có uy lực di sơn đảo hải già không tế nhật, khiến người khác khó có thể tưởng tượng nổi. Lúc này có hơn 20 tồn tại lấy ra đủ các loại tài liệu, không tiếc ra tài tranh sôi nổi đoạt không thôi. Kết quả kim diện nhân chọn được trong đó một người sở hữu nhiều tài liệu nhất, đối phương lại lấy ra thêm vài món bảo vật bất phàm, mới có thể trao đổi kiện di hải phiến kia. Hàn Lập tự nhiên cũng liếc mắt chú ý tới phiên này đáng tiếc vật hắc vực muốn đổi không phải linh dược mà là một số tinh thạch quý hiếm trong truyền thuyết thứ này thì hắn không mảy may có chút nào sau khi trao đổi xong di hải phiến cũng là lúc hắc vực đã lấy ra toàn bộ các vật phẩm trao đổi hết sạch như vậy có thể thấy được trước đó hắc vực đã chuẩn bị đầy đủ thế nào lại có thể đưa ra những vật phẩm cần thiết với đám người ở đây bản vực phao chuyên dẫn ngọc đã trao đổi xong hết thảy vật phẩm phía sau là do các vị đạo hữu tự thượng đài hoạt động nếu còn có phẩm vật quý báu khiến bản vực vừa ý, mong rằng chư vị đạo hữu có thể ưu tiên trao đổi với tại hạ trước. Về phần quy củ thì vẫn như lần trước, mỗi lần nhiều nhất chỉ có ba người lên triển lãm vật phẩm. Điều kiện trao đổi đương nhiên do các vị đạo hữu tự thương lược, bản vực sẽ không mảy may nhúng tay. Tốt, bổn tọa tuyên bố, tự do trao đổi bắt đầu. Hiển nhiên thu hoạch vừa rồi khiến Kim Diện Nhân rất hài lòng, ở trên đài nói mấy câu liền tuyên bố mọi người bắt đầu trao đổi tự do. Hắc hắc, nếu đạo hữu như thế nói, vậy để tại hạ bắt đầu trước. Kim diện nhân vừa mới dứt lời thì một thanh âm âm trầm chợt vang, tiếp theo một đạo ô quang từ trong một tòa phi đình kích bắn ra, chấp động mấy cái liền quỷ dị xuất hiện trong màn hào quang trên đài cao. Thì ra là một hồi bảo nhân, toàn thân có vô số đạo hắc quang quỷ dị sèn sẹt quấn quanh. Hừ, đạo hữu thật nóng vội, nếu như vậy, tại hạ cũng muốn lên trước, cơ hồ cùng lúc, cũng có vài đạo độn quang trong các phi đình bắn ra. Bất quá thấy có hai đạo độn quang, một đạo đột nhiên tỏa ra hào quang chói lòa, thuấn di một chút tiêu thất hư không, ngay sau đó xuất hiện trong màn hào quang. Là một nữ tu thân ảnh yểu điệu được bao phủ trong một tầng mũ sắc quang hà. Một đạo đột quang khác thì phát ra một âm thanh kỳ lạ, đột nhiên mơ hồ một chút rồi tốc độ nhanh hơn mấy lần. Không ngờ lại nhanh hơn những người khác một bước hiện ra trên đài. Hàn Lập thấy rõ người này thì khóe miệng khẽ giật một chút, khó nén nổi vẻ ngạc nhiên trên mặt. Người thứ ba này hình thể cực kỳ quái dị thân hình bất luận là chiều ngang hay chiều cao đều dài chừng một trượt, giống như một viên cầu thịt thật lớn lăn tới nơi này. Mà trên đỉnh cầu thịt lại có một cái đầu nam tử cũng hình tròn. Trên mặt không có thủ đoạn nào để che giấu vẻ đầy sầu khổ. Về phần mấy người độn quang tới sau, ngay khi vừa tiếp xúc bạch sắc quang cháo thì phanh phanh bắn ngược về sau, không thể tiến vào bên trong. Mấy vị đạo hữu trước tiên mời trở về, vòng tiếp theo lên đài cũng không muộn, kim diện nhân ôm quyền hướng mấy người bên ngoài màn hào quang, khách khí nói. Mấy người này tuy không cam lòng nhưng đành hừ lạnh vài tiếng, bất đắc dĩ quay về. Hồi bảo nhân cướp được tư cách lên đài đầu tiên, Đắc Ý cười to một trận. Có thể lên đài trao đổi vật phẩm ở vòng đầu tự nhiên rất có lợi. Nếu không vật phẩm cần đến bị người khác đi trước một bước giành lấy, tự nhiên chỉ đành dương mắt mà nhìn. Lúc này, ánh mắt Kim Diện Nhân đảo qua trên người Cầu Thịt, khẽ cười một tiếng nói: "Không ngờ trúc huynh lại tới tham gia trao đổi đại hội lần này, hơn nữa còn lên trước một bước như thế." xem ra sự thất vọng vì lọt mất trọng bảo lần trước khiến đạo hữu không cam lòng. Hừ, lần trước bị chậm bước mà để cho Bách Tiết Châu bị người nọ thu về. Bất quá đáng buồn bực nhất chính là với hình thể của ta. Tham gia trao đổi hội lần nào cũng người liếc mắt một cái đã nhận ra. Có thi triển thủ đoạn che mắt gì cũng vô dụng cầu thịt kia thở dài một hơi, tựa hồ vẻ lo lắng trên mặt càng đậm vài phần. Ha ha, chúc huynh tu luyện chính là huyền công đỉnh đỉnh đại danh thời thượng cổ tuy rằng không thể tùy tâm biến hóa thân hình nhưng uy lực to lớn khiến người ta hâm mộ không thôi điểm thiếu hụt ấy thì tính cái gì cầu thịt này tựa hồ có lai lịch rất lớn khiến kim diện nhân có vẻ rất khách khí hắc hắc lời các hạ thật khách khí nhưng Chúc mỗ lại thích nghe hy vọng lần này ta sẽ có thu hoạch cầu thịt vẫn là bộ dáng buồn rầu trả lời kim diện nhân nghe vậy khẽ cười lui về sau vài chục bước liền đứng ở một góc kim sắc pháp trận không hề nói thêm điều gì trúc huynh đã trên đài xin mời triển lãm vật phẩm trước. Hồi bảo nhân cũng cực kỳ kiêng kỵ đối với cầu thịt, ánh mắt vừa chuyển liền hướng sang hắn ôm quyền nói. Nữ tu được bao phủ trong ngũ sắc quang hà đứng ở một bên, tuy không nói một lời nhưng thản nhiên gật đầu. Nếu nhị vị đạo hữu khiêm nhượng như thế, chúc mỗ không khách khí cầu thịt nhíu hai mắt, thản nhiên tiếp nhận. Tiếp theo hắn vỗ vào cái bụng căng tròn như cái trống, há mồm phun ra một cái bình nhỏ màu trắng tinh oánh, hư không một chảo đem bắt về trong tay. Ba đạo kim ô chân hỏa, dùng đổi lấy kim cốt chi cùng mạch thảo ngoài hai vạn năm mỗi thứ chỉ có thể đổi một đạo cầu thịt hướng sang bốn phía lớn tiếng nói kim ô chân hỏa đúng hay sai vậy sao hắn có được loại chân linh chi hỏa này nếu hắn dám lấy ra ở đây hơn phân nửa là đúng một trận thanh âm bàn tán khe khẽ vang lên trong hư không hàn lập ngạc nhiên một chút sau đó sờ cầm lộ vẻ suy nghĩ phệ linh chân hỏa của hắn khi trước ở ma kim sơn mạch hấp thu một đạo chân hỏa trên người yêu cầm kết quả là uy lực của nó gia tăng không ít nếu là trong tay yêu tu kia thực sự là chân hỏa hơn nữa còn có ba đạo thì có thể khiến uy lực của vệ linh chân hỏa tiến một bước dài đáng tiếc chính là ngữ khí của cầu thịt kiên định như đinh đóng cột nhất định phải đổi lấy linh dược cùng vật phẩm đã nêu khiến lâm hiên không khỏi buồn bực một trận lúc này cầu thịt cẩn thận đem nắp bình mở ra tiếp theo bàn tay vỗ vào bình một cái phốc 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 ba tiếng ba đạo bạch sắc quang diễm theo trong bình bay ra chớp động một cái liền hóa thành ba con quạ lửa bay lượn trước người cầu thịt. Ba con quạ lửa này toàn thân trắng như tuyết, trong lúc bay múa mơ hồ có phù văn màu bạc cuồng quyển quanh thân. Độ nhiệt cực nóng tràn ngập bên trong khiến tầng bạch sắc quang cháo chợt nổi lên một tầng hào quang màu trắng sữa để đối kháng lại. Quả nhiên là kim ô chân hỏa, người tu luyện thần thông hỏa thuộc tính luyện hóa được chân hỏa này sẽ thu được ích lợi vô cùng. Lại một trận nói thầm hâm mộ từ mọi nơi truyền ra, các ánh mắt tham lam sôi nổi chăm chú vào ba con quạ lửa màu trắng kia thần niệm chịu hạn chế nhưng những người ở đây đều có nhãn lực phi phàm. Khoảng cách xa như thế nhưng vẫn phân biệt được kim ô chân hỏa này 89 phần là thật. Ô, chỉ là kim ô chân hỏa còn nhạt, trong mắt hàn lập chợt lóe lam quang, nhìn thấy chân diện của kim ô chân hỏa trong thể nội của quạ lửa thì vẻ mặt có chút kỳ quái vẻ nói thầm một câu. Lời này cơ hồ thấp không thể nghe thấy, ngay cả hắc xa thị nữ số 11 đứng gần trong gang tất cũng không nghe nổi. Bất quá một tia buồn bực giữa mi tâm của hàn lập tiêu tán hơn phân nửa, tiếp tục lạnh lùng quan sát sự tình trên đài ngọc. Lúc này hồi bảo nhân cũng xuất ra một đóa tam sắc liên hoa băng thuộc tính, có thể đồng thời phóng thích ba loại cực hàn chi diễm, phối hợp cho người tu luyện công pháp băng thuộc tính thì uy lực vô cùng, lại nói rõ là dùng đổi lấy dị bảo hỏa thuộc tính tương phản. Nữ tu không biết tên trong ngũ sắc quang hà thì xuất ra một viên cầu màu đỏ cỡ đầu người. Chính là trứng của man hoang cổ thú huyết diễm ưng nổi danh hung bạo. Huyết diễm ưng sau khi trưởng thành thì hai cánh dài chừng hơn 10 trường vô cùng am hiểu thần thông huyết thuộc tính hiếm thấy. Tuy thiên phú bất đồng nhưng cuối cùng thể luyện tới thực lực luyện lưu kỳ, thậm chí là hợp thể sơ kỳ. Mà thú chứng này là do nữ tu thu được bên trong xào huyệt của một đôi diễm huyết ưng có thần thông hợp thể kỳ, cho nên nàng muốn dùng đổi lấy một kiện linh bảo. Hai vật phẩm này tự nhiên khiến một số người tu luyện công pháp băng thuộc tính cùng am hiểu linh thú vô cùng hứng thú. Một lát sau đã có người bắt đầu xuất ra bảo vật để trao đổi. Còn hai vật phẩm mà cầu thịt yêu cầu thật quá mức quý hiếm, những người có hứng thú với kim ô chân hỏa cũng đành dương mắt nhìn mà không thể thể xuất ra. Vật phẩm trong tay hôi bảo nhân cùng nữ tu đã trao đổi xong, vẻ sầu khổ trên mặt cầu thịt càng đậm thêm vài phần. Tiếp qua một lát, mắt thấy còn ai thượng đài trao đổi. Cầu thịt thở dài, đem ba con quạ lửa trước người thu lại rồi bay ra khỏi màn hào quang, cứ thế về trong thạch đình của mình. Hắn bỏ qua trao đổi lần này khiến mọi người xôn xao một trận. Lập tức lại có ba người một bước bay lên đài ngọc, bắt đầu vòng trao đổi tiếp theo chương 1818, Nghiệt Vân cùng tịnh Minh Đan. Hàn Lập hít mắt nhìn từng kiện kỳ chân lần lượt được nhân yêu lưỡng tộc xuất ra, rồi lần lượt biết mất không thấy. Người nào mà trao đổi thành công, mặt mày hớn hở. Trao đổi thất bại, thì thất vọng, buồn bã từ trên đài tay không mà quay về. Nhưng nói tóm lại, hơn phân nửa mọi người trao đổi đều đạt được những thứ mình muốn. Có điều rất rõ ràng, Đấu giá hội ở đây thì tỷ lệ xuất hiện các bảo vật thành phẩm cùng với các loại tài liệu có phẩm chất cao so với lần đấu giá trước lớn hơn rất nhiều. Hiển nhiên tất cả mọi người ở đây đều vì chuẩn bị cho việc ma kiếp không lâu nữa sẽ phát sinh, nên muốn tận lực mang những tài liệu mà mình có trong tay, mau chóng đổi lấy các bảo vật thành phẩm có thể sử dụng được ngay. Dù sao tài liệu cho dù quý hiếm đến mấy, mà không thể luyện chế ra thành pháp khí, pháp bảo, khi ở trong ma kiếp cũng chỉ là đồ vô dụng mà thôi. Mà đối với nhân yêu lưỡng tộc ở đây mà nói, pháp bảo bình thường cũng sẽ không lọt vào trong pháp nhãn của bọn chúng, mà cực phẩm bảo vật thích hợp cho bọn họ, bình thường đều là loại được luyện chế từ 10 loại tài liệu quý hiếm trở lên thậm chí trên trăm loại tài liệu quý hiếm mới có thể luyện thành. Không nói tới trong quá trình luyện chế còn có thể thất bại, với nhiều loại tài liệu như vậy, nếu một người bình thường có khi phải mất tới vài trăm năm thậm chí vài nghìn năm thu thập mới có thể hoàn thành. Nếu không trên đấu giá hội lúc trước, làm sao có thể xuất hiện được nhiều như vậy các loại tài liệu quý hiếm như vậy? tại trong đấu giá đại điện thời gian không ngừng trôi qua đã có hơn phân nửa người trong đại điện lên trên đài mang các đồ vật mà mình đã chuẩn bị ra trao đổi những vật cần thiết cho bản thân mặc dù có không ít những trọng bảo trong số đó làm hàn lập đỏ mắt nhưng dưới tình huống những người này đều muốn đổi lấy các loại bảo vật thành phẩm hắn cũng chỉ đỏ mắt đứng nhìn mà thôi tuy nhiên không phải là hắn không có thu hoạch tại đây hắn không chỉ xuất ra một một cây linh dược có trong quảng hàn giới để đổi lấy một bộ trận kỳ có uy lực vô cùng lớn Ngoài ra hắn còn dùng hai bình hồng la tiên tử để đổi lấy hơn 10 loại linh dược mầm mống mà trong tay hắn không có, từ một tên yêu tu thích rượu ở đây. Tại lúc trước lên đài hắn xuất ra một ít linh dược vạn năm, rồi chỉ tên những loại yêu thú tài liệu mà bản thân vẫn chưa thu thập xong để trao đổi. Kết quả từ trong tay vài tên yêu tộc tu sĩ che giấu tung tích rất dễ dàng lấy được các tài liệu cần thiết. Điều này làm cho Hàn Lập thở dài nhẹ nhõm, rốt cuộc sau này cũng yên tâm. Như vậy chỉ cần sau khi vạn bảo đại hội này kết thúc, là hắn có thể bắt tay vào luyện chế tòa cực sơn thứ hai. Do đó thực lực của hắn có thể tăng lên không ít. Ngay khi Hàn Lập cảm thấy trao đổi sau đó đối với hắn mà nói cũng không còn việc gì quan trọng nữa. Thì một gã toàn thân được bao phủ trong hắc khí bay lên trên đài, rồi xuất ra một cái hắc sắc viên. Một mảnh nhiệt vân hải ngưng tụ ngàn vạn thú hồn, tại hạ có thể cam đoan thú hồn trong nhiệt vân hải này đều là mãnh thú chi hồn, trong đó có 10 vạn thú hồn là đê giai yêu thú. Tại hạ muốn dùng nhiệt phân này đổi lấy một kiện thông thiên linh bảo có tính công kích được bài danh trên hỗn độn vạn linh bảng. Người này vừa mới mở miệng, làm cho tất cả mọi người ở đây, ngay cả là hàn lập sắc mặt đều đại biến. Các loại ánh mắt mang vẻ kinh hãi, đồng thời chầm chập nhìn vào đối phương. Ngay cả tên kim diện nhân lúc trước lui vào trong một góc của kim sắc pháp trận, đang mỉm cười nhìn mọi người trao đổi, sắc mặt cũng biết đổi, trong mắt tinh quang chợt lóe, gắt gao nhìn chầm chập vào người trong hắc khí, thần sắc hiện lên vẻ kinh nghi, nhưng mặc cho ánh mắt sắc bén của mọi người, thần bí nhân trong hắc khí vẫn vững vàng đứng tại chỗ. Đồng thời một tay khẽ động đem viên bát nhất thời nâng lên, mà tay còn lại thì đem nắp viên bát nhất thời mở ra. Trong nháy mắt, một trận quỷ khóc lang gào vang vọng cả hư không, một cỗ âm vân tối đen như mực, tựa như một cơn lốc từ trong viên bát cuồn cuộn lao ra, sau đó tản ra xung quanh, trong chốc lát bao phủ một mảnh rộng hơn một mẫu, đem hơn một nửa không gian trong đại sảnh che phủ. Hàn Lập trong mắt lam mang chợt hiện nháy mắt liền thấy rõ ràng chân diện mục của đám mây đen này hóa ra đám mây đen này được hình thành do vô số hư ảnh màu đen ngưng tụ mà thành những hư ảnh này chẳng những có lang sói hổ báo vô cùng quen thuộc mà còn có hư ảnh của các loài thú với hình thù cổ quái chưa thấy bao giờ cũng có trong đó toàn bộ hư ảnh của các loài thú này cũng không ngừng biến hóa bọn chúng không ngừng cắn xé nhau chỉ trong nháy mắt hơn phân nửa trong số đó tán loạn biến mất rồi ngay sau đó lại ngưng tụ thành hình nhưng vô luận là hình dạng loại nào thì cũng biểu hiện vẻ mặt vô cùng hung dữ, cho dù thân hình của bọn chúng có bị cắn xé thành vô số mảnh, nhưng chỉ trong nháy mắt liền ngưng tụ lại hình dạng như lúc ban đầu. Những hư ảnh thú loại này, chính là tinh hồn của chúng bị người ta dùng phương pháp đặc thù để luyện chế. Nếu loại nhiệt phân mà chỉ ngưng tụ ra hơn 10 con, thậm chí là mấy trăm con đi nữa thì giá trị cũng không cao. Nhưng một khi ngưng tụ lên tới trên vạn tinh hồn, thì lập tức giá trị tăng lên không biết bao nhiêu lần. Bởi vì loại nhiệt phân này, nếu ngưng tụ càng nhiều linh hồn thì hiệu dụng hô ứng đặc thù càng lớn. Đương nhiên việc chế tạo cũng càng khó, nếu Nguyệt Vân có thể ngưng tụ trên 10 vạn tinh hồn, cũng đủ làm cho những người tu luyện quỷ đạo hoặc ma đạo công pháp tâm động không ngừng. Về phần nhiệt Vân ngưng tụ trên trăm vạn tinh hồn thì cho dù là quỷ đạo hợp thể kỳ tu sĩ, cũng lâm vào điên cuồng tranh đoạt. Về phần nhiệt Vân ngưng tụ ngàn vạn tinh hồn, tựa hồ trong lịch sử lưỡng tộc cũng chỉ xuất hiện qua vài lần. Nhưng đối với một số người tu luyện công pháp liên quan mà nói, vô luận dùng cho bản thân tu luyện, hay là trực tiếp dùng để luyện chế quỷ khí pháp bảo, thì hiệu dụng to lớn khó có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên loại nhiệt vân có cấp bậc như vậy, không những phương pháp ngưng luyện sớm đã thất truyền, ngay cả biết đi chăng nữa thì việc thu thập ngàn vạn tinh hồn cũng là việc cơ hồ không có khả năng thực hiện. Dù sao một người mà diệt sát ngàn vạn sinh linh mà nói, dễ bị cỗ sát khí như vậy gây ra phản phệ. Cho dù là hợp thể tu sĩ cũng vô pháp thừa nhận nổi. Mà bởi vì nhiệt vân ngưng tụ vô số tinh hồn, thực sự tổn hại thiên địa vô cùng lớn, cho nên từ thời kỳ thượng cổ, nhiệt phân chính là một trong những cấm vật mà lưỡng tộc nghiêm cấm luyện chế. Một khi luyện chế ra nhiệt phân có trên vạn tinh hồn thì sẽ sinh thiên tượng, mà ngay cả việc luyện chế nhiệt phân trên trăm vạn tinh hồn thôi cũng khó tránh khỏi tai mắt của người khác. Cơ hồ nhiệt Vân cũng chỉ có trong truyền thuyết mà thôi, mà trước mắt người này lại nói có được nhiệt phân do ngàn vạn thú hồn biến thành, làm sao mọi người không khỏi biến sắc? Nếu nơi này không phải là hắc vực? Mà là ở bên ngoài. Chỉ sợ có người không nhịn được mà ngay lập tức ra tay cưỡng đoạt. Ngàn vạn thú hồn, lời đạo hữu có thật không? Thoạt nhìn cũng không giống. Một thanh âm khô khan kèm theo một tiếng nuốt nước miếng vang lên, trong lời nói mơ hồ có chút hoài nghi. Chẳng qua ta mới chỉ thả ra hơn 100 thú hồn mà thôi. Nếu như muốn toàn bộ thả ra, với không gian nho nhỏ của đại điện này làm sao mà đủ chứa? Tuy nhiên nếu đạo hữu muốn trao đổi, có thể tự mình đến nghiệm chứng âm hồn có trong mặt bát này. Có phải thực sự có nhiều thú hồn như vậy hay không? Hắc khí trung nhân không chút hoang mang nói, Thông Thiên Linh Bảo có tên trên Hỗn Độn Vạn Linh bảng, còn muốn loại hình có tính công kích. Yêu cầu này của các hạ, không khỏi quá cao, không bằng như vậy, tại hạ dùng hai kiện mà không 3 kiện cao giai linh bảo, đổi lấy nghiệt phân của các hạ. Một người có chút vội vàng nói, ngoại trừ loại Thông Thiên Linh Bảo mang tính công kích có trên Vạn Linh bảng ra, còn đối với các loại bảo vật khác tại hạ không có hứng thú trao đổi hắc khí trung nhân thẳng thừng từ chối. Đạo hữu lời này có chút quá nhanh, trước tiên hãy nhìn xem trong tay của tại hạ có vật gì đã rồi mới quyết định cũng không muộn. Một thanh âm già nua của một lão giả khác, chợt vang lên. Tiếp theo một đạo huyết quang chợt lóe rồi hướng lên trên đài bay lên, hiện ra một nhân ảnh cao gầy được bao phủ trong một tầng huyết quang. Sau đó gã vung tay ra, đem một chiếc bình ngọc trực tiếp ném qua. Hắc khí trung nhân có chút miễn cưỡng tiếp nhân bình ngọc, rồi mở nắp bình ra, hướng vào bên trong thoáng nhìn qua ngay khi xem qua thân hình của hắn nhất thời khẽ giật mình một cái thế nào khỏa đan dược này đại biểu cho cái gì các hạ hẳn rất rõ ràng nếu không phải nhiệt phân này đối với tại hạ có giá trị sử dụng lớn hơn một chút thì ta cũng tuyệt đối không xuất ra khỏa đan dược này để trao đổi cùng các hạ nhân ảnh cao gầy nhìn bình dược trong tay đối phương có vẻ tiếc nuối nói không được tại hạ vẫn cần muốn đổi lấy thông thiên linh bảo hơn hắc khí trung nhân sau một hồi do dự lại vẫn lắc đầu rồi đem dược bình ném trở về đạo hữu như thế nào lại không muốn trao đổi trong bình của ta chính là một viên tịnh minh đan có khả năng làm tăng xác suất đột phá bình cảnh của tu sĩ hợp thể kỳ nhân ảnh cao gầy có chút ngạc nhiên tiếp theo có vẻ không tin lớn tiếng nói tịnh mịch đan ngay cả linh đan bực này cũng xuất hiện đạo hữu người có bằng lòng trao đổi tịnh minh đan lấy loại bảo vật khác được không ta nguyện ý cùng ngươi trao đổi đan dược này vừa nghe tên tịnh minh đan này những gã hợp thể kỳ lão quái khác trong nhân yêu lưỡng tộc thoáng chốc trở lên náo động ngay lập tức có mấy người không để ý người khác lập tức hướng nhân ảnh cao gầy trực tiếp lớn tiếng nói xem ra đối với đan dược này còn được hoan nghênh hơn so với nhiệt phân kia điều này cũng khó trách cho dù nhiệt phân ngưng tụ ra ngàn vạn tinh hồn kia là một kỳ vật trong truyền thuyết đi chăng nữa nhưng nó chỉ có tác dụng lớn đối với các tu sĩ ma tu và quỷ đạo mà thôi còn tịnh minh đan được ghi trong điển tịch là một loại thánh dược có tác dụng đối với tất cả tu sĩ hợp thể kỳ điều này chẳng phải làm cho tất cả các lão quái hợp thể kỳ nhiều năm chưa đột phá trở nên mất bình tĩnh. Hừ, các người muốn đổi lấy tịnh minh đan của ta cũng được, nhưng trước tiên hãy giúp ta đổi lấy nghiệt phân của vị đạo hữu này đã, rồi sau đó ta sẽ lập tức dùng linh đan trao đổi lại. Tựa hồ như nghiệt phân trước mắt này đối với nhân ảnh cao gầy vô cùng trọng yếu, làm cho trong mắt hắn khi nhìn hắc khí trung nhân thần bí vô cùng oán hận, liền nói ra một lời như vậy. Nghe thấy nhân ảnh cao gầy nói như vậy, nhất thời làm cho cả gian đại điện lâm vào trầm lặng không một tiếng động nào phát ra. Trong tay hợp thể kỳ lão quái ở đây, đối với linh bảo bình thường cũng đều có vài món trong người. Nhưng đối với thông thiên linh bảo bài danh trên hỗn độn vạn linh bảng, thì trong toàn bộ nhân yêu lưỡng tộc tuyệt đối cũng không vượt qua 10 món. Mà đối với loại thông thiên linh bảo có tính công kích, may ra cũng chỉ có hai ba kiện mà thôi. Mà cho dù có, thì chủ nhân của nó cũng không nhất định tới tham gia hắc vực đại hội lần này huống chi loại linh bảo có tên trên hỗn độn vạn linh bảng giá trị của nó so với tịnh minh đan mà nói cũng không kém chút nào ngoài ra có nguyện ý trao đổi lấy đan được này hay không còn là một chuyện khác hàn lập nhìn dược bình trong tay nhân ảnh cao gầy trên mặt không khỏi hiện lên vẻ âm trầm bất định hắc khí trung nhân thấy thời gian dài như vậy mà vẫn không có người mở miệng nói chuyện tựa hồ như biết sẽ không có người nào tiến hành trao đổi vì vậy buồn bã giơ tay bắt quyết niệm thần chú nhất thời đem mây đen trên không trung thu lại sau đó định rời khỏi thạch đài. Đạo hữu chậm đã, tên nhân ảnh cao gầy kia trở lên vô cùng khẩn trương, liền dẫm chân xuống, thân hình chợt lóe bay tới trước mặt thần bí hắc khí trung nhân cản lại. Các hạ có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn cưỡng bức tại hạ trao đổi chăng? Hắc khí trung nhân thấy vậy, vô cùng giận dữ, toàn thân đột nhiên tỏa ra một cỗ khí tức vô cùng băng hàn. Chương 1819, ba đổi một, vừa thấy hành động của người trong huyết quang, Kim Diện Nhân đang lẳng lặng ngồi xếp bằng ở một góc pháp trận, trong mắt chợt lóe tinh quang đứng dậy nếu có người nháo sự ở trong đại hội thân là người tổ chức khắc vực đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn đạo hữu đừng hiểu lầm tại hạ không có ác ý chỉ là nhiệt phân này rất hữu dụng với ta đạo hữu xin chờ một lát để tại hạ nghĩ biện pháp xem có thể trao đổi linh bảo mà các hạ cần hay chăng nếu không có thì ta tuyệt không ngăn chở đạo hữu rời đi người trong huyết quang liên tục xua tay thấy tình thế có chút cấp bách vội vàng giải thích đợi một lát nữa được xem ta các hạ thiệt tình muốn nghiệt vân này. Đợi thêm một tuần trà nữa mà không có được vật ta cần, ta quyết không hao phí thời gian ở đây nữa. Người trong hắc khí do dự một chút, cuối cùng gật đầu đồng ý. Thực tế rõ ràng là người trong huyết quang bắt buộc phải có nghiệt phân mà người trong hắc khí cũng cực kỳ coi trọng thông thiên linh bảo, chỉ cần một cơ hội nhỏ cũng không buông tha. Thấy đối phương đáp ứng thỉnh cầu của mình, huyết quang nhân thở ra một hơi nhẹ nhõm ý nghĩ lưu chuyển một chút, có vẻ đau lòng đưa tay vỗ vào trạc thủ chữ vật một quyển trục ánh vàng rực rỡ hiện ra trong tay, khẽ dơ lên cao một chút. năm đó tại hạ từng cử tử nhất sinh xông vào một thượng cổ di chỉ, ở trong đó thu được được một quyển trục vô danh đã bị phong ấn. bởi vì phong ấn trên đó cực kỳ huyền diệu, tại hạ không thể phá giải nên quyển trục vẫn nguyên vẹn đến nay. nhưng tại hạ tin tưởng trong đó tuyệt có dấu bí mật kinh người vì phong ấn chính là dùng kim triện văn để viết. tại hạ nguyện ý dùng vật này cùng tịnh minh đan đổi lấy linh bảo công kích trên vạn linh bảng thần sắc huyết quang nhân ngưng trọng lớn tiếng nói, kim triện văn, chẳng lẽ là vật phẩm của chân tiên giới truyền lưu ra. Lời của huyết quang nhân khiến cho toàn trường sao động một trận, không ít người bắt đầu cảm thấy hứng thú. Bọn họ vốn không sợ huyết quang nhân lừa gạt, vật phẩm đã mở phong ấn hay chưa đương nhiên chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Tuy điều kiện động tâm không ít nhưng đáng tiếc trong tay không có vật phẩm mà đối phương cần, đám người cũng chỉ đành bất đắc dĩ đỏ mắt đứng nhìn. Hàn lập nhìn chằm chằm vào quyển trục màu vàng, Vẻ mặt có chút động nhưng vẫn ngồi vững vàng ngồi trên ghế. Thời gian trôi qua từng chút, mắt thấy không ai trong các thạch đình bốn phía lên tiếng trao đổi. Chẳng những người trong Hắc khí thất vọng mà huyết quang nhân cũng lo lắng vạn phần. Nhiệt phân cô động ngàn vạn tinh hồn bực này, bỏ lỡ lần trao đổi ở Hắc vực hội này thì ở trên đấu giá hội khác hầu như không cách nào gặp lại. Mà người trong Hắc khí vừa rời khỏi nơi đây, cũng tuyệt đối cẩn thận đem nhiệt phân cất đi không lộ tung tích. Cho dù về sau muốn tìm đối phương trao đổi cũng là chuyện không thể trọng yếu là nhiệt phân này quan hệ đến lần độ qua đại thiên kiếp sắp tới của hắn không có nó thì tám chín phần là hắn sẽ ngã xuống trong đó bất kể thế nào cũng phải liều mạng có được chẳng lẽ tham gia trao đổi hội lần này thực không có ai mang thông thiên linh bảo công kích sao mắt thấy thời gian người trong hắc khí đề ra không còn nhiều người trong huyết quang cắn răng một cái đột nhiên vỗ vào một cái túi cổ quái màu lam bên hông nhất thời một đạo quang hà màu lam cuồn cuộn bay ra trong tay hắn hiện ra một cái băng thiết lung cao hơn thước màu lam nhạt bên ngoài có dán phù lục kim ngân sắc trong đó có một con linh cầm tinh oánh tuyết trắng ngạo nghễ như long hổ đứng ở trước then không chút biểu tình hướng ra đánh giá bên ngoài đây là băng phượng trưởng thành được truyền thừa một phần huyết mạch của thiên địa linh cầm thiên phượng đừng xem khí thức của băng phượng này chỉ có kết đan trên thực tế là tồn tại hóa thần do bị thương nên tu vi mới giảm xuống chỉ cần bồi dưỡng thêm mấy trăm năm dễ dàng một lần nữa khôi phục tu vi ban đầu hơn nữa ta có thể cam đoan băng phượng hóa hình sẽ là một thiếu nữ thuần âm đỉnh lua tuyệt sắc nếu có thể hấp thụ thiên phong nguyên âm khí của nàng âm dương điều hòa thì tốt chỗ không cần ta tỉ mỉ nói nữa kỳ hiệu tại lúc đột phá bình cảnh dù còn bằng tịnh minh đan nhưng tuyệt không kém bao nhiêu cho dù không thu nguyên âm của nàng thì cũng là một linh thú tiềm lực vô cùng tin tưởng sẽ không làm chư vị đạo hữu thất vọng ta dùng băng phượng trong lúc vô tình thu được này cộng thêm hai vật phẩm lúc trước xuất ra để đổi lấy thông thiên linh bảo đây đã là toàn bộ thân gia của tại hạ bỏ lỡ cơ hội trao đổi tốt thế này thì tuyệt không có lần thứ hai thanh âm của huyết quang nhân hơi có chút khàn khàn trong mắt thậm chí mơ hồ hiện lên tơ máu một bộ bị bức bách tới cực điểm điều này cũng khó trách bất kể là ai mắt thấy vật cứu mạng ngay tại gần trong gang tấc mà không có cách nào với tới chỉ sợ trở nên điên cuồng không thôi nhưng nhất thời trong các phi đình bốn phía vẫn không có phản ứng gì đạo hữu ta dùng tam kiện vật phẩm này đổi với người người trong huyết quang rơi vào đường cùng quay đầu hướng sang người trong hắc khí thương lượng một câu không được tại hạ nói rất rõ ràng rồi trừ phi là linh bảo công kích trên vạn linh bảng vật phẩm khác cho dù quý hiếm cỡ nào cũng không trao đổi người trong hắc khí không chút do dự lại lần nữa lắc đầu huyết quang nhân nghe vậy sắc mặt khó coi cực kỳ trong lòng có chút tuyệt vọng nhưng vào lúc này đột nhiên một thanh âm nam tử thản nhiên vang lên giống như một khúc truyền tiên nhạc nhân gian vào trong tai huyết quang nhân được ta đổi huyết quang nhân nghe được lời này cơ hồ không thể tin được vào hai tay của mình, ngẩn ngơ một chút liền mừng rỡ như điên. Ánh mắt hắn liếc một cái, nhìn về phía phi đình phát ra thanh âm. "Lời này thật sao? Mời mau mau lên đài." Người trong hắc khí chấn động cũng thân hình, tựa hồ rất kích động. Người lên tiếng chính là Hàn Lập, từ lúc huyết quang nhân đem chiếc lồng có băng phượng lấy ra, vẻ mặt hắn có chút cổ quái, lại cân nhắc một chút rồi mở miệng. Nghe tiếng của hắn, ánh mắt kinh nhi của những người khác lập tức hướng về. Nhưng Hàn Lập xem như không thấy thanh quang chợt lóe một chút, thân ảnh hóa thành một đạo thanh hồng kích bắn ra, chấp động một cái liền hiện ra trên đài. Đạo hữu thật có thông thiên linh bảo sao? Ngay lúc Hàn Lập vừa đứng trước mặt huyết quang nhân, thanh âm của người này không khỏi khẽ run hỏi một câu. Hàn Lập mỉm cười, nhìn liếc qua băng phượng tuyết trắng trong lòng thản nhiên nói. Trong tay tại hạ xác thực có một kiện thông thiên linh bảo công kích huy lực không nhỏ. Nhưng có phải vật trên vạn linh bảng hay không thì tại hạ không mười phần nắm chắc, mười hai vị đạo hữu xem qua. Ồ, đạo hữu mau lấy ra cho bọn ta thưởng lãm một chút huyết quang nhân nghe lời của hàn lập sắc mặt vui mừng tuy tan đi hơn phân nửa nhưng vẫn đầy kỳ vọng nói một câu về phần người trong hắc khí vẫn không nói một lời thờ ơ lạnh nhạt đứng ở một bên hàn lập đương nhiên không kéo dài đột nhiên trong tay xuất hiện một thanh cự nhận rất dài đen thùi hình dạng cổ xưa vô cùng tản ra một luồng khí tức man hoang chính là khi ở quảng hàn giới hắn đánh chết tên nhung tộc cực kỳ lợi hại kia chiếm được cự nhận cùng hốn nguyên xích hai vật này hẳn là đều linh bảo ở trong hỗn độn vạn linh bảng. Huyền quang nhận, huyết quang nhân còn chưa có phản ứng thì người trong hắc khí thất thanh la lên, sắc mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Sao, đạo hữu nhận được cự nhận này, người trong huyết quang nghe xong đương nhiên mừng rỡ trở lại, vội vàng hỏi. Đương nhiên, cái này chính là thông thiên linh bảo, tuy bài danh không cao nhưng chính là bảo vật trên vạn linh bảng. Ta đang cần trao đổi loại linh bảo thế này, sao lại không nhận ra? Bất quá tại hạ còn phải cẩn thận xem xét một phen. Người trong hắc khí mạnh mẽ ngăn hưng phấn trong lòng, nghiêm nghị trả lời. Như thế rất tốt, đạo hiếu, người có thể đưa qua cho y được trang huyết quang nhân trở nên cực kỳ khách khí đối với Hàn Lập. Đương nhiên không có vấn đề, nhưng có phải vật phẩm của đạo hiếu cũng nên để ta xem xét một chút chăng? Hàn Lập khẽ cười một tiếng, cổ tay run lên đem thanh cự nhận màu đen trực tiếp ném sang người trong hắc khí. Điều này đương nhiên, đạo hiếu cứ việc xem cho kỹ, thấy Hàn Lập hành sự mau lẹ như thế, huyết quang nhân cực kỳ cao hứng đem dược bình, quyển trục và lồng băng một lần ném cả sang cho Hàn Lập. Lúc này trong mắt Hàn Lập chợt lóe lam quang, thần niệm phóng ra bao phủ cả ba vật phẩm, bắt đầu cẩn thận xem xét. Huyết quang nhân cũng hướng về cái bát tròn màu đen của người trong hắc khí, cẩn thận phân nhiệt phân có thực sự chứa ngàn vạn tinh hồn hay không. Ba người xem xét cũng không chậm, người trong hắc khí cơ hồ chỉ đem linh lực quán chú vào bên trong cự nhận, sau đó cầm bảo vật này trong tay hư không một chảm liền gật gật đầu vừa lòng, trực tiếp thu vào trạc thủ chữ vật ha ha, đúng vậy, nhiệt vân này xác thực thích hợp cho ta. Huyết quang nhân cũng xem xét xong nhiệt vân trong bát tròn thì cười ha ha, không nói thêm lời nào với hàn lập và người trong hắc khí, trực tiếp hóa thành một đạo ô quang xuyên thủng màn bạch sắc hào quang, trở về trong phi đình của mình. Hàn lập thấy vậy cười ảm đạm, đem quyển trục màu vàng cùng dược bình vừa thu lại, sau đó ánh mắt nhìn lướt qua băng phượng trong lồng băng. Hắn phát hiện ra đôi mắt màu bạc nhạt của băng phượng biểu lộ một chút bi ai, nhưng chợt lóe liền khôi phục vẻ lạnh như băng như ban đầu, hàn lập cũng không nói thêm gì trực tiếp lấy ra một linh thú hoàn đem thiết băng lung có chứa linh cầm thu vào trong đó tiếp theo ôm quyền hướng sang người trong hắc khí ảnh rồi kích bắn mà đi chớp động về tới nguyên chỗ mà người trong hắc khí phát ra một tiếng hắc hắc cười nhẹ cũng hóa thành một đoàn hắc phong rời đài ngọc vì thế phía dưới lập tức lại có những người khác thượng đài trao đổi đương nhiên được tiếp tục lúc này hàn lập tựa vào trên ghế hai mắt khép hờ sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng quay cuồng một trận chừng gần nửa ngày sau Kim Diện Nhân tuyên bố trao đổi đại hội rốt cuộc đã kết thúc. Hàn Lập cùng các hợp thể lão quái khác, từ chối buổi tiệc chiêu đãi của Kim Diện Nhân. Dưới sự dẫn dắt của sứ giả hạ rời khỏi không gian hắc vực, lẳng lặng xuất hiện tại một chỗ không người bên ngoài, sau đó không chút chậm chế phi độn về thẳng cửu tiên sơn. chương 1820, Hội Cố Nhân, thời gian hắc vực đại hội tổ chức, toàn bộ cơ hồ diễn ra trong một ngày một đêm. Lúc Hàn Lập trở lại cửu tiên sơn là buổi sáng ngày hôm sau. Sau khi gọi hai người hải đại thiếu tới, biết thời gian mình rời đi, nơi này không phát sinh điều gì bất ổn thì trong lòng hắn mới buông lỏng. Cho hai ký danh đệ tử lui ra, hắn liền tiến nhập vào trong mật thất. Ngồi xếp bằng ở trên một tấm bổ đoàn, một tay vừa lật, một cái linh thú hoàn màu lam bỗng nhiên hiện ra trên ngón tay, rồi tức thời bay lên không trung. Từ trên linh thú hoàn cuồn cuộn tuôn ra một vầng lam hà, tức thời một cái lồng băng trôi nổi tại trước người. Bên trong lồng băng là một con băng phượng tuyết trắng cỡ nửa thước. Linh cầm không ngờ hàn lập phóng xuất nhanh như vậy, vội vàng ve vẩy hai cánh, quanh thân tỏa ra một vầng sáng màu bạc đem thân hình nháy mắt che lại. Sau đó mới dùng ánh mắt cảnh giác đảo qua hàn lập. Là ngươi, sao có thể? Ngay khi thấy rõ dung mạo hàn lập, trong đôi mắt màu bạc của Linh cầm hiện ra vẻ khó có thể tin, từ miệng thốt ra ngôn ngữ của loài người. Rõ ràng là thanh âm thất thanh nhưng dễ nghe của một thiếu nữ, chỉ là hơi có chút băng lãnh. Phượng tiên tử, đã nhiều năm không thấy. Không ngờ ta và ngươi gặp lại ở chỗ này." Hàn Lập nhìn Băng Phượng trong lòng, lại thở dài một hơi. Băng Phượng này chính là Băng Phượng tiên tử, năm đó cùng hắn từ nhân giới xâm nhập không gian tiết điểm, lại bị không gian phong bạo mạnh mẽ tách ra. Năm đó nàng ở nhân giới là băng hải chi chủ tồn tại cao nhất. Bất quá mấy trăm năm không gặp mà cảnh giới đã rớt xuống đến không thể hóa hình, lại bị người phong ấn trở thành linh thú nhốt vào trong lòng. Điều này khiến Hàn Lập không khỏi có chút cảm khái thân là bạn hữu cùng nhau nhập cư trái phép linh giới. Khi nhìn thấy băng phượng, Hàn Lập có cảm giác khó nói như khi gặp lại một vị cố nhân. Trên trao đổi hội, vừa thấy nàng bị lấy ra, hắn liền không chút do dự tiến lên trao đổi. Đúng là Hàn Huynh, nói như vậy ngươi chính là vị đạo hữu ở trên đại hội đã trao đổi ta với người nọ. Chẳng lẽ ngươi đã tiến giai luyện hư, thanh âm của băng phượng vẫn băng lãnh dị thường nhưng dường như có chút run rẩy. Không sai, đúng là Hàn Mỗ. Về phần tu vi của tại hạ, không bao lâu nữa đạo hữu sẽ tự nhận biết. Ta thật vạn vạn lần không ngờ, có thể ở trong hắc vực trao đổi hội gặp được tiên tử. Xem ra hai ta có chút duyên phận, vậy trước tiên để ta thả đạo hữu ra. Hàn lập không chút trần chờ, thanh quang trên ngón tay chợt lóe, hướng về kim ngân phù lục trên lồng băng chỉ một cái. Nhất thời phù lục tỏa ra hào quang rồi bay đi, cùng lúc đó cửa lồng băng cũng khen một tiếng mở ra. Đa tạ đại ân viện thủ của Hàn đạo hữu băng phượng tuy còn chút kinh nghi nhưng thấy thế tự nhiên vui vẻ, hai cánh khẽ vẫy một cái, liền hóa thành một đạo bạch quang từ trong lồng băng bay ra. Tiếp theo ngoài thân linh cầm chấp động ngân quang, cuồng trướng biến thành nguyên hình dài tới nửa trượng, lông vũ như băng trong suốt lóe lên hàn quang lấp lánh, nhìn qua toàn thân giống như dùng huyền băng điêu khắc mà thành. Đáng tiếc hiện tại ta không thể hóa hình, chỉ có thể lấy hình dạng này hội ngộ cùng đạo hữu. Thật sự rất xấu hổ, thân hình tao nhã của băng phượng khẽ động, lắc đầu nói. Không có gì, bất quá chỉ cần giải trừ phong ấn trong cơ thể tiên tử, Muốn khôi phục tu vi hóa hình chẳng mấy khó khăn." Hàn Lập liếc mắt nhìn Băng Phượng một cái, khẽ cười một tiếng. "Hàn huynh đã nhìn ra, thể nội của ta bị hợp thể lão quái hạ một loại cấm chế không biết tên, có chút phiền phức." Nghe lời hắn thì tựa hồ chỉ có người cùng tu vi hợp thể mới có thể giải trừ. Hiển nhiên Băng Phượng chỉ xem Hàn Lập như một gã luyện hư kỳ tu sĩ. Ánh sáng bạc trong mắt chợt lóe, bất đắc dĩ nói: "Hắc hắc, vậy sao? Để Hàn mỗ thử một lần." Hàn Lập cười khẽ một tiếng tiếp theo thân hình vừa động một thủ trưởng trắng tinh như ngọc đột nhiên hiện ra vỗ vào trên cánh của băng phượng nhất thời một vầng ngũ sắc quang diễm bạo phát ra hóa thành thủy triều cuồn cuộn bao phủ lấy toàn bộ thân hình băng phượng phượng tiên tử chỉ cảm thấy một cỗ linh lực kỳ hàn trong nháy mắt lan tỏa khắp các kỳ kinh mạch bát mạch giống như biển cuộn sóng trào đem tầng tầng cấm chế đang phong ấn trong cơ thể đánh cho thất linh bát lạc thoáng chốc phong ấn được khai mở điều này khiến nàng vừa mừng vừa sợ Đối phương có thể nhẹ nhàng giải trừ phong ấn như thế, chẳng lẽ đã là một hợp tồn tại thể kỳ? Điều này thật khó mà tin nổi, nếu Hàn Lập gặp kỳ ngộ, trong vòng mấy trăm năm tiến giai luyện hư thì có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng thoáng chốc hắn đã tiến giai hợp thể thì thật quá nghịch thiên a. À. Tâm niệm của Băng Phượng lưu chuyển, cảm giác cấm chế trong cơ thể đã hoàn toàn được dòng Hàn thủy giải khai. Trong mắt chợt lóe tinh quang, mở miệng hướng sang Hàn Lập như muốn nói điều gì đó. Nhưng tức thời nàng lại cảm giác cơ thể có biến đổi. Lời chưa kịp ra khỏi miệng đã nghẹn lại. Chỉ cảm giác dòng hàn thủy trong các kinh mạch lại một lần nữa cuồn cuộn đổ về trong đan điền, mạnh mẽ nhập vào bên trong yêu đan. Thiếu nữ có điểm kinh nghi nhưng với sự thao túng của Chân Nguyên Cường đại đối phương, yêu đan trong cơ thể căn bản không thể cự tuyệt, chỉ có thể bị động đón nhận cố kỳ hàn linh lực quán chú vào. Chỉ một thoáng sau, khí tức trên người nàng như bạo tăng như núi lửa, trong nháy mắt đã đột phá tới cực hạn. Phanh một tiếng muộn hưởng, một vầng bạch quang chói mắt phát ra ngoài thân đem thân hình băng phượng hoàn toàn bao phủ lại lúc này hàn lập mới khẽ cười thu tay bạch quang trói mắt lưu truyền một trận rồi chợt tắt một ngân sam nữ tử khéo cười tươi đẹp xuất hiện trước mắt băng phượng một lần nữa hóa lại hình thái nhân tộc đa tạ đạo hữu tương trợ trên mặt ngân sam nữ tử khó nén một tia hưng phấn đưa mắt đẹp thoáng xem xét cơ thể yêu kiều mới khôi phục một chút lại chỉnh đốn trang phục rồi cảm kích hướng về hàn lập thi lễ tiên tử không cần đa lễ Năm đó nếu hai ta không đồng tâm hiệp lực thì tại hạ vô pháp vượt qua không gian tiết điểm tiến vào linh giới. Luồng chân nguyên chi lực mà ta vừa truyền sang tuy tương thích cùng thuộc tính thân thể đạo hữu nhưng chỉ làm cho tiên tử có thể hóa hình mà thôi. Tiên tử nếu muốn bảo trì lâu dài hình thái này, nhất định phải lập tức bế quan khổ tu mới được. Nếu không một khi chân nguyên mất đi thì cảnh giới lại rất xuống. Hàn lập khoát tay áo, nhắc nhở một chút, điều này là tự nhiên, bất quá có cỗ chân nguyên chi lực này của đạo hữu tương trợ, Thiếp thân tu hồi hóa thần chi cảnh có thể tiết kiệm không ít thời gian. Xem ra hiện tại Hàn Đạo Hữu thật sự là đạo pháp thông thần, pháp lực thâm sâu khôn lường, đã tiến giai tới cảnh giới hợp thể kỳ. Về sau thiếp thân phải gọi người một tiếng Hàn Tiền Bối. Ngân Sam nữ than nhẹ một tiếng, ánh mắt có chút khác thường nhìn Hàn Lập. Hàn Mỗ tiến giai tới cảnh giới này bất quá chỉ là may mắn mà thôi. Với băng phượng chi thân của tiên tử, tiến giai cảnh giới hợp thể chỉ là sớm muộn. Mà cố nhân của ta tại linh giới cũng chỉ có tiên tử hai ta ngang hàng tương giao là được, nếu không chỉ khiến hàn mỗ không được tự nhiên. Hàn lập cười khổ lắc đầu đáp, nếu hàn huynh muốn như thế, thiếp thân cũng cả gan mà không khách khí. Ngân Sam nữ tử như nhìn ra lời vừa rồi của Hàn Lập là thật tâm, không biết nàng nghĩ thế nào mà rất nhanh chóng đáp ứng. Bất quá, ngày đó chia lìa tại không gian thiết điểm. Sao Phượng Đạo Hữu lại bị người xanh cầm, rơi vào nông nỗi thế này? Hàn Lập nhịn không được hỏi đối phương một câu, tình cảnh của thiếp ra thế này, nói ra cũng do đạo hữu một chút. Vừa nghe Hàn Lập nói, Băng Phượng nhíu động đôi mi, khóe miệng lộ nụ cười khổ. Chẳng lẽ là cấm chế ngày đó của ta phát tác trên thân ngươi? Hàn Lập vốn là ngẩn ra rồi lập tức có chút giật mình nói: "Không sai, cấm chế của Hàn huynh đúng là huyền diệu vô cùng. Ta hao tốn gần trăm năm mới miễn cưỡng luyện hóa được nó. Nhưng bởi vậy mà tổn hao nguyên khí, bị một đám đạo tặc tới cửa khi dễ?" tuy cuối cùng ta thi triển bí thuật đào thoát nhưng cảnh giới lại liên tiếp rất xuống mấy tầng biến thành tu vi hiện giờ lại nói tiếp ta được một hợp thể lão quái xuất thủ cứu giúp nếu không thật không giữ được tánh mạng bất quá do không thể hóa hình lão quái kia đối với ta như một linh cầm muốn ta cam tâm làm một kiếp linh thú ta tự nhiên không đáp ứng việc này kết quả liền bị lão nhốt tại trong lồng băng băng phượng giải thích một hồi ồ vậy đạo hiếu có biết thân phận của hợp thể lão quái kia hàn lập gật gật đầu trong lòng vừa động hỏi một câu. Điều này thì thiếp thân thật sự không biết, lão quái tinh thông huyễn thuật, thường xuyên biến hóa diện mục khiến ta không thể nhìn thấu chân diện. Chỉ có thể khẳng định lão là ma tu nhân tộc các ngươi, không phải người trong yêu tộc chúng ta. Ngân Sam nữ tử sau một phen tư lự mới cẩn thận trả lời. Ma tu, hợp thể kỳ ma tu nổi danh trong nhân tộc chỉ có mấy người mà thôi. Hẳn là một trong số đó, Hàn Lập gật gật đầu, như có suy nghĩ nói, bất quá người kia là ai không quan trọng nữa, ngày đó hắn cứu ta một mạng nhưng về sau lại muốn cưỡng bách ta làm linh thú hai bên coi như huề nhau nghe hàn lập nhắc tới huyết quang nhân băng phượng cũng không lộ vẻ gì thống hận ngược lại khinh đạm mở miệng không rõ nàng thật sự nghĩ như thế hay là tự biết không thể đối đầu cùng hợp thể tu sĩ nên đành nói thế hàn lập nghe xong khẽ cười không tiếp lời đối phương mà chuyển đề tài hiện tại tiên tử đã khôi phục thân thế tự do không biết sau này có tính toán gì không hay là trở về với yêu tộc hắc phượng tộc trong yêu tộc cũng là kế thừa thiên phong chân huyết của thiên phượng. Phượng tiên tử cũng có thiên phượng huyết mạch, nếu đến đó nương nhờ hẳn là được chiếu cố một phần. Hắc phượng tộc, hư, ngày đó đám người tìm tới cửa, khiến ta bị thương rơi xuống cảnh giới này chính là đệ tử đích hệ của hắc phượng tộc. Ta trong bộ dáng hiện tại mà tới khác nào đưa dê vào miệng cọp. Vừa nghe tới hắc phượng tộc, sắc mặt ngân sam nữ tử chợt biến đổi, có chút mất bình tĩnh cắn răng nói. Hàn lập cảm thấy kinh ngạc nhưng trầm ngâm một lát thì tiếp tục hỏi người hắc phượng tộc làm đạo hiếu bị thương điều này thật có chút phiền phức vậy ý của tiên tử là ta nghĩ trước khi khôi phục pháp lực tạm thời xin theo bên người đạo hiếu ý của hàn huynh thế nào tuy rằng nhân yêu bất đồng nhưng với thân phận hợp thể kỳ của hàn đạo hiếu hẳn thừa sức che chở cho thiếp thân hiện tại tu vi của ta quá thấp lại là băng phượng chi thể nếu đơn độc tu luyện thì chỉ sợ có trốn bao xa tai hỏa cũng sẽ tự tìm tới cửa đến lúc đó nói không chừng kết cục còn thảm hơn ngày hôm nay Ngân Sam nữ tử suy tư một hồi, mới do dự mở miệng. chương 1821, tụ linh thung. Theo ta, Hàn Lập nghe xong thì sờ cầm, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Ta đương nhiên biết rõ, với tu vi hiện giờ đi theo đạo hữu sẽ gây phiền phức cho ngươi. Nhưng ta tự hỏi có chút thiên phú ở trận pháp chi đạo cùng thần thông không gian, nói không chừng có thể giúp đỡ đạo hữu một chút. Đồng thời bên trong thân thể tiếp có một luồng thiên phượng nguyên âm chi khí, hẳn là rất kỳ hiệu khi đạo hữu đột phá bình cảnh chỉ cần có thể bình yên khôi phục tu vi, thiếp thân tự nguyện giao cho Hàn Huynh. Sắc mặt băng phượng phất hồng mở miệng, cái gì, ý của tiên tử là, Hàn Đạo Hữu đừng hiểu lầm, bộ tộc chúng ta băng phượng có truyền thừa bí mật, không cần dùng phương pháp song tu lô đỉnh vẫn có thể đem thiên phượng nguyên âm chi khí bên trong bước ra ngoài cơ thể. Hiệu quả kém hơn một chút nhưng vẫn đủ để trợ giúp Đạo Hữu một tay. Thân sắc ngân sam nữ tử trong nháy mắt khôi phục như thường, bình tĩnh nói. Băng phượng tộc có bí thuật này sao? Nếu như thế thì đến lúc đó Hàn Mỗ đích thực cần tiên tử tương trợ. Được rồi, Phượng tiên tử có thể theo ta tu luyện. Nhưng có mấy lời cần phải nói rõ, tránh sau này khỏi tiên tử lại hối hận. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, cân nhắc một lát mới ngưng trọng nói. "Hàn huynh, có chuyện gì mời nói?" Băng Phượng thấy Hàn Lập thật có ý đáp ứng, không chút lưỡng lự trả lời. "Đầu tiên là ngươi lưu lại bên Hàn Mỗ, ta không thể đảm bảo cho đạo hữu thực sự an toàn 10 phần. Chuyện khác không nói nhưng ma kiếp Hàng Lâm chính là đại kiếp nạn của các hợp thể tồn tại. Có thể bình yên vượt qua hay không, ta còn chưa nắm chắc. Thứ nhì, trên người tại hạ có chút bí ẩn không tiện để người khác biết. Phượng Đạo Hữu muốn lưu lại thì ngoài tu luyện bình thường, tất cả sự tình đều phải nghe theo tại hạ phân phó. Nếu cảm giác không chịu được ước thúc thì cứ viết rời đi. Một điều sau cùng là Đạo Hữu vốn là yêu tộc, thời điểm có ngoại nhân, sợ rằng phải lấy thân phận thị thiếp hoặc là tỷ nữ mới có thể xuất hiện. Sợ rằng đối với danh tiếng Đạo Hữu có chút tổn hại hàn lập chậm rãi giảng ra rất nhiều sự tình ma kiếp thiếp thân tuy biết không nhiều nhưng vẫn rõ lần này nhân yêu lưỡng tộc đều chịu ảnh hưởng ở đâu cũng không thể an toàn tuyệt đối với tu vi của thiếp thân mà dựa vào những thế lực khác quá nửa cũng bị xem như vật hy sinh lưu lại bên cạnh hàn đạo hữu càng an toàn hơn còn những chuyện khác đương nhiên do đạo hữu làm chủ mà với thân phận hiện nay của hàn đạo hữu muốn tuyển một thị nữ nguyên anh kỳ thì chỉ sợ không biết bao nhiêu gia tộc hay nữ tán tu muốn còn không được thiếp thân sao dám để ý điều này băng phượng mỉm cười dường như không quan tâm nói phượng tiên tử đã rõ như thế hàn mỗ đáp ứng việc này trước tiên hãy nhận những bình đan dược này mà dùng sau khi vạn bảo đại hội chấm dứt tiên tử hãy ở tạm trong mật thất tu luyện chờ sau khi trở lại động phủ ta sẽ an bài chỗ tu luyện chính thức hàn lập hướng tay phất một cái tới túi chữ vật vô số những bình ngọc màu sắc khác nhau đưa cho băng phượng ngân sam nữ tử tiếp nhận mấy cái bình nhỏ vừa dùng thần niệm đảo qua tức thì thần sắc trở nên kinh nghỉ Không ngờ Hàn Huynh lại cho ta nhiều linh đan trợ giúp pháp lực tinh tiến như vậy, như vậy thiếp thân sẽ nhanh chóng khôi phục tu vi. Ha ha, tiên tử yên tâm, cái khác không nói nhưng đan dược cảnh giới Nguyên Anh thì Hàn Mỗ vẫn có thể lo được. Phượng tiên tử cần gì hãy nói với Hàn Mỗ một tiếng là được. Tu vi của đạo hữu càng cao đối với tại hạ càng tốt hơn, có thể giúp ta có thể vượt qua lần ma kiếp này. Quá nửa là trước đại kiếp nạn xảy ra, Hàn Mỗ sẽ phải mượn Thiên Phượng Nguyên Âm để dùng. Hàn Lập thản nhiên cười nói, Hàn Đạo Hữu yên tâm, băng phượng không phải loại người không biết điều. Tuyệt không làm lỡ đại sự của Hàn Huynh, Ngân Sam nữ tử cười rộ lên nói, gương mặt nàng vốn thanh lệ tú mỹ mười phần, khóe miệng vừa gành một chút là khác nào trăm hoa đua nở khoa sắc, hấp dẫn vô cùng khiến Hàn Lập không khỏi ngẩn ngơ ngắm nhìn. Cảm nhận được ánh mắt của Hàn Lập, khuôn mặt băng phượng lại dạng hồng lên, chỉnh lại trang phục thi lễ nói. Đa tạ Hàn Huynh đã đáp ứng tiếp thân sẽ lập tức dùng đan bắt đầu tu luyện pháp lực sớm khôi phục ngày nào đỡ rắc rối cho cả hai ta cũng tốt ta cũng muốn kiểm kê lại một chút những bảo vật lấy được từ đại hội phượng tiên tử cô cứ ở tại mật thất này tu luyện cho tốt ánh mắt hàn lập khôi phục vẻ điềm tĩnh điểm chân một cái xoay người rời khỏi mật thất nhìn thân ảnh hàn lập biến mất khỏi đại môn ánh mắt ngân sam nữ tử lóe lên vẻ kỳ lạ một hồi lâu sau mới thở dài một hơi từ trong bình lấy ra một viên đan dược màu lửa hồng nuốt vào sau đó nàng ngồi xuống xếp bằng trên bồ đoàn, bắt đầu luyện hóa dược lực. Cùng lúc đó, Hàn Lập xuất hiện trong một mật thất lớn ở một nơi không xa. Hắn ngồi dưới đất đang dùng ngón tay cầm một viên đan dược gần như trong suốt, hai mắt nheo lại kiểm tra. Không hổ là đan dược đỉnh đỉnh đại danh, quả nhiên phi phàm. Hy vọng nhờ nó ta có thể đột phá bình cảnh. Hàn Lập than thở hai câu, sau đó đem đan dược bỏ lại vào bình, cẩn thận thu lại. Tiếp theo bàn tay hắn chấp động linh quang, hai kiện vật phẩm đồng thời xuất hiện một quyển trục kim sắc cùng một túi kim sắc. Quyển trục chính là vật phẩm trao đổi với huyết quang nhân, còn cái túi là do Hàn Lập dùng một kiện bảo vật đổi lấy. Hàn Lập đem kim sắc quyển trục ném lên, kệ cho nó trôi nổi trên không trung sau đó đem túi kim sắc mở ra. Nhất thời từ trong túi vang lên những tiếng vù vù, từ trong túi liên tiếp tỏa ra thanh quang. Thanh quang bay ra hóa thành 12 thanh mộc côn, dường như có linh tính không ngừng bay lượn trong mật thất. Hàn Lập vội bấm tay niệm chú, một chảo vào hư không đồng thời trong miệng khẽ quát một tiếng vèo vèo thanh âm phá không vang lên khắp mật thất, từ đầu ngón tay hắn bắn ra năm đạo thanh quang, hóa thành vô số những tia nhỏ như những sợi tơ phóng ra từ phía. Tạo thành một cái lưới lớn bao phủ khắp mật thất, ngay sau đó 12 cây một côn màu xanh các sợi tơ bao phủ, chỉ dẫy dụa tại chỗ mà không thể di chuyển chút nào. Hàn lập nhẹ giọng cười đồng thời vẫy tay, lúc này tấm võng lớn màu xanh đã bao phủ toàn bộ 12 cây một côn, hắn vẫy nhẹ tay vào hư không, vô cùng xảo diệu bắt lấy một cây rồi ngưng thần đánh giá nó chỉ thấy toàn thân mộc côn có màu xanh biếc ướt át, đồng thời có vô số những phù văn màu bạc vô cùng huyền ảo, hơn nữa còn phát ra linh khí thuần động khiến hắn giật mình. Quả nhiên là tụ linh thung, là dùng tài liệu linh nhãn chi mộc luyện thành 12 cái. Thật đúng là một kiệt tác, nếu đem luyện hóa hoàn toàn bộ trí bảo này thì tốc độ hấp thu linh lực chắc chắn sẽ tăng lên phân nửa. Hàn lập đưa hai ngón tay khẽ vuốt mộc côn, thì thầm nói. Có đều sắc mặt hắn vẫn ngưng trọng, một lát sau thì lắc đầu đem mộc côn trong tay ném lên không trung lại ảo pháp quyết một chút khiến tấm lưới màu xanh hóa thành một đạo thanh quang đem 12 thanh mộc côn thu về. Ngón tay hàn lập khẽ phất, thời thời túi kim sắc một lần nữa được phong ấn lại. Sau khi đem nó thu vào túi chữ vật, hàn lập đưa mắt hướng về phía kim sắc quyển trục, nhấc tay đem nó thu lại. Cảm giác có chút băng lãnh mà lại co giãn. Trong mắt hàn lập chớp động lam quang, ánh mắt chăm chú nhìn lên quyển trục, một lúc sau thì nhíu mày. Quyển trục tựa như là một khối không hề có một chút khe hở, dùng linh mục quan sát cũng chỉ nhìn thấy một vầng kim quang. Khóe miệng hàn lập hơi nhếch, hít sâu một hơi, thần niệm cường đại phóng ra, bao phủ quyển trục. Nhưng ngay sau đó cổ tay hắn chợt run lên, vội đem quyển trục kim sắc ném ra xa hơn 10 trường. Khi thần niệm vừa tiếp xúc thì một luồng hấp lực cường đại từ trong quyển trục sinh ra mạnh mẽ cắn nuốt nó. May là phản ứng nhanh nếu không hấp lực đã trực tiếp ảnh hưởng đến nguyên thần. Hàn lập nhìn quyển trục kim sắc, cảm thấy vật này thực khó giải quyết nhưng suy nghĩ một chút thì một ngón tay điểm một cái vào nó. Vèo vèo thanh âm vang động, một đạo thanh sắc xuất hiện, sau đó lóe lên chém tới quyển trục. Đang một tiếng vang lên, trên quyển trục chấp động kim quang mạnh mẽ ngăn cản kiếm ti, trên thân nó ngay cả một vết xước cũng không có. Sắc mặt hàn lập lần đầu đại biến, phải biết rằng với tu vi hợp thể kỳ và thêm thanh trúc phong vân kiếm vô cùng sắc bén, hầu như có thể chém nứt tất cả. Như vậy chứng tỏ tài liệu làm ra quyển trục này vô cùng quý hiếm, chẳng trách huyết quang nhân dù không mở được nhưng không muốn buông tha, chắc chắn quyển trục này có lai lịch bất phàm. Bất quá không thể dùng thần niệm xâm nhập, ngoại lực không thể phá hủy, xem ra muốn giải khai phong ấn không thể dùng sức mạnh. Trong lòng thầm cân nhắc, ánh mắt hàn lập ngưng tụ nhìn lên những phù văn kim sắc tên quyển trục. Đúng hơn là kim triện linh văn, nó vốn ẩn giấu bên trong quyển trục, nhưng sau một kiếm lúc nãy liền hiện ra. Trường 1822, ước hẹn gặp mặt. Kim triện văn vốn khác ngân khoa văn, phỏng chừng số người trong hai tộc hiểu rõ loại linh văn không vượt quá 10 ngón tay. Bọn họ vốn xem linh văn này như trí bảo, căn bản không cho ngoại nhân biết sự tình liên quan đến nó. Huyết quang nhân hẳn là không hiểu linh văn này nên không còn cách nào đành đem quyển trục trao đổi đi. Cũng may tại quảng hàn giới, hàn lập đã học được linh văn này. Nếu không hiện giờ chỉ có thể chừng mắt nhìn những phù văn này. Ánh mắt hàn lập vừa đảo một lát thì kim triện văn chợt lóe rồi biến mất. Hắn khẽ cao mày, không chút lưỡng lự búng mấy ngón tay bảy tám đạo màu xanh kiếm khí lại lần nữa bắn ra kiếm khí chạm xuống kim sắc phù văn hiện lên càng nhiều trong lòng hàn lập khẽ động kiếm quang búng ra liên miên không dứt hóa thành một vầng kiếm ảnh màu xanh cuốn tới quyển trục cuốn nó bao vào bên trong tầng thanh quang nhất thời kim sắc quyển trục khẽ rung lên mặt ngoài cuồng thiểm bạo liệt ra một đạo kim quang đồng thời một thiên kim văn đầy đủ hiện lên trong mắt hàn lập chớp động tia sáng màu lam chăm chú nhìn kim sắc phù văn sau thời gian chừng một bữa cơm thì vẻ mặt khẽ động kiếm khí trong tay cũng dừng lại chỉ thấy linh quang bên ngoài quyển trục chợt tắt kim sắc phủ văn nhanh chóng tán loạn đi không thấy hàn lập đưa tay hư không một chảo vù một tiếng đem quyển trục hút về trong tay sau đó vẻ mặt hắn trở nên trầm ngâm hắn tuy chưa nhớ kỹ toàn bộ thiên kim triện văn vừa rồi nhưng đã có nhìn cái đại khái nếu đoán không sai thì bên trong chứa đựng cách bố trí một pháp trận huyền diệu tuy còn chút hàm hồ nhưng không hề nghi ngờ khi tìm hiểu thấu triệt Thiên Kim truyện văn này hẳn có thể phục chế lại một tòa pháp trận. Pháp trận này tuy không quá lớn nhưng độ huyền diệu vượt xa trước những trận pháp linh giới mà hắn từng thấy trước kia. Nếu không phải hắn đã tìm hiểu qua cấm chế trên tấm phế khí phù văn ở Quảng Hàn giới thì không cách nào hiểu được ý nghĩa của Thiên Kim truyện văn kia. Dù sao nhận biết Kim truyện văn và lĩnh ngộ cấm chế trận pháp do Kim truyện văn viết ra là hai sự tình khác nhau một trời một vực. Hàn Lập Phỏng Trưng muốn tìm hiểu thấu triệt pháp trận này ít nhất phải cần mấy chục năm chuyên tâm nghiên cứu. Tuy rất có hứng thú với vật được phong ấn trong quyển trục này nhưng hiện tại hắn không có nhiều thời gian như vậy. Hàn lập thở nhẹ ra một hơi, đem cấp kim sắc quyển trục thu vào trạp thủ chữ vật. Kế tiếp hắn suy nghĩ một chút, hai tay hợp lại, giữa bàn tay liền hiện ra một đoạn quái mộc dài cỡ nửa thước, to cỡ ngón cái, toàn thân màu hắc hồng. Quái mộc ảm đạm không ánh sáng nhưng không ngừng tỏa ra huyết vụ nhàn nhạt, nhạt, chính là khắp linh huyết mộc thu được ở đấu giá hội. Sau khi xuất ra vật ấy... Trạc thủ chữ vật trên cổ tay Hàn Lập tiếp tục chấp động linh quang, một số bình tài liệu phụ trợ liền hiện ra trên mặt đất mật thất. Khóe miệng Hàn Lập khẽ nhếch, đột nhiên đem huyết mộc đang cầm trong tay ném lên không trung, lại há miệng phun ra một đạo ngân sắc hỏa diễm. Ngân sắc hỏa diễm lập tức bao phủ lấy huyết mộc, tức thời huyết phụ cùng ngân diễm đan vào phát ra những tiếng vang đùng đùng bạo liệt. Hàn Lập một tay bấm tay niệm pháp quyết, tay kia nhanh chóng hướng về mặt đất ra chảo liên tục. Các loại tài liệu phụ trợ đủ mọi màu sắc nhanh chóng bay lên, chui vào bên trong ngân diễm. Trong mắt Hàn Lập không ngừng lưu chuyển tia sáng lam, gắt gao nhìn chằm chằm ngân sắc quang diễm trên không trung, dường như không để ý tới vật nào khác. Cho đến tối hắn vẫn chưa rời mật thất nửa bước, ngay cả thủ pháp cho hai người khí linh tử cùng Hải Đại thiếu cũng là truyền âm qua đại môn mật thất. Liên tiếp 7-8 ngày sau, rốt cục Hàn Lập mới đi ra. Sau khi xuất quan, đêm đó thừa dịp trời tối hắn đem Hải Đại thiếu cùng khí linh tử tới một địa phương cách Cửu Tiên Sơn trăm vạn dặm sau đó đưa cho hai người một số đan dược cùng pháp khí thì phái bọn họ đi tới thiên uyên thành còn hắn lần nữa quay lại cửu tiên sơn bất quá hai ngày sau bạch cốt chân nhân thần bí đột nhiên tới chơi hàn lập ở trong đại điện đàm luận với đối phương một hồi lâu sau đó lão này cáo từ rời đi cơ hồ cùng thời gian này có một số tán tu hợp thể độc lai độc vãng cũng rời các tòa tụ tiên trong cung ở cửu tiên sơn đồng thời biến mất không thấy mãi cho đến nửa ngày sau bóng dáng Hàn Lập lần nữa hiện ra bên trong đám người tán tu hợp thể lão quái nọ. Bởi vì thời gian ngắn ngủi, trừ một số kẻ hữu tâm thì không có bao nhiêu người phát hiện sự tình quỷ dị này. Thời gian kế tiếp trong vạn bảo đại hội, Hàn Lập thường xuyên suốt môn tới một số phường thị thu thập được một số tài liệu lọt vào pháp nhãn của hắn. Đồng thời hắn lại cùng một số hợp thể tồn tại kết giao, có khi tham gia một số trao đổi hội bí ẩn loại nhỏ cũng có thêm một chút thu hoạch. Mà trong thời gian này nhà đầu đại nhi cách mấy ngày lại tới tìm Hàn Lập một chuyến. Tuy không có sự tình quan trọng nhưng mỗi lần đều nói tới cao trào, tận hứng mà về. Bất quá mỗi lần nhìn khuôn mặt rất giống cùng Nam Cung Uyển, trong lòng Hàn Lập trở nên sao động khác thường. Mắt thấy thời điểm vạn bảo đại hội sắp chấm dứt, huyền vũ bảo hoàng cùng thiên nguyên thánh hoàng lại lần nữa phái người mời các nhân tộc hợp thể tán tu gia nhập dưới chướng bọn họ. Điều kiện đề ra vô cùng hấp dẫn khiến một số người bị động tâm, chia tay gia nhập với hai thế lực này. Hàn Lập tự nhiên từ chối lời này mời. Vài ngày trước khi vạn bảo đại hội chấm dứt đã lẳng lặng rời khỏi cửu tiên sơn. Cùng biến mất với hắn còn có bạch quả nhi có được băng tủy chi thể. Nhất thời bóng dáng hai người hoàn toàn không thấy đâu. Vạn bảo đại hội chấm dứt, đám người nhân yêu hai tộc tụ tập ở cửu tiên sơn dần dần tản đi. Tam hoàng thất yêu vương cùng các tồn tại khác nhanh chóng khởi hành rời sơn mạch. Một tháng sau, cửu tiên sơn nguyên bản tụ tập gần trăm vạn tồn tại hai tộc. Lúc này trừ vệ sĩ liên can lại lưu lại thì hầu như biến mất. Sơn mạch này lại lần nữa khôi phục yên tĩnh như trước. Mà đủ loại tin đồn quan hệ vạn bảo đại hội theo thời gian trôi qua cũng dần dần bị người lãng quên. Nháy mắt đã 4 năm sau, vào một ngày tại một ngọn núi hẻo lánh quanh thiên nguyên cảnh, đột nhiên bay tới một đội tu sĩ nhân tộc. Nam nữ lão ấu đều có, phục trang tuy khác nhau nhưng góc tay áo đều có thêu một chữ cốc màu xanh. Trong số này thì nữ nhân chiếm đại đa số một đám dáng người thướt tha xinh đẹp như hoa, gần trăm tu sĩ trực tiếp hạ xuống đỉnh núi. Một số người trong này lập tức bố trí ở bốn phía một pháp trận phòng hộ đơn giản. Đại bộ phận thì tìm chỗ sạch sẽ trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Cầm đầu đám người là một lão giả tóc vàng cùng một thiếu phụ vận bộ cung trang màu lam trắng. Hai người đều là luyện hư hậu kỳ đại thành, nghiêm nghị đứng ở giữa đỉnh núi, môi khẽ nhúc nhích truyền âm với nhau hiểu phong gia chủ địa điểm người nào ước định gặp mặt chính là vọng quy phong này sao nhìn xem canh giờ tựa hồ cũng sắp đến hoàng phát lão giả ngẩng đầu xem xét không chung vài lần hướng qua thiếu phụ truyền âm vài câu tiêu trưởng lão yên tâm với thân phận hiện tại của đối phương thì không có khả năng làm ra chuyện bội ước huống hồ lần gặp mặt này là đối phương chủ động cho người đến truyền tin càng không thể có vấn đề lam cùng thiếu phụ không chút lưỡng lự trả lời ừm um, như thế thì tốt lần này thái thượng trưởng lão bị thương ở man hoang thế giới sau khi trở về lập tức bế quan tới mấy trăm năm như thế lại bỏ lỡ chân linh đại điển ba ngàn năm của các chân linh thế gia chúng ta thái thượng trưởng lão vốn là hợp thể tu sĩ duy nhất của quốc gia không có lão nhân ra tỏa trấn thì tham gia đại điển thật không ổn cũng may mắn gia chủ có dự kiến trước ước định một vị hợp thể tiền bối tiến đến trợ quyền nếu không quốc gia chúng ta tham gia đại điển thật không ổn hoàng phát lão giả thở dài một tiếng nói không sai, chân linh đại điển quan hệ đến số lượng đệ tử có thể tiến vào linh động cùng các ích lợi không nhỏ khác, tuyệt không dễ bỏ qua. Lần trước do có thái thượng trưởng lão ra tay nên quốc gia chúng ta bài danh không tệ. Lần này phải tìm ngoại nhân trợ quyền, tuy có chút ảnh hưởng nhưng bảo trụ được bài danh như trước đã không tệ rồi. Thiếu phụ miễn cưỡng cười nói nhưng sắc mặt có chút sầu muộn. Điều này cũng đúng, vị hàn tiền bối mà gia chủ ước định, dù sao mới tiến giai hợp thể chưa đầy 10 năm trước cho dù thiên tư hơn người thì vẫn không thể nào có thể sánh bằng thái thượng trưởng lão thành danh đã gần vạn năm huống chi thái thượng trưởng lão còn có chân linh chi huyết một khi kích phát thì thực lực hai người vốn cách xa không thể tưởng tượng hoàng phát lão giả cũng cười khổ một tiếng nhưng nếu không có hợp thể tu sĩ áp trận thì lần chân linh đại điển này khẳng định tình thế của chúng ta càng khó khăn hơn sắc mặt thiếu phụ âm trầm nói một câu điều này cũng đúng chân linh đại điển bài danh ngũ thế gia hàng đầu có thế gia nào mà không có hợp thể kỳ tồn tại tỏa chân chứ? Khóe miệng hoàng phát lão giả co quắp một cái, tựa hồ rất bất đắc dĩ. Nói tới đây hai người nhất thời ngậm miệng, dường như đã mất hứng thú nghị luận. Thời gian từng chút trôi qua, hai canh giờ sau, từ một phương xa chợt lóe thanh quang. Một đạo thanh hồng hiện lên trên không trung, sắc mặt thiếu phụ trở nên vui vẻ, không khỏi thầm thì một câu. Đến rồi, người này quả nhiên thủ tín, mà hoàng phát lão thấy thế thì trong mắt chấp động tinh quang cẩn thận ngóng qua đạo thanh hồng đang bắn tới đây, nhưng thanh hồng chói mắt dị thường, chỉ có thể thấy thoáng qua bên trong thanh quang có hai bóng người một cao một thấp. Ngay sau đó tiếng xé gió chợt vang bên trên đỉnh núi. Tiếp theo thanh quang ngưng lại trên đầu chúng tu sĩ, độn quang chợt tắt hiện ra một thanh niên vận thanh bào cùng một nữ đồng có bộ dáng đáng yêu niên kỷ chừng 13-14. Trường 1823, yêu ảnh nơi hoang nguyên. Thanh niên này chính là Hàn Lập mất tích mấy năm không gặp, rời đi khi vạn bảo đại hội sắp kết thúc. Về phần nữ đồng bên cạnh, tự nhiên là Bạch Quả Nhi có được băng tùy chi thể. Nàng đã được Hàn Lập Thu làm ký danh đệ tử, dựa vào pháp lực mạnh mẽ của hắn chấn áp hàn độc trong cơ thể mới có thể bảo toàn mạng sống, vài năm nay theo sát bên người hắn là đương nhiên. Cốc gia tu sĩ ở đây vừa thấy trên không trung xuất hiện bóng người thì xôn xao một trận. Không ít người ngoài thân chấp động linh quang, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác nhìn Hàn Lập chầm chầm không rời. Hiểu phong đạo hiếu, trên đường Hàn mỗ gặp chút phiền toái nên đến chậm một lát, đã để đạo hữu chờ lâu. Ánh mắt Hàn Lập đào qua trên mặt đất, vừa nhìn thấy cung trang thiếu phụ thì lập tức mỉm cười nói. Tiếp theo thân hình nhoáng lên, quanh thân nổi lên một tầng thanh hà đem bạch quả nhi bao phủ, chớp động một cái liền xuất hiện trên mặt đất cách thiếu phụ không xa. Đâu có, là đám người vãn bối đến hơi sớm, tiền bối có thể đúng giờ phó ước, thiếp thân đại diện cho quốc gia vạn phần cảm kích. Vị này chính là tiêu trưởng lão quốc gia chúng ta, lần chân linh đại điển này là do hai người chúng ta dẫn đầu. Trên mặt thiếu phụ hiện vẻ vui mừng, vội vàng giới thiệu hoàng phát lão giả cho Hàn Lập. Ồ, thì ra là tiêu trưởng lão. Hàn Lập thấy tu vi đối phương không thua gì cốc gia chi chủ hiểu phong tiên tử thì khẽ gật đầu nói. Không dám, vãn bối đã nghe đại danh Hàn tiền bối từ mấy năm trước. Lần này cốc gia có tiền bối đích thân đến tương trợ, chúng vãn bối đương nhiên được an toàn. Trong lòng hoàng phát lão giả vẫn còn lo lắng về thực lực Hàn Lập, nhưng ngoài mặt vẫn tự nhiên cung kính vòng tay. Lúc này những cốc gia tu sĩ khác cũng đã biết, Hàn lập chính là đại viện mà bọn họ trông chờ. khi thấy hắn tuổi trẻ như thế thì bọn họ giật mình cũng xì xào bàn tán một trận. nhị vị đạo hữu không cần nói thế, hàn mỗ đi chuyến này là giao dịch cùng có lợi với cốc gia mà thôi. bất quá như lời của hiểu phong đạo hữu lúc trước, đáng ra thái thượng trưởng lão thiên lê tiên tử của quý gia tộc đã tới chỗ này. chẳng lẽ thiên lê đạo hữu đã đi trước một bước, ánh mắt hàn lập đảo qua đám cốc gia tu sĩ nhướng mày hỏi một câu. thật khó nói chỉ sợ thiên lê thái thượng đại trưởng lão không thể đại biểu cho quốc gia tham gia lần chân linh đại điển này cung trang thiếu phụ nghe được lời ấy trên mặt lộ một tia xấu hổ cùng bất đắc dĩ mời chỉ giáo cho vừa nghe không giống với ước định ban đầu sắc mặt hàn lập trầm xuống vài phần nhưng vẫn chậm rãi hỏi tiền bối xin nguôi giận thái thượng trưởng lão không thể tham gia đại điển lần này là chuyện bất khả kháng sự tình là như vậy hoàng phát lão giả vừa thấy sắc mặt hàn lập không tốt thì vội vàng mở miệng giải thích tình hình cụ thể tỉ mỉ Thiên Lê Tiên Tử thọ thương ở trong man hoang chi địa, hiện đang bế quan. Nếu thế thì khó trách, với cảnh giới tu vi như chúng ta, một khi nguyên khí tổn thương thì rất khó có thể phục hồi. Như vậy ước định xếp danh của cao quý gia tộc lên cao hơn trong đại điển với ta hiện có chút phiền phức. Hàn Lập gật gật đầu, có vài phần khó xử nói. Thái thượng trưởng lão không thể ra tay, hiện tại muốn xếp danh quốc gia chúng ta lên cao như dự tình là không thể. Hiện tại chỉ cần bài danh chúng ta vẫn giữ vững như trước là được. Hiểu phong tiên tử tựa hồ sớm suy nghĩ, thần sắc ngưng trọng nói. Ừm, um, dù vậy cũng e khó khăn trong đó không nhỏ. Tại hạ chỉ vừa mới tiến giai hợp thể, không dám cam đoan điều gì. Hàn lập nghe nói thế thì thần sắc hòa hoãn lại, nhưng giọng nói vẫn có chút khó xử. Chỉ cần tiền bối có thể hết sức, ngoài những vật phẩm đã đồng ý ban đầu, cốc gia chúng ta còn vì tiền bối chuẩn bị một lượng linh thạch cực phẩm bù lại ước định bị thay đổi. Cung trang thiếu phụ thấy vẻ mặt hàn lập thì do dự một lát, đột nhiên lấy từ trong tay áo ra một cái trạc thủ chữ vật đưa qua cho hắn. Trong lòng hàn lập hơi động, tiếp nhận vòng tay chữ vật rồi dùng thần niệm đảo qua, trên mặt hiện một tia ngạc nhiên. Xem ra quý gia tộc rất coi trọng chân linh đại điển này nên mới bỏ ra một đại thủ bút linh thạch như thế. Như vậy hàn mỗ sẽ ở trên chân linh đại điển, lấy thân phận khách khanh cốc gia mà dốc toàn lực. Hàn lập sau một phen tư lự thì không khách khí đem chữ vật vòng tay thu vào tay áo. Thiếu phụ thấy thế thì trong lòng buông lòng, cũng mỉm cười nói. Nếu như có tiền bối chấn thủ, lần chân linh đại điển này cốc gia chúng ta đương nhiên có chút khí lực. Nơi này còn cách vạn linh thai, địa điểm mời dự họp đại điển lộ trình hơn một tuần trăng. Chúng ta cũng không nên trì hoãn ở chỗ này. Trên đường đi, ta cùng tiêu trưởng lão sẽ nói tiếp một số sự tình cụ thể quan hệ chân linh đại điển với tiền bối. Như thế là tốt nhất, Hàn Lập gật gật đầu. Vì thế sau khi Hàn Lập gia nhập, đám cốc gia tu sĩ bay lên trời, hóa thành các loại độn quang rồi xếp thành một đội, hướng về chân trời bay đi. Thiên Mã Hoa Nguyên chính là một vùng đất vàng mông vô bờ, chính là giao giới thiên nguyên cảnh giữa vạn diệu cảnh. Nghe nói Hoa Nguyên này có diện tích rộng đến nỗi cho dù một hóa thần tu sĩ muốn băng qua, phải không ngừng phi độn mất hơn thời gian một tuần trăng. Nơi đây đều là cát vàng gió bay không thấy ngọn cây bụi cỏ, chính là một phế linh chi địa nổi danh nên hiếm có tu sĩ quang lâm. Cho dù tu sĩ bắt buộc đi qua hoang nguyên này cũng là một đường phi đột, không dám mảy may dừng lại trong này. Bất quá vào một ngày, tại một địa phương sâu nhất trong hoang nguyên, một đội nhân tộc tu sĩ hơn 10 đang dựa lưng vào nhau, tạo thành một đại trận hình vòng tròn lơ lửng trên tầng trời thấp. Bọn họ đã đem pháp bảo xuất ra hết, hóa thành những vầng quang hà đem thân hình bao phủ lại, sắc mặt mỗi người đều mang vẻ kinh hoàng. Trong đám tu sĩ này, người có tu vi cao nhất chính là một cẩm bào đại hán luyện hư trung kỳ. Hiện một tay hắn đang nâng một viên lam sắc bảo châu, tay kia thì thao túng một cây phiên kỳ. Thân hình hắn được bao phủ trong một tầng sương mù, đứng tại trung tâm đại trận nhưng vẻ mặt ngưng trọng vô cùng, ánh mắt không ngừng quét qua quét lại bốn phía đại trận. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo gió lốc cuốn theo vô số cát vàng thổi qua một nam tu sĩ ở gần nhất. Nam tu này theo bản năng chớp động mí mắt, nhưng ngay trong sát nà đó, trong hoàng phong lóe ra một thủ trưởng trắng nõn như ngọc vồ tới. Bụp một tiếng, quần sáng mờ ảo hộ thể của nam tu giống như tờ giấy mỏng bị rách ra. Bàn tay bạch ngọc dễ dàng xuyên thủng qua lồng ngực của hắn chỉ nghe nam tu phát ra một tiếng kêu thảm thiết, đồng thời một đóa băng hoa màu trắng nở rộ ngay tại trước ngực hắn, nháy mắt đem thân thể hóa thành một tượng băng trong suốt. Mà bạch sắc thủ trưởng chợt lóe lên rồi biến mất vào trong ngực nam tu. Vài tên tu sĩ chung quanh thấy vậy đồng thời kinh hô, nhất loạt thao túng các loại bảo vật cuồng oanh đến. Nhưng ngoài đập nát tượng băng do nam tu biến thành thì không thấy bóng dáng địch nhân đâu cả. Bất quá đúng lúc này, bỗng nhiên trong miệng cẩm bào đại hán luyện hư kỳ gầm lên một tiếng viên cầu lam sắc trong tay tỏa ra hào quang chói mắt, theo đó từ bảo châu bắn ra một cột sáng màu lam mờ ảo. Đạo quang trụ này có tốc độ cực nhanh, chợt lóe liền bắn tới đạo hoàng phong vừa nổi lên trên hư không. Nhất thời bạch quang chợt lóe, một đạo thân ảnh trong gió lốc mơ hồ bị lam quang vây khốn. Vừa thấy cảnh này, không đợi cầm bảo đại hán phân phó, các tu sĩ khác tinh thần chấn động, phần đông thúc dục bảo vật hợp thành một vầng ngũ sắc quang hà cuồn cuộn đánh tới. Phanh một tiếng trầm muộn, tựa hồ thân ảnh kia không chút lực hoàn thủ, bị ngũ sắc quang hà băm vụn thành các mảnh sáng nhỏ. Nhất thời trong miệng chúng tu sĩ phát ra tiếng hoan hô, vẻ mặt mỗi người trở nên mừng như điên. Tuy nhiên thần sắc cẩm bào đại hán lại trở nên kinh nghi, đột nhiên giơ tay hư không một chảo, đem một mảnh nhỏ do thân ảnh vừa vỡ ra quơ về trong tay. Thì ra là một mảnh sắc trắng noãn như ngọc đồng thời cực kỳ băng hàn, không ngờ nó nhanh chóng hóa thành nước trong lòng bàn tay hắn. Không ổn, nhiệt xúc kia còn chưa chết, đại hán thấy thế thì sắc mặt đại biến lớn tiếng quát to, theo sau không cần suy nghĩ, bạch sắc phiên kỳ trong tay vừa động bảo vệ toàn thân. Nhưng đáng tiếc đã muộn, cơ hồ cùng lúc mảnh sắc vừa tan, cầm bào đại hán chỉ nghe trong tai trói lên một thanh âm sắc nhọn. Tiếp theo nơi gáy chợt lạnh, thủ cấp liền bị hai cái răng nanh trắng như hai thanh loan đoan cắn đứt. Tiếp theo một hư ảnh ngô công cực lớn toàn thân trắng như tuyết, không chút dấu hiệu hiện ra cạnh thân thể đại hán. Cơ thể ngô công này dài 5-6 trượng, hơn nữa trên lưng có mọc ra ba đôi cánh trong suốt mỏng như cánh ve đôi mắt đỏ tươi như máu chấp động hàn quang âm trầm. Mà trong nháy mắt nó vừa hiện thân, liền há cái miệng khổng lồ phun ra một tầng hàn xương. Gần nhất năm sáu gã tu sĩ không kịp đề phòng, lập tức bị bạch sắc hàn khí cuốn vào trong. Không kể là hộ thân bảo vật hay pháp thân đều chấp động trong bạch quang, sau đó đồng loạt bị ngưng thành các tượng băng trông rất sống động. Mấy tên tu sĩ còn lại thấy vậy thì hồn phi phách tán, không biết gã nào hô to chạy mau một tiếng. Cả đám lập tức giải tán, hóa thành các đạo kinh hồng kích bắn ra bốn phương tám hướng mà chạy. Ngô công màu tuyết trắng thấy vậy lại như không thèm để ý, sáu cái cánh trong suốt trên lưng khẽ động, đột nhiên hóa thành sáu đạo hư ảnh, chợt lóe lên rồi không thấy. Chừng một khắc sau, mấy tu sĩ mới độn quang được hơn trăm trượng đều phát ra tiếng hét thảm. Đồng thời một bị đạo bạch quang một chảm hai đoạn, căn bản không thể ngăn cản. Theo sau các đạo bạch quang vun vút chuyển động, tàn thi bao gồm cả nguyên anh của đám người kém may mắn này nháy mắt hóa thành khói bụi. Hư Ảnh Tuyết Bạch Ngô Công thấy vậy thì thân hình khổng lồ nhoáng lên một cái. Nhất thời sáu đạo bạch quang lại chợt lóe kích bắn trở về, ngay sau đó sáu cái cánh ve trong suốt lại hiện ra trên lưng nó. Đột nhiên ngoài thân hư ảnh Ngô Công lại tỏa ra bạch quang chói mắt, hình thể nhanh chóng bị thu nhỏ lại. Sau khi bạch quang chợt tắt, một gã bạch y thanh niên có khuôn mặt minh ấn những kim ngân sắc hoa văn hiện ra tại chỗ. Ánh mắt lạnh lùng của hắn đảo qua chung quanh, bàn tay bỗng nhiên hướng về mặt đất hư không ấn một cái nhất thời một đạo bạch khí phun ra đem thủ cấp của cẩm bào đại hán cuốn vào trong. chương 1824, nghịch linh chân âm đại pháp. Tiếp theo trên thủ cấp chợt lóe linh quang, một tiểu nhân màu lam cỡ vài tấc đã bị bạch khí mạnh mẽ hút ra, Dùng mạo giống hệt cẩm bào đại hán ban nãy. Đây chính là nguyên anh do đại hán do khổ tu ngưng luyện trên vạn năm. Trước ngực nguyên anh có đeo một cái thạch tỏa màu trắng ngà, tỏa ra một tầng ngân quang như những sợi tơ bao quanh bảo vệ thân hình. Lúc này trên mặt nó tràn đầy vẻ hoảng sợ, không ngớt kêu lên. Ngươi không thể giết ta, Lam Thủy Tông là chính là ngoại môn tông môn ở Thiên Nguyên Thành. Ta thân là Lam Thủy Tông Tông Chủ, giết ta nhất định sẽ bị chấp pháp tu sĩ Thiên Nguyên Cảnh đuổi giết. Hai vật này là nhị bảo của bản tông, cứ việc cầm đi. Hơn nữa tại hạ nguyện ý dẫn đường đem bảo vật trong môn hiến cho đạo hiếu, cầu đạo hiếu cho ta một con đường sống. Bạch bào thanh niên nghe xong lời này thần sắc trên mặt vừa động, tựa hồ thực sự đã động tâm. Nguyên anh thấy vậy càng liều mạng cầu xin. Ta tuy không biết đạo hữu vì sao đột nhiên động thủ nhưng khẳng định có quan hệ đến số tài liệu bản tông tiếp vận lần này. Tại hạ cũng nguyện ý đem tất cả. Nguyên Anh mới nói tới đây thì bạch bào thanh niên chợt nhếch khóe miệng nhe răng cười. Cánh tay hắn bỗng nhiên mơ hồ không thấy, ngay sau trong hư không phun ra bạch khí, đem Nguyên Anh bắt về trong tay. Tiếp theo năm ngón tay chợt lóe sáng, liền mạnh mẽ bóp nát quang tơ hộ thể của Nguyên Anh. Cánh tay hắn chợt co lại, đem Nguyên Anh đại hán cho vào miệng rồi nuốt vào trong bụng. Cơ hồ cùng lúc đó, một thanh âm nam tử xa lạ từ hư không phương xa truyền đến chung quanh. Hắc hắc, không tồi, thằng nhãi này muốn chết, rõ ràng không giữ được mạng nhỏ mà còn mưu giữ vật phẩm không phải của mình. Chết thật vô ích, thanh âm vừa dứt một nơi trong hư không dao động gợn sóng một trận, một cái bóng màu vàng kim mờ ảo hiện ra. Là một đại hán mặc kim sắc trường bào trên đầu có hai cái sừng cổ quái tuy rằng hơn phần nửa gương mặt bị dâu quai nón màu đen che lấp nhưng có đôi mắt vàng sẫm khiến người nhìn vào có cảm giác rất mê muội. Bạch bào thanh niên lạnh lùng liếc nhìn đối phương một cái, liền không hề để ý lại nâng tay hướng xuống dưới hư không một trảo. Vù vù hai tiếng, phiên châu cùng phiên kỳ đang trên mặt đất chợt bay lên rồi bị hút về lơ lửng giữa không chung trước người thanh niên. Đại hán dâu quai nón thấy thanh niên lạnh lùng như thế thì cười mà không để ý chút nào. Hắn tùy ý nhấc chân bước nửa bước, không biết như thế nào mà đã xê dịch ra hơn 10 trượng, đứng tại trong hư không cách bạch bào thanh niên khoảng mấy trượng. Lúc này không gian quanh thanh niên vù vù một trận, sau lưng hắn hiện ra 6 cái cánh mỏng trong suốt, bằng mắt thường không thể thấy tốc độ dao động cực nhanh của chúng. Tức thời vô số đao quang màu trắng nhạt từ trên các cánh ve tuôn ra, hóa thành một biển lưỡi đao màu trắng đem viên châu cùng phiên kỳ bao phủ vào trong. Hai kiện bảo vật chỉ lóe lên linh quang vài cái, ở trong biển đao phát ra tiếng trầm thấp trầm đục rồi bạo vỡ ra. Bạch bào thanh niên thấy thế sắc mặt có chút vui mừng, đầu vai khẽ rung lên thì đao quang đầy trời đã vô tung vô ảnh biến mất. Lúc này còn những mảnh vụn bảo vật màu lam cùng trắng trôi nổi phập phồng ở tầng thấp. Tiếp theo trong miệng hắn lẩm bẩm, đồng thời hai tay bấm niệm thần chú. Hắn hướng về các mảnh vụn bảo vật, há mồm thổi một cái. Một màn kinh người xuất hiện, từ trong miệng thanh niên phun ra một đạo kim sắc quang diễm, chỉ là một cuốn đã đem các mảnh vụn bảo vật bao vào trong, sau một lát đã luyện thành một bộ phận quang diễm. Đến đây bạch bào thanh niên mới hít sâu một hơi, đem kim sắc quang diễm một lần nữa thu hồi về trong cơ thể. Tiếp theo ngoài thân hắn chấp động kim quang, một vầng sáng kim sắc cơ bánh xe hiện ra trên đầu, quay tròn chuyển động một vòng liền hóa thành vô số kim sắc phủ văn tán loạn ra. Đại hán dâu quai nón nhìn thấy màn này, trong mắt cũng hiện một tia vui sướng thì thảo nói. Lam Thủy Tông tuy công pháp bình thường nhưng Lam Cực Châu cùng Bạch Thủy Phiên là chấn tông chi bảo của bọn họ chính là hai kỳ bảo dùng 7749 loại tài liệu trí hàn luyện chế mà thành. Hơn nữa lần này bọn hắn vận chuyển tài liệu còn có một khối huyền âm tinh bích trăm vạn năm mới có thể hình thành, là vật thiết yếu cho người ngưng tụ chân linh chi thể, nói thế nào cũng không thể để lãng phí của trời. Sau một lát, kim quang ngoài thân bạch bào thanh niên hoàn toàn thu liếm không còn. Trong nháy mắt khí tức trên thân lại cường đại hơn trước một ít, tuy không quá rõ ràng nhưng đủ để người kinh hãi. Khối huyền âm tinh bích kia đâu, ngoài hai kiện bảo vật này thì ta đâu có cảm ứng được vật cực hàn khác trên người những người này có phải tin tức của ngươi lầm lẫn hay chăng bạch bào thanh niên rốt cục cũng mở miệng thanh âm băng hàn đến xương có lầm điều này sao có thể đây chính là ta tiêu phí không ít linh thạch tin tức mua được ở vạn thông môn chúng dám có gan gạt thì không sợ ta quay trở lại diệt toàn ra sao vật ấy hẳn là bị phong ấn đặc biệt mà thôi với thực lực hiện tại ngươi còn chưa thể cảm ứng ta để giúp lục dược đạo hữu tìm vậy đại hán dâu quai nón nghe lời này lại mỉm cười. Tiếp theo ánh mắt hắn hướng một về một tu sĩ đã hóa thành tượng băng, bỗng nhiên bàn tay vỗ một cái. Tiếng vang ầm ầm nổ liên tiếp truyền ra, ngay cả pháp khí chữ vật do tượng băng mang theo bên mình cũng hóa thành một đoàn linh quang bạo nổ ra. Các loại tạp vật bên trong bay tứ tung, trong đôi mắt màu vàng của đại hán chợt lóe hàn quang, bàn tay hư không một chảo. Vù một tiếng, một vật trực tiếp từ trong đoàn linh quang kích bắn mà ra, chấp động một cái liền rơi vào trong năm ngón tay đại hán. Cẩn thận nhìn lại là một cái hộp ngọc màu vàng, mặt ngoài có dán chi chít phù triện màu đỏ sẫm, rõ ràng có chút kỳ lạ. Đại hán dâu quay nón xem xét vật trong tay cẩn thận rồi cười hắc hắc một tiếng, liền không nói hai lời đem hộp ngọc vứt cho Bạch Bảo thanh niên. Thanh niên thấy thế thì hàn quang trong mắt lưu chuyển, không có ý tiếp nhận mà hư ảnh cánh mỏng sau lưng khẽ động. Trong tiếng xé gió sắc nhọn, một đạo bạch quang kích hắc bắn mà ra, chợt lóe rồi chạm xuống hộp ngọc. Giang rắc một tiếng, cấm chế của hồng sắc phù triện cùng hộp ngọc giống như đậu hù, hết thảy vỡ vụn. Từ trong rơi ra một khối vật phẩm lớn cỡ nắm tay. Nhưng không chờ thanh niên phản ứng thì vật này chợt lóe lam quang, nháy mắt biến thành vách tường màu lam rộng ba thước cao hơn trường. Từ trên không trung dựng thẳng xuống, bạch bào thanh niên vừa thấy vách tường lam tinh thì gương mặt đang kinh ngạc chuyển sang vui mừng. Ngay sau đó hắn một há mồm, ào ào phun ra hàn khí trắng mở tựa như thác nước sau một thoáng đã đem vách tường lam tinh đông cứng tại trong hư không. Tiếp theo trong miệng thanh niên lại quát khẽ một tiếng, thân hình mơ hồ một trận dị thường, đột nhiên hai bên trái phải trùng điệp lóe lên ảo ảnh, lại huyễn hóa ra 12 thân ảnh. Các thân ảnh đều có dung mạo giống hệt bạch bào thanh niên ban đầu, khuôn mặt cũng ẩn hiện kim ngân văn, sau lưng mọc lên 6 cánh ve trong suốt. Tiếp theo 12 đạo thân ảnh đồng thời khắp quyết, không ngờ hóa thành 12 con ngô công màu tuyết trắng dài tới vài thước. Thân ảnh chợt lóe lướt qua nhập vào bên trong vách tường bị băng phong. Tức thời tại các nơi khác nhau trong vách tường màu lam tinh chiếu ra 12 bạch sắc quang đoàn, từ từ chuyển động đồng thời to dần lên. Lại thấy trong tinh vách tường lưu chuyển một trận lam quang. Ngàn vạn sợi tơ sáng như trăm sông đổ về biển nhập vào 12 đoàn bạch quang. Đại Hán Dâu quay nón quan sát thì thần sắc trở nên ngưng trọng. Nhưng khi thấy 12 đoàn bạch quang vẫn vững vàng trong tinh vách tường, không ngừng hút lam tơ thì vẻ mặt buông lỏng, chợt lóe một tia phức tạp không biết là vận may của bổn tỏa hay là cơ duyên nghịch thiên của ngô công gia hỏa này. Lại ở thời điểm ta tham ngộ ra nghịch linh chân âm đại pháp mà gặp ta. Chẳng những gia hỏa này có bạch long chân huyết mà còn sinh ra một lần biến dị. Vừa lúc có thể tu luyện bí thuật thần thông thiên nghịch chuyển nhân tộc trong kim khuyết ngọc thư. Càng xảo hợp chính là, hóa thân của ta ở hạ giới có nhắc qua đây là linh trùng của tên tiểu tử kia. Thật đúng là thú vị vô cùng. Không biết chờ khi gia hỏa này đại thành nghịch linh đại pháp, ngưng tụ ra chân linh chi thể, lúc đó gặp lại hàn tiểu tử thì bộ dáng của cả hai sẽ như thế nào? Ta thế nào tựa hồ không quan hệ đến đạo hiếu? Thật ra phân thân nơi hạ giới của các hạ quan hệ không tồi cùng chủ nhân trước kia của ta. Nếu hắn biết bản thể các hạ ở ở linh giới mưu tính sự tình bất lợi thì không biết khi đó đã tính xử lý như thế nào. Bỗng nhiên trong tai đại hán dâu quai nón vang lên một tiếng hừ lạnh, sau đó truyền đến thanh âm châm chọc của bạch bào thanh niên. Hắc hắc, phân thân thiên lan kia bất quá chỉ là thủ đoạn phòng ngừa vạn nhất của ta mà thôi, có thể ảnh hưởng đến chân thể bổn tỏa sao? Huống hồ chỉ cần ngươi trước thời điểm thiên kiếp lần sau của ta tu thành nghịch linh đại pháp. Như vậy hẳn sẽ dễ dàng trợ giúp ta vượt qua vài đợt lôi kiếp. Khối thiên lan phân thân kia tự nhiên cũng thành đồ bỏ. Ta còn quản nó làm cái gì? Đại hán dâu quai nón cười hắc hắc một trận, khinh thường nói. Nói vậy đạo hữu cũng không để tâm chuyện tình của chủ nhân ta trước kia. Chỉ cần ta có thể thành tựu chân linh, tự nhiên có thể đem một tia hồn niệm trong bổn mạng huyết chú giải trừ nhưng trước đó ta không hy vọng đạo hiếu ở sau lưng ta làm ra chuyện tình dư thừa gì bạch bào thanh niên không chút khách khí trả lời hắc hắc người cũng quá đề cao ta hàn tiểu tử đã tiến giai hợp thể cho dù ta muốn ra tay thì có năng lực sao đại hán dâu quai nón nghe vậy sắc mặt hơi đổi nhưng lập tức lại cười lạnh một tiếng nếu là người khác tự nhiên không thể nhưng với thân phận đạo hiếu ta sao dám không tin bạch bào thanh niên trầm mặc một chút mới chậm rãi trả lời Ngươi biết thân phận của ta. Đại hán dâu quai nón nghe xong thì hai mắt chợt trợn lên. Trong mắt chiếu ra hai tia sáng màu vàng đậm đặc như đã thành thực thể, lưu chuyển một hồi khiến người sợ hãi. chương 1825, Vạn Linh Đài. Tuy không dám khẳng định 10 phần nhưng nắm chắc được tới 78. Ngoài mấy người kia ra thì ai có nổi thế lực cùng thần thông lớn như thế. Huống hồ người bình thường đâu thể có được kim khuyết ngọc thư. Bạch bào thanh niên nghĩ vậy cũng cười lạnh một tiếng. Đai hán dâu quai nón nghe xong lời này, sắc mặt có chút âm tình bất định, sau một lúc lâu mới hừ một tiếng nói. Đạo hữu tự lo cho mình là được, cần gì phải quan tâm thân phận cụ thể của bổn tọa. Chỉ cần biết ta là người duy nhất có thể giúp ngươi tu thành nghịch linh đại pháp là được. Ta chỉ yêu cầu ngươi sau khi đại thành thì trợ ta vượt qua thiên kiếp sắp đến mà thôi. Hai ta hợp tác cùng có lợi, chỉ cần ta thành tựu chân linh chi thể tự nhiên sẽ bảo đảm tính mệnh của ngươi. Hiện tại ta đã tu tới luyện hư hậu kỳ đỉnh phong, lại hấp thu âm khí trong khối huyền âm tinh bích này, sẽ tìm một chỗ bắt đầu đột phá bình cảnh hợp thể kỳ. Nếu nghịch linh đại pháp thật sự thần kỳ như thế hẳn là tiến giai hợp thể không thành vấn đề. Khi đó mình ta sẽ tiến vào man hoang thế giới, chuyên môn liệp sát cổ thú hàn thuộc tính, thôn vệ yêu hạch của chúng đồng thời tìm kiếm nơi cực hàn chi địa hấp thu âm khí. Như thế ở trong vòng ngàn năm tu vi của ta có thể tăng mạnh, một đường tiến giai cảnh giới hợp thể hậu kỳ. Khi đó liền chuẩn bị thành tựu chân linh chi thể bạch bào thanh niên trầm giọng đáp một hồi đạo hữu biết là tốt rồi do ma kiếp hàng lâm nên bổn tỏa đành phải ở lại trong tộc chuẩn bị nếu không kỳ thật ta rất muốn cùng đạo hữu tiến vào man hoang thế giới một chuyến bất quá một khi lục dực đạo hữu tiến giai hợp thể cộng thêm nghịch linh đại pháp có thần thông kinh thiên chỉ cần không đắc tội trêu chọc mấy đại năng chi sĩ ngoại tộc thì có thể tung hoành ở man hoang thế giới thần sắc đại hán dâu quai nón cũng dịu đi đôi chút mở miệng phong nguyên đại lục rộng lớn như thế các loại cổ thú âm hàn thuộc tính cần thiết đều có. Ta đã hóa hình mở ra linh trí, tự nhiên không ngu ngốc đến mức đi trêu chọc dị tộc nhân cường đại. Bạch bào thanh niên thản nhiên nói, sau đó không nghe lời gì truyền ra nữa. Đại hán dâu quai nón nghe đối phương nói thì vừa lòng gật đầu, cũng không tiếp tục mở miệng, chỉ là ánh mắt chấp động mơ hồ như cân nhắc điều gì. Một cỗ hoàng phong từ xa cuồn cuộn mà đến, một lát sau đem hết thảy không gian nơi đây bao phủ vào trong. Hai tháng sau, Hàn Lập ngồi trên một chiếc ghế màu xanh biếc, thân sắc hờ hững thưởng thức một chén rượu màu vàng kim tinh xảo dị thường trong tay, ở bên cạnh là cốc gia chi chủ Hiểu Phong tiên tử đang đứng nghiêm chỉnh. Tiêu trưởng lão thì đứng ở một bên khác, một bộ như muốn lấy lòng đối phương. Cốc gia đệ tử cấp hóa thần cùng nguyên anh thì xếp thành hàng đứng ở phía sau ba người bọn họ, sắc mặt mang chút vẻ hưng phấn. Địa phương phía trước bọn họ chính là một bãi đá hình tròn thật lớn, mặt đất là những khối cự thạch màu xanh tạo thành, quan sát thì sắc màu đá đã mơ hồ biến thành màu đen. Tựa hồ niên đại đã từ rất lâu, mà bên cạnh bãi đá sừng sững những cây trận kỳ màu sắc khác nhau phát ra một tầng quang hà, đem cả nơi đây bao phủ trong một màn hào quang thật lớn cao tới hơn trăm trượng. Lúc này bốn phía quanh cốc gia tu sĩ cũng có ba bốn mươi nhóm người khác. Nhóm nhiều thì hai ba trăm, ít thì chỉ có mười mấy người. Cùng với cốc gia là bốn nhóm khác tạo thành năm điểm của một vòng tròn lớn. Các nhóm còn lại đương nhiên xếp sau lưng bọn họ, mà từ xa nhìn lại thì phía sau đám người ở đây mơ hồ có thể thấy những tuyệt phách to lớn dị thường dựng đứng, cùng bóng dáng một số kiến trúc cao lớn trên đó. Nơi đây chính là một sơn cốc bốn phía đều bị núi cao vây quanh. Hàn lập xuất hiện ở nơi đây, đám người xếp vòng quanh bãi đá trong sơn cốc tự nhiên chính là các chân linh thế gia trong tam cảnh. Cách 3.000 năm đều tụ tập tại vạn linh đài một lần. Cốc gia bài danh thứ năm là một trong ngũ đại chân linh thế gia, không riêng địa vị tồn vọng mà ích lợi cũng thật lớn. Tự nhiên có tư cách xếp vị trí gần vạn linh đài, mặt sau là không ít chân linh thế gia vừa và nhỏ đưa ánh mắt hâm mộ cùng đố kỵ nhìn tới. Nhưng không riêng gì đám người này mà ánh mắt của một số tu sĩ đại thế gia cũng nhìn về phía cốc gia có chút âm trầm cùng khác thường. Nhiều người như vậy tụ tập ở bãi đá này mà bốn phía lại yên tĩnh không tiếng động, tựa hồ đều đang chờ đợi cái gì. Hàn lập vi rằng ngồi thẳng trên ghế không nhìn xung quanh nhưng có thể cảm ứng rõ ràng, chỉ ít có mười mấy ánh mắt không ngừng đánh giá hắn, trong đó thậm chí mang theo một tia thần niệm không kiêng nể gì. Điều này cũng khó trách, Đại trưởng lão cốc gia thiên Lê Tiên Tử không tham dự chân linh đại điển này, như vậy rõ ràng Hàn Lập chỉ là một kẻ trợ quyền lâm thời mang danh khách khanh. Theo thời gian trôi qua những người này vẫn không hề thu liếm, hiển nhiên có ý khiêu khích. Hiểu phong tiên tử ở một bên cũng đã phát hiện, thần sắc dần dần trở nên khó coi. Hàn Lập trong lòng thầm thở dài một hơi, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Kim tử bôi trong tay khẽ rung, liền không chút dấu hiệu biến thành bột phấn kim sắc theo ngón tay tan đi cùng lúc đó ngoài thân thân hắn chợt lóe một tầng hỏa diễm màu bạc vài ánh mắt có chứa thần niệm bất thiện vừa tiếp xúc ngân diễm nháy mắt liền như gặp phải ác xà kinh sợ thối lui lúc này hàn lập mới khẽ ngẩng đầu đưa ánh mắt lạnh lùng đảo qua mấy người kia rõ ràng đều là tồn tại hợp thể trong đó hai người là trong ngũ đại thế gia xếp gần vạn linh đài với cốc gia ba người còn lại là trong thế gia hàng trung đẳng ba gã hợp thể sơ kỳ này phỏng chừng không thấy thiên lê tiên tử hợp thể trung giai tham dự đại điển hiện mới động tâm tư không tốt hai người trong ngũ đại chân linh thế gia một người là đại trưởng lão phong gia mà ngay từ đầu hiểu phong tiên tử đặc biệt lưu ý chính là một lão giả hợp thể trung kỳ có bộ mặt như mặt ngựa một thân lão này vận lục bào tay chống một cây quải trượng đen thùi ánh mắt âm trầm chớp động nhìn hàn lập phong gia vốn bài danh thứ tư với cốc gia tựa như là kẻ thù truyền kiếp đại trưởng lão phong gia đánh giá khách khanh tạm thời của cốc gia cũng xem là chuyện bình thường Tên còn lại thuộc lũng gia được tôn xưng là chân linh đệ nhất thế gia. Bất quá vừa rồi dùng ánh mắt bất thiện nhìn Hàn Lập không phải lũng gia lão tổ, mà là một gã hắc bào nam tử ngồi bên cạnh, là tồn tại hợp thể trung kỳ. Chỉ thấy sắc mặt hắn ửng đỏ, trên trán có một vết sẹo tím thật sâu, bộ dáng tướng mạo thập phần hung ác. Gã này tự nhiên chính là tân khách khanh trưởng lão mà lũng gia mới mượn sức trước đó không lâu. Nghe nói họ Huy này tu luyện ma đạo đỉnh giai công pháp Thanh Mang Quyết. Còn lũng gia lão tổ mang theo đám lũng gia tu sĩ ngồi ở hàng sau, lúc này vẫn nhắm mắt dưỡng thần, không biết ở trong lòng nghĩ cái gì. Bất quá khi ánh mắt hàn lập đảo qua lũng gia tu sĩ, ngoài hắc bào nam tử hung tợn chừng mắt thì vẫn còn một người dùng ánh mắt cực kỳ oán độc dõi sang. Thần sắc hàn lập vừa động, hai mắt ngưng tụ trên thân người này một lát, trên mặt lại lộ ra vẻ cười mà không phải cười. Gia hỏa này là một thanh niên sau lưng lũng gia lão tổ, khóe miệng có một nốt huyết trí đỏ tươi, chính là lũng đông năm xưa tại một tộc bị hắn phá hư chuyện tốt. Lũng gia thiếu chủ năm đó đau khổ mưu đồ chuyện tình mấy trăm năm, không ngờ bị hàn lập một tay chặn ngang. Chẳng những không có được thiên phượng chân huyết của Diệp ra mà ngược lại ngay cả chân long chi huyết của bản thân mất đi hơn phân nửa. Hiện giờ hắn lại thấy hàn lập, tự nhiên hận thấu xương. Đặc biệt nghe nói hàn lập đã tiến dài hợp thể, trong vẻ phẫn hận còn cả sự ghen tị thật sâu. Năm đó nếu hắn mưu đồ thành công, mấy trăm năm có thể tiến dài hợp thể, nói không chừng hiện đã trở thành lũng gia chi chủ. Bởi vậy thời điểm Hàn Lập nhìn sang phía hắn, lũng gia thiếu chủ không có ý tránh né mà tiếp tục dùng vẻ oán độc vô cùng chầm chầm nhìn Hàn Lập. Nụ cười Hàn Lập chợt biến mất không thấy, đồng thời trong mắt chợt lóe những tia sáng lam chói mắt. Lũng đông đang hung hăng nhìn Hàn Lập, chỉ cảm thấy hai mắt đột nhiên nóng như lửa, tiếp theo trong đầu truyền đến thanh âm ong một cái, giống như bị mũi nhọn hung hăng đâm vào khiến não đầu kịch liệt đau đớn, không khỏi hai tay ôm đầu thất thanh kêu một tiếng thảm thiết. Nhưng lập tức lũng gia lão tổ đột nhiên mở hai mắt. Tiếp theo vỗ ra một trường quỷ dị vào cánh tay Lũng Đông, một đoàn kim quang chợt lóe lên rồi biến mất không thấy. Vẻ thống khổ trên mặt Lũng Đông cũng biến mất theo, hai tay ra hỏa này buông ra thần tình kinh sợ, nhưng hắn vốn thông minh hơn người, lập tức vội làm đại lễ với Lũng gia lão tổ, trong miệng không ngớt mở lời. "Đa tạ lão tổ cứu giúp, nếu không thì tôn nhi đã bị người hạ độc thủ." Lũng Đông vừa nói vừa vẫn liếc mắt oán hận hướng sang Hàn Lập bên này. Lúc này ngoài vẻ ghen ghét còn thêm sự kinh sợ vô cùng. Hiển nhiên lúc này hắn mới chân chính ý thức được Hàn Lập đã tiến giai hợp thể, thực lực so với trước đã cách biệt một trời. Hàn đạo hữu là có ý gì, vì sao ra tay với một gã tiểu bối? Lũng gia lão tổ không để ý đến Lũng Đông, sắc mặt không chút thay đổi hướng sang Hàn Lập hỏi một câu. Vừa rồi Lũng Đông kêu thảm thiết, lại thêm Lũng gia lão tổ vừa hỏi như thế, tự nhiên khiến ánh mắt toàn bộ chúng tu sĩ thu hút qua đây. Không có gì, chỉ là hắn nhìn ta quá mức bất kính, trừng phạt một chút mà thôi. Lũng huynh cảm thấy không ổn sao? Tia sáng lam trong mắt Hàn Lập chợt tắt, khóe miệng lại nổi một tia lãnh đạm trả lời. Lời này không chút nể nang thể diện của Lũng gia lão tổ, tự nhiên khiến không ít ánh mắt trở nên kinh ngạc, bốn phía mơ hồ nổi lên một trận xì xào bàn tán. Ừm, tôn nhi của ta có chút tâm cao khí ngạo, để hắn nếm chút trừng phạt cũng tốt. Ngoài sự phán đoán của đám người, Lũng gia lão tổ khẽ gật đầu không có ý truy cứu. Sau khi nói xong thì nhắm hai mắt lại, không hề để ý bất luận kẻ nào. Chương 1826, tính toán. Lũng Đông nghe Lũng Gia lão tổ nói như vậy, tuy không cam lòng nhưng nào dám có hành động gì, chỉ có thể không ngớt vâng vâng dạ dạ. Có điều Hắc Bào nam tử bên cạnh tỏ ra kinh ngạc, liếc mắt nhìn Lũng Gia lão tổ một cái, đôi môi không khỏi khẽ mấp máy truyền âm. Trong tai Lũng Gia lão tổ lập tức vang lên thanh âm. "Lũng huynh, vừa rồi ngươi làm như vậy ý là?" Huy lão để còn nhớ rõ tên yêu viên thần bí động thủ cùng ta tại cửu tiên sơn trăng. Thanh âm đàm thoại của lũng gia lão tổ cũng rõ ràng lọt vào tai hắc bào nam tử. Tự nhiên nhớ rõ, không phải lũng huynh cho rằng đó là yêu tu trên thánh đảo ra sao. Sắc mặt hắc bào nam tử hơi biến đổi, hắc hắc, đích xác như thế. Nhưng sau ta điều tra kỹ mới biết được, yêu viên kia là vì một tiểu bối luyện khí kỳ mà đến lũng gia. Mà tiểu bối kia lại chính là ký danh đệ tử của hàn đạo hữu này. Lại có sự tình cỡ này, Chẳng lẽ Lũng Huynh cho rằng người này có quan hệ cùng thánh đảo hắc bào nam tử hít vào một hơi, không khỏi thì thảo nói. Có thể là thế nhưng cũng có khi có quan hệ sâu xa với yêu viên kia. Hiện tại Lão Phu không thể khẳng định, có điều trước khi ma kiếp hàng lâm, Lũng ra không nên dây vào những phiền toái không cần thiết đó. Tuy tu vi của người này không là gì trong mắt ta và ngươi, nhưng có thể tiến giai cảnh giới hợp thể nhanh như vậy chỉ sợ không phải tu sĩ sơ kỳ bình thường. Không phải là có thần thông quảng đại thì cũng dựa vào kỳ bảo trong người. Lũng gia lão tổ thản nhiên trả lời, chiếu theo như lời lũng huynh, đúng là lũng gia không nên thụ địch vào thời gian này. Như vậy lát nữa trên đại điển đối đầu cùng quốc gia, chẳng lẽ chúng ta phải nhường hắn ba phần. Hắc bào nam tử trước gật đầu, sau đó lại nhướng mày truyền âm nói. Điều này thì không cần, trong chân linh đại điển có thể tùy ý động thủ, vạn nhất đụng phải người này thì không cần lưu thủ, nhân tiện ta muốn xem thực lực chân tránh của người này như thế nào. Nếu hắn thực sự có đại thần thông, đến lúc đó nói không chừng cũng có thể nhường hắn một lần. Lũng gia lão tổ nói không cần suy nghĩ nói. Ừm, huy mỗ hiểu ý của lũng huynh, lát nữa trận tỉ thí xếp danh trên đại điển liền giao cho tại hạ là được. hắc bào nam tử phát ra một tiếng cười nhẹ, sau đó không thấy hồi âm gì nữa. Mà lũng gia lão tổ vẫn khép hờ hai mắt, trên mặt thủy chung không chút biểu cảm, giống như chưa bao giờ truyền âm. Bên kia hiểu phong tiên tử cùng tiêu trưởng lão thấy hành động của Hàn Lập thì vô cùng hoảng sợ tuy cốc gia không đối đầu với lũng gia nhưng hàn lập không chút khách khí với lũng gia lão tổ như thế lại không có thái thượng trưởng lão trấn thủ ở đây đương nhiên hai người âm thầm lo lắng bất quá mắt thấy lũng gia lão tổ lại không để ý lời nói vừa rồi của hàn lập trong lòng hai người vui vẻ đồng thời cũng có chút kinh nghi hàn lập thì vẫn giữ nguyên vẻ hờ hứng không hiểu hành động vừa rồi có dụng ý gì nhưng trong mắt những thế gia vừa và nhỏ khác thì biểu hiện của hắn mang đầy sắc thái cao thâm bất chắc một số kẻ lại nhịn không được nghị luận chuyện tình của hắn ồ dĩnh nhi vị hàn đạo hữu này năm đó cứu người thật đúng là có lá gan không nhỏ với thực lực hợp thể sơ kỳ mà dám đối đầu với lũng lão quái xem ra không phải là hắn thần thông quảng đại thì sau lưng cũng là đại thế lực nào đó chẳng trách ngay cả tiểu dĩnh nhi nhà ta cũng không thể làm cho hắn động tâm một nữ tu trong đám chân linh thế gia xếp ở hàng trước đột nhiên mở miệng nhóm người có số tu sĩ tương đương lũng gia hơn nữa cũng lại giống cốc gia là nữ nhân chiếm hơn phân nửa Người vừa lên tiếng là thiếu nữ 17-18 tuổi ngồi đầu nhóm người này, thân mặc một bộ võ y ngũ sắc, trên dung mạo thanh tú đang lộ vẻ tươi cười. Lúc này ở hai bên nàng là một thiếu phụ Mỹ miều tầm khoảng 27-28 tuổi cùng một lão phụ tóc xám trắng. Lão tổ tông, dĩnh nhi tư sắc không chút xuất chúng, không thể lọt vào pháp nhãn của, hàn tiền bối cũng là bình thường. Đứng ở sau lưng thiếu phụ Mỹ miều là một bạch y thiếu nữ, vừa nghe lời thì giật mình một cái, sắc mặt đỏ lên có chút lắp bắp trả lời chính là Diệp Dĩnh từng có qua tiếp xúc cùng Hàn Lập trên vạn bảo đại hội. Hình dáng của nàng lại có 5-6 phân giống võ y thiếu nữ kia. Phải không, sao lại nhìn không ra sự đáng yêu của tiểu dĩnh nhi nhà ta? Xem ra ánh mắt hàn tiểu tử thật sự kém cỏi. Nếu không hắn mà gia nhập diệp ra chúng ta, chẳng những thu được rất nhiều chỗ tốt, hơn nữa còn có được tôn nữ mà ta thương yêu nhất. Võ y thiếu nữ lại khanh khách cười rộ lên, thanh âm thanh thúy êm tai giống như chim hoàng oanh hót khiến cho những người chung quanh nghe tiếng nhịn không được mà nhìn lại. Do có thi triển cấm chế thuật, người của các thế gia khác căn bản không thể nghe được thanh âm đàm thoại của thiếu nữ này. Chỉ là ánh mắt của tộc nhân chung quanh khiến cho Diệp Dĩnh mặt hồng như dáng hạ, không dám lại tiếp lời lão tổ mà chỉ có thể e thẹn cúi đầu xuống. "Mẫu thân đại nhân, người đừng đùa giỡn nhà đầu nữa." Lão nhân gia cũng thiệt là, sao năm lần bảy lượt đều cố ý trêu đùa Dĩnh Nhi như thế? Lúc này thiếu phụ Mỹ miều nhịn không được hướng sang võ y thiếu nữ hờn dỗi một tiếng. Hi hi, điều này có gì kỳ quái? Trong đám vãn bối chỉ có dĩnh nghi nha đầu có vài phần bộ dáng giống ta năm xưa nhưng tính nét kém một chút, ta tự nhiên muốn đích thân chỉ bảo một phần. Nếu không một đại Mỹ nữ tốt như vậy sẽ trở thành một ả đầu gỗ băng lãnh thì thật chán ngắt võ y thiếu nữ dung đùi đắc ý trả lời, một bộ lơ đánh. Nghe thiếu nữ trả lời như thế, thiếu phụ nhìn đoan trang ổn trọng như thế cũng không khỏi cười khổ một tiếng, không còn lời gì để nói. Về phần lão phụ cùng nam nữ tu sĩ Diệp ra nghe đối thoại vừa rồi thì một đám cười khẽ không thôi. Cùng lúc đó, hai gã hợp thể tu sĩ trong một đại thế gia nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Tuy rằng thiên lê bà nương kia không tới nhưng hàn tiểu tử này cũng không phải thiện nam tín nữ gì, lát nữa chúng ta vẫn y nguyên kế hoạch hành sự chăng. Dù sao theo kế hoạch ban đầu cùng lao ra chính là nhằm vào bà nương kia. Một nam tử vận hoa phục tướng mạo đường đường, nhíu mày nói. Vì cái gì mà không động thủ, bà nương kia không tới thì coi như là vận may của mụ. Hàn tiểu tử này không oán không cử với chúng ta, nhưng nếu dám tới trợ quyền cho quốc gia thì phải cho hắn nếm chút lợi hại. Tuy hai người chúng ta cũng chỉ là hợp thể sơ kỳ nhưng đã tiến dài trước hắn mấy vạn năm, cho dù không liên thủ thì cũng đủ cho hắn biết sự tranh lệch. Huống hồ việc của chúng ta là chỉ cần tiêu hao một chút pháp lực của hắn, bước ra hắn thể thiện ra phần lớn thực lực mà thôi. Chân chính khổ chiến thì giao cho người của Lao gia là được bà nương kia không có tham dự đại điển lần này chỉ sợ lao ra sớm đã âm thầm cười trộm bên cạnh là một quái nhân mang mặt nạ bằng đồng che khuất nửa mặt chỉ lộ ra một bên gương mặt trẻ con mềm mại thản nhiên trả lời huynh trưởng nói cũng đúng nói sao thì thiên lê bà nương cũng không phải đối thủ khi hai ta liên thủ tiểu tử trước mắt này tự nhiên không bằng được hoa phục nam tử một chút nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi cười nhạt lần này thiên lê tiên tử không tham gia chân linh đại điển quốc gia chỉ có một gia hỏa hợp thể sơ kỳ chấn thủ chính là cơ hội tốt cho lao gia chúng ta. Tại thời điểm tỉ thí, đụng phải mấy thế gia khác thì có thể nhường một chút. Nhưng đến phiên chúng ta khiêu chiến quốc gia thì nhất định phải không tiếc nguyên khí đem dốc toàn lực. Một thanh âm âm trầm lành lạnh vang lên ở phía sau một thế gia khác. Vâng, lão tổ, những tiểu thế gia khác cũng có người. Mà lúc này Hàn Lập đã sớm thu hồi ánh mắt, chỉ thấy giữa hai ngón tay hắn không biết từ khi nào đã có một kim sắc hồ lô nhỏ cỡ ngón cái, lập lòe trên ngón tay giống như không có thực thể, nhưng trừ cái đó ra lại không thấy gì thần kỳ. Nhưng không biết vì sao Hàn Lập lại rất hứng thú thưởng thức nó, yêu thích không có ý buông tay. Liền như vậy thời gian chậm rãi trôi qua, người của mấy chục chân linh thế ra đều thành thật dị thường chờ đợi. Suốt cuộc hơn hai canh giờ sau, đột nhiên linh quang chợt lóe nơi trung tâm vạn linh đài, một pháp trận màu trắng ngả bỗng nhiên hiện lên trên mặt đá xanh, ban đầu chỉ to cỡ mấy trượng nhưng quay tròn chuyển động một chút liền đại phóng hào quang, rồi chợt cuồng trướng to tới cỡ hơn một mẫu. Trong pháp trận bắt đầu tuôn ra vô số phù văn các màu, đồng thời truyền ra những đợt thanh âm vù vù. Thời điểm pháp trận xuất hiện, trong nháy mắt cả vạn linh đài cũng rung nhẹ lên. Giống như cùng hô hứng, trên bốn vách núi liên tiếp vang lên các tiếng nổ sắc nhọn, tiếp theo hàng trăm cột sáng thật lớn không chút dấu hiệu ầm ầm xuất hiện, cả một đám chớp động hào quang ngũ sắc chói mắt. Mà dưới ảnh hưởng của quang trận, bầu trời hạp cốc nổi lên một trận cuồng phong. Tức thời mây đen phủ khắp một vùng, tiếp sau là một trận sấm động rền vang chấn động lòng người. Từng đạo tử kim sắc hồ quang to như cự mãng bỗng xuất hiện khắp nơi. A, à, là Thiên Kiếp chi lôi, không ít đệ tử chân linh thế gia lần đầu tham gia chân linh đại điển bị thiên tượng vừa rồi làm cho cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Hiện giờ lại nhìn thấy những đạo tử kim hồ quang thì nhất thời đại loạn kinh hô lên. Hừ, một đám phế vật, giật mình cái gì? Điều này báo hiệu vạn linh đại nhân sắp xuất hiện mà thôi. Nghi thức tế điện có thể bắt đầu rồi, các vị đạo hữu thấy thế nào? hai mắt lũng ra lão tổ vốn nhắm nghiền bỗng nhiên mở ra, tiếp theo đứng lên khỏi ghế, vẻ mặt không chút biểu cảm lạnh lùng nói. Thanh âm của lão không lớn nhưng rõ ràng dị thường trong tai đám người, khiến những đệ tử đang hoảng hốt bình tĩnh trở lại, ngơ ngác nhìn nhau. Cái này là đương nhiên, dựa theo thường lệ, nghi thức lần này là do lũng huynh chủ trì nam tử vận hoa phục ha hả cười nói, đồng thời đứng lên. Vãn bối không có ý kiến, tiểu nữ cũng không có ý kiến, ai bảo lũng huynh chính là người có tu vi cao nhất trong số chúng ta mời lũng huynh, mấy thế gia khác cũng nhanh chóng đồng ý. Nếu chư vị không có ý kiến khác, vậy trước tiên đem tế phẩm dâng lên đi. Lũng gia lão tổ nhìn lên không chung, gật đầu nói. Lúc này từ kim hồ quang trên bầu trời hạp cốc đã đan sen lẫn nhau hợp thành một lưới điện khổng lồ, cùng với những cột sáng lớn từ bốn phía của hạp cốc kết hợp thành một cái lồng giam cực lớn. chương 1827, Vạn Linh Thú Đối với một số gia chủ và trưởng lão của các thế gia này thì cảnh tượng này vốn đã trở nên quen thuộc sau khi nghe lũng gia lão tổ nói như vậy thì quay về phía các đệ tử phía sau rồi vung tay lên mỗi người cầm một bình ngọc lớn cỡ bàn tay đi từ trong đám người ra nhanh chóng đi về phía vạn linh đài cùng lúc đó thân hình lũng gia lão tổ chợt bừng sáng lên kim quang nhoáng một cái đã trực tiếp tiến vào bên trong màn hào quang đang bao phủ vạn linh đài tiếp đó bay lên lơ lửng ở tầng trời thấp đơn thủ khắp quyết đánh ra một đạo kim quang xuống dưới kim quang kia chợt lóe lên rồi nhập vào trong mặt đất bằng đá xanh bên dưới biến mất không thấy bóng dáng chỉ một thoáng sau đó khắp vạn linh đài vang lên những tiếng nổ ầm ầm truyền ra từ phía tiếp đó ngay gần pháp trận màu trắng ngả hiện ra một cái bồn đá màu xanh có kiểu dáng cổ xưa vô cùng cái bồn này vừa dài lại vừa dẹt chiều dài cỡ chừng một trượng bốn phía ngoài được chạm khắc những hoa văn màu đen nhạt quỷ dị có vẻ như đã có niên đại từ rất lâu lúc này những đệ tử của thế gia vừa bước ra nối đuôi nhau lần lượt đi tới trước bồn đá một tay mở nắp bình ngọc đồng thời dốc miệng đổ xuống phía dưới. Từ trong các bình, từng loại chất lỏng màu sắc khác nhau ồng ộc chảy ra. Có loại hôi thối khó ngửi, lại có loại hương thơm sực nước, còn có loại không màu không mùi như là nước tinh khiết vậy. Hơn mấy chục loại chất lỏng khác nhau cùng được đổ vào trong bồn nhưng mỗi loại đều ngưng tụ lại riêng ở một chỗ, có vẻ như không dung hợp với nhau dù chỉ một chút. Đối với sự tình gì vừa diễn ra, lũng ra lão tổ xem như không thấy. Lúc này đang quan sát phần hào quang ngày càng trói mắt trong pháp trận, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn tấm lưới điện màu tím vàng khổng lồ thanh thế kinh người trên cao thân hình vẫn lơ lửng ở trên không vẻ mặt vẫn không chút biểu cảm đồng thời không có bất kỳ động tác nào khác ở phía ngoài vạn linh đài tất cả các tu sĩ hợp thể kỳ đồng loạt đứng dậy nhìn về phía pháp trận cả một đám vẻ mặt ai ai cũng trở nên ngưng trọng dị thường bỗng oanh một tiếng vang thật lớn các phù văn đủ mọi màu sắc từ trong pháp trận khổng lồ đang tuôn ra bỗng nhiên ngưng tụ lại một chỗ biến hóa thành một quang cầu khổng lồ đường kính chừng vài trượng chậm chậm xoay chuyển không ngừng phía trên pháp trận. Nhưng chỉ sau vài vòng, quang cầu bỗng nhiên phát ra một thanh âm muộn hưởng rồi bạo liệt vỡ ra, ở phía trong hiện ra một con quái thú có tám đầu. Con thú này thân sư đầu dao, thân hình vô cùng mờ nhạt như một hư ảnh. Khí tức của nó bất quá chỉ cỡ tồn tại luyện hư sơ kỳ mà thôi. Nhưng khi tám cái đầu quay qua quay lại, 16 ánh mắt âm trầm quét về bốn phía vạn linh đài ở phía dưới, không ngờ khiến tất cả những người vừa bị nhìn chúng dùng mình một cái giống như vừa bị một luồng kỳ hàn lướt qua thân mình vậy. May mà sau một khắc, lũng gia lão tổ đang lơ lửng trên không chấp hai tay, từ tốn mở lời. Cung nghênh vạn linh đại nhân một lần nữa hàng lâm, xin mời đại nhân vui lòng thưởng thức những chân huyết tế phẩm của 51 chân linh thế gia của nhân tộc cung phụng. Quái thú tên gọi vạn linh này nghe vậy liền ngừng một cái đầu đánh giá lũng gia lão tổ một lần. Ngay sau đó thân hình di động, nhẹ nhàng bay ra ngoài pháp trận, xuất hiện ở không gian phía trên bồn đá tám cái đầu đồng loạt há to mồm những chất lỏng trong bồn liền biến thành tám cột lỏng phóng lên bay về phía miệng con thú này chỉ trong chốc lát các tế phẩm trong bồn đã bị quái thú một hơi nuốt gần như không còn tiếp đó ngoài thân thể nó nổi lên một tầng hào quang kỳ dị không ngờ thân thể vốn mờ nhạt lại trở lên rõ ràng giống như là một thực thể tiếp đó quái thú liếc nhìn chúng tu sĩ ở phía xa ngoài thạch đài một cái bỗng tám cái đầu đồng loạt giống to một cỗ khí tức kinh người từ trên thân con thú bạo phát ra Ban đầu vốn là luyện hư sơ kỳ nhưng nhanh chóng tiến lên trung kỳ, rồi hậu kỳ. Chỉ trong khoảnh khắc, khí tức của nó đã đạt đến hợp thể hậu kỳ đỉnh phong. Không, dường như cảnh giới còn cao hơn nửa tầng, Phảng Phất chỉ còn nửa bước là tiến vào cảnh giới đại thừa vậy. Hàn Lập Vốn Dĩ bình lặng như nước hồ thu, nhưng khi cảm nhận được khí tức cuồng bạo phát ra từ Vạn Linh Đài thì ánh mắt không khỏi có chút ngưng tụ. Cũng may tới đây dường như là cực hạn mà con thú này có thể đạt được, khí tức khổng lồ kia rốt cuộc cũng dừng lại rồi trở nên bình ổn. Nhưng một thoáng sau, cử động của con quái thú tám đầu này lại khiến không ít tu sĩ thế ra thiếu chút nữa hét lên thất thanh. Tám cái đầu bỗng nhiên đồng loạt ngẩng lên bầu trời, âm thanh bén nhọn vừa vang lên, từ trên các đầu phóng ra từng đạo tia chớp màu xanh, lóe lên một cái đã đánh lên lưới điện tử kim ở phía trên bầu trời. Đến lúc này thì ngay cả một số hợp thể kỳ thấy thế cũng không khỏi biến sắc mặt. Tuy nhiên lão tổ lũng ra mặc dù gần quái thú tám đầu trong gang tất nhưng cơ mặt cũng chỉ hơi giật một chút rồi lại tiếp tục duy trì vẻ vô cảm liên tiếp những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, điện hồ hai màu xanh tím đan xoắn vào nhau ở trên không trung, tiếp đó hóa thành những khối điện quang lớn như bánh xe rồi bạo liệt vỡ tung trên bầu trời. Nhưng chỉ trong chốc lát điện quang thu liếm lại, từ kim điện võng cũng chỉ khẽ đung đưa vài cái lại đứng yên như cũ, không mảy may tổn hại chút gì. Quái thú tám đầu thấy vậy thì hàn quang trong mắt chợt tắt, tám cái miệng đang mở lớn cũng chậm rãi khép lại. Nhưng một cái đầu màu xanh trong số đó bỗng quay sang, nhìn về lão tổ lũng ra ở gần đó từ trong miệng phát ra một thanh âm cực kỳ già nua hư nhân tộc các người quả thực cẩn thận ta đã hàng lâm nơi này không biết bao nhiêu lần ngự lôi vạn phong đại trận này dù trải qua hàng vạn năm mà vẫn chưa từng xảy ra sai sót gì bất quá tốt nhất các ngươi nên cầu nguyện có thể tiếp tục giữ được như vậy bằng không chỉ cần một lần để ta tìm được lỗ hổng của phong ấn này thì hắc hắc từ cái đầu màu xanh của quái thú chẳng những phát ra tiếng người mà kết thúc bằng chàng cười âm lạnh khó tả về điểm này xin vạn linh đại nhân yên tâm nếu quả thật có một ngày, ngay cả một pháp trận phong ấn mà các đệ tử chân linh thế gia chúng ta cũng không thể bố trí chu toàn, để xảy ra sai sót thì chân huyết trong thể nội của chúng đương nhiên để đại nhân hút về thưởng thức. Đó chẳng khác nào là tự tìm đường chết, bất quá dựa theo ước định ngày đó của tổ tiên các chân linh thế gia với đại nhân. hiên chúng ta đã cống nạp xong cống phẩm, đến phiên đại nhân thi pháp chế tạo tiềm linh lệnh rồi. Lũng ra lão tổ hơi cúi người trả lời rất đúng mực, nhưng có vẻ cũng không mấy sợ hãi. Cũng khó trách, bởi quái thú trước mắt mặc dù có bản thể là một tồn tại cấp chân linh ở dị giới nhưng có thể cách giới hàng lâm xuống đây chỉ là một cái hóa thân phân niệm mà thôi thêm nữa tổ tiên của các chân linh thế gia đã tỉ mỉ bố trí đại trận phong ấn dù hóa thân của quái thú sau khi hấp thu tế phẩm mà tăng vào tu vi nhưng thực tế thần thông của nó vẫn bị áp chế hơn phân nửa với thân phận tu sĩ hợp thể hậu kỳ như hắn đương nhiên không cần quá sợ hãi hư đã nhận được chỗ tốt từ các ngươi, bổn đại nhân tự nhiên sẽ xử lý cho các ngươi việc nhỏ này. Quái thú hử lạnh một tiếng, tám cái đầu nhoáng lên một cái rồi đồng thời lầm nhầm. Đồng thời với tiếng chú ngữ, từ miệng mỗi cái đầu đồng loạt phun ra các loại phù văn tám màu, đồng thời đan sen ở trên tầng trời thấp. Kết quả chỉ trong chốc lát sau, các phù văn đủ màu đã chi chít khắp nơi, thậm chí như trải khắp cả vạn linh đài, thanh thế vô cùng kinh người. Lũng ra lão tổ kia mặc dù đang bị bao vây giữa các phù văn đủ màu nhưng thần sắc vẫn chấn định dị thường. ngoài thân lão hiện đã được một tầng kim quang bao phủ khiến các phù văn này chỉ trôi nổi cách thân thể chừng vài thước mà không thể nào tiến lại gần thêm. đột nhiên quái thú giống to một tiếng, toàn hư không phía trên vặn vẹo đi trong giây lát, các phù văn đang bao phủ ngập trời bỗng trùng trùng điệp điệp chồng chất lên nhau rồi huyễn hóa thành vô số ngũ sắc lệnh bài từ trên không trung rơi xuống vạn linh đài. được rồi đấy tổng cộng là 999 cái tiềm linh lệnh đã chế tạo xong. Lần tiếp theo muốn gọi bổn đại nhân hàng lâm cũng phải đợi thêm 3.000 năm nữa. Quái thú tám đầu hừ hừ mấy tiếng nói, dường như có chút mệt mỏi. Tiếp theo con thú này lắc đầu quấy đuôi, quay đầu bay vào trong pháp trận màu trắng ngà. Từ pháp trận khổng lồ lại không ngừng chấp giật hào quang, từng vầng linh quang phóng ra trong nháy mắt đã phủ kín thân hình của cự thú. Tiếng vù vù lại lần nữa vang lên, pháp trận lại tiếp tục quay tròn ngược khi quái thú tám đầu xuất hiện thân thể nó đùng một cái bóng vỡ vụn thành từng khúc, hóa thành vô số phù văn rồi tán loạn đi. Sau một khắc, Linh Quang thu vào trong pháp trận rồi cả hai tiêu thất nơi vạn linh đài, biến mất cứ như chưa từng xuất hiện vậy. Người đâu, đem tất cả tiềm linh lệnh vừa được làm cất đi. Chờ đến khi các thế gia một lần nữa phân thứ hạng xong mới quyết định xem số lượng dành cho mỗi nhà. Lũng ra lão tổ nheo mắt nhìn pháp trận đã biến mất vào trong lòng mặt đá xanh nơi đại địa, lạnh lùng phân phó một tiếng. Vừa nghe thấy, lập tức có mấy kim giáp vệ sĩ không biết từ đâu xuất hiện. Trong tay từng người đều có bưng một cái khay màu bạc, thoăn thoát nhặt lệnh bài từ trên mặt đất. Sau khi tất cả các lệnh bài đã được nhặt lên bỏ vào khay, tiếp đó lại được đưa đến trên một đài thờ cúng gần thạch đài, cung kính cất kỹ. Vạn linh đại nhân đã rời đi, tiếp theo bắt đầu cúng tế các vị chân linh tổ tiên của các thế gia chúng ta thôi. Lão tổ lũng ra đảo mắt qua mọi người ngoài thạch đài, thanh âm trịnh trọng. Vừa nghe thấy vậy người của các thế gia lớn nhỏ nhất thời xôn xao một trận, sau đó lại có người mang đủ loại linh khí hiến tế cùng với một chút linh quả nhang đèn bắt đầu bố trí trên đài tiếp đó dưới sự hướng dẫn của những người đứng đầu các thế gia và các trưởng lão tất cả các đệ tử chân linh thế gia bắt đầu thay phiên nhau đi lên trên vạn linh đài cả đám quỳ dạp xuống trước chân linh tổ tiên nhà mình cung phục mỗi người đều có những lời khấn cầu khác nhau thậm chí có một số chân linh thế gia được truyền thừa từ cổ xưa còn một vài lễ nghi cúng tế sớm đã thất truyền khiến cho hàn lập ở phía dưới thầm thưởng thức một phen nhưng hoàn thành những thứ này tốn ngót nghét gần nửa ngày. Sau khi lễ cúng tế kết thúc mới thì màn kịch chính thức của chân linh đại điển mới bắt đầu. Đó là phân chia thứ hạng các chân linh thế gia cùng với các tài nguyên lợi hỷ. Lũng ra lão tổ lại một lần nữa bay lên trên thạch đài, sau khi hai tay lồng vào trong tay áo rồi khép lại thì thản nhiên nói. Dựa theo cổ huấn, ở trong đại điển mỗi gia tộc có cơ hội khiêu chiến những thế gia có vị trí cao hơn mình cùng với tiếp nhận yêu cầu khiêu chiến từ thế gia có vị trí thấp hơn nhưng thế gia khiêu chiến không được phép khiêu chiến với thế gia xếp trên mình vượt quá năm bậc. mỗi người chỉ được khiêu chiến một lần. nếu có một số gia tộc đồng thời khiêu chiến với một gia tộc thì gia tộc khiêu chiến có vị trí cao hơn sẽ có tư cách khiêu chiến. dĩ nhiên dựa theo lệ cũ, xếp hạng của ngũ đại gia tộc chúng ta khi trước hiện giờ đã bị bãi bỏ. hiện giờ chúng ta cần tiến hành sa luân chiến để xếp lại thứ hạng trước. sau đó các gia tộc khác mới có thể bắt đầu khiêu chiến. lâm tiên tử đạo hiếu cũng bước lên đây đi, trước tiên hãy rút thăm quyết định đối thủ của vòng thứ nhất rồi hãng nói. Hắc hắc, cái này cần gì phải rút thăm, dù sao gặp phải lũng ra các ngươi, lâm mỗ tự biết là không địch lại được nên chắc chắn sẽ chủ động bỏ qua. Chẳng qua tại hạ mới vừa tu luyện được một chút thần thông, nếu gặp được diệp tiên tử thì không khỏi muốn lãnh giáo một chút. Trong ngũ đại chân linh thế gia, rốt cục cũng có một thế gia hoàn toàn do nam tu tạo thành, từ đó truyền ra âm thanh lười biếng của một nam tử. Người nói chuyện là một nam tử tóc dài người thân mặc trường bào màu xanh lục, trên đầu là một cái vòng bạc cổ quái, nhưng dung mạo lại thanh tú phảng phất như một nữ tử vậy. Chương 1828, tỷ thí thượng. Người này chính là đại trưởng lão của thế gia xếp hạng thứ ba trong ngũ đại thế gia Lâm gia, dường như có chút bất mãn với thái thượng trưởng lão của Diệp gia. Hắc hắc, nếu Lâm Đờ sao o hữu muốn tỷ thí với bổn tiên tử thì ta cũng không ngại phụng bồi một lần. Thiếu nữ mặc võ y nọ của Diệp gia che miệng cười khẽ, trả lời: thanh niên tóc dài nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng không thèm tiếp lời. Hiểu phong tiên tử đại biểu cho quốc gia cùng với hai nam tử hợp thể kỳ của phong gia tự nhiên cũng không có ý kiến khác. Lũng gia lão tổ thấy vậy thì gật đầu rồi vỗ nhẹ hai tay. Tức thì sau tiếng vỗ tay, có một gã vệ sĩ mặc kim giáp hai tay bưng một cái khai tiến tới vạn linh đài. Trên khai này có bầy một ống trúc màu vàng nhạt, bên trong có năm cái thăm nhỏ bằng trúc đỏ tươi màu máu, ống trúc kia cũng che tới hơn phân nửa thân các thăm này, đồng thời ống trúc được một tầng linh quang bao phủ, có vẻ như thần niệm không thể xuyên thủng qua được. Các đạo hữu sắp tỉ thí hãy đến giúp thăm đi, vẫn theo quy củ như trước, trận đấu giữa chúng ta chỉ giữa các tu sĩ hợp thể kỳ. Không cần để lũ tiểu bối lên đài làm xấu mặt, số 1 tỉ thí với số 3, số 2 sẽ tỉ thí với số 4. Số 5 không phải gặp đối thủ, lát nữa sẽ lập thành một tổ với những người thắng tiếp tục giúp thăm. Lũng ra lão tổ thản nhiên nói, xem ra lũng huynh sẽ không rút trước rồi, vậy tại hạ xin phép chọn trước một cây đi. Nam tử mặc hoa phục của phong ra cười hắc hắc, cũng không bước lên đài mà trực tiếp đứng tại chỗ cô tay về phía vạn linh đài phía xa, tức thì một cây huyết thăm lập tức bắn ra, chớp mắt một cái đã đến tay hắn. Số 3, nam tử mặc hoa phục chỉ nhìn lướt qua vật trong tay rồi thản nhiên nói. Thiếu nữ mặc võ y của Diệp ra thấy vậy cũng bĩu môi khẽ cười một tiếng rồi nhấc cánh tay cô nhẹ. Phốc một tiếng, một sợi tơ bạc từ đầu ngón tay bắn ra, lóe lên một cái rồi dài ra tới vài chục trượng hướng về phía ống trúc ở phía xa. Vù một tiếng, lại một cây huyết thăm khác bị sợi tơ bạc này quấn quanh một vòng, tức thời nó hóa thành một đạo huyết quang bay về trong tay thiếu nữ này. Số 5, đôi mắt đẹp của thiếu nữ mặc võ y quét qua huyết thăm một chút, bỗng vẻ mặt lại như cười mà như không cười nói. Hóa ra thái thượng trưởng lão của Diệp ra lại rút được đúng lá thăm không phải gặp đối thủ. Hàn tiền bối, có cần vãn bối giúp một chút không? Hiểu phong tiên tử đang ngồi bên cạnh Hàn Lập, lúc này quay về phía hắn cung kính hỏi. Vậy thì làm phiền tiên tử rồi, Hàn Lập tỏ vẻ thế nào cũng được. Hiểu phong tiên tử gật đầu, tức thì tay áo run lên, một đạo bạch sắc như một con linh xà từ trong tay áo bắn ra, quấn lấy một cây huyết thăm rồi lại được hút trở lại trong tay nàng. Số 4, Hiểu phong tiên tử nhìn qua một lần, quay sang Hàn Lập khẽ báo ra lá thăm còn chưa biết là tốt hay xấu này. Hàn Lập gật đầu không mở miệng nói gì lúc này tên nam tử tóc dài của lâm gia sau khi cua một chảo về phía trên đài cũng đem một trong hai cây huyết thăm còn lại thu vào trong tay lạnh lùng báo ra một tiếng một vừa nghe kết quả này cả đám tu sĩ cốc gia tức thì biến sắc như vậy lá huyết thăm cuối cùng chính là số hai mà lúc này chỉ còn mỗi lung gia chưa bốc thăm ánh mắt lũng ra lão tổ đảo qua cây huyết thăm duy nhất còn lại lão đem thu về tay sau đó đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía hàn lập lúc này mới hướng sang những người khác tuyên bố suốt thăm đã xong bắt đầu tỉ thí cụ thể về phương thức tỉ thí cùng với xác định thắng bại thì do hai bên tỉ thí tự quy định với nhau là đủ hiện giờ xin mời các đạo hữu của lâm gia và phong gia bắt đầu trận tỉ thí đi không cần phải như vậy hai huynh đệ chúng ta tự nhận không thể nào phá được một thận đại pháp của lâm huynh phong gia chúng ta chủ động nhận thua nam tử mặc hoa phục của phong gia không chút lưỡng lự nói nam tử tóc dài kia nghe lời này thì con mắt khẽ chấp cũng không tỏ ra quá kinh ngạc ừm nếu đã như vậy, Phong gia được xếp vào trong tổ chiến bại, tiếp đó sẽ quay lại tỉ thí cùng với một gia tộc chiến bại khác, người thắng có tư cách khiếu chiến một người trong ba gia tộc bất kỳ khác. Nếu bỏ qua cơ hội đó thì sẽ trực tiếp được xếp hạng thứ tư và thứ năm. Tiếp theo đây là hai nhà lũng gia và cốc gia chúng ta tỉ thí. Phía bên cốc gia có phải là hàn đạo hữu ra tay không? Lũng gia chúng ta có hai người là lão phu cùng với huy trưởng lão. Chỉ có lần lượt đánh bại hai người chúng ta mới có thể coi là vượt qua diệp gia chúng ta. Lũng ra lão tổ thản nhiên tuyên bố, tinh quang trong mắt lóe lên nhìn thẳng vào Hàn Lập. Hàn tiền bối, quốc gia chúng ta buông tay thôi. Hiểu phong tiên tử nghe vậy sắc mặt trở nên khẩn trương, không chút lưỡng lự quay sang Hàn Lập nói. Trong lòng nàng này rất rõ ràng. Cho dù Thái Thiên Lê Tiên Tử đích thân xuất thủ cũng không có cơ hội nào đem chiến thắng về cho quốc gia, nên nàng đương nhiên muốn Hàn Lập giữ thực lực để ứng phó đại chiến tiếp sau đó. Hậu kỳ tu sĩ sao? Chẳng qua chỉ là tỉ thí để thêm một chút kiến thức cũng không tệ kể từ khi tại hạ tiến giai hợp thể kỳ đến giờ cũng chưa được đấu pháp với tu sĩ cao giai cùng bậc. Hàn lập sờ sờ cầm, đột nhiên lại cười nhạt nói khiến hiểu phong tiên tử cùng với tiêu trưởng lão trợn mắt há hốc mồm không nói nên lời. Đối với Hàn lập nếu không phải là đại chiến sinh tử, thì đây chính là cơ hội hiếm để đánh giá tương quan thực lực giữa hắn và hợp thể hậu kỳ nhân tộc. Vì thế khi bắt đầu hắn đã cố ý dùng thần niệm khiến lũng đông một phen kinh sợ, chọc giận lão tổ lũng ra trước một chút huống chi nếu có thể thì hắn cũng không ngại mượn miệng lưới các tu sĩ chân linh thế gia này để lập uy trong nhân tộc tình huống hiện giờ của hắn hiện đã rất khác khi ở dị tộc ở trong dị tộc thì dù tu vi cao đến đâu cũng cần phải hành sự hết sức cẩn trọng và khiêm nhường để tránh cho bọn họ nổi sát tâm hiện đã quay về trong tộc của mình thì cần lập cho mình một uy danh hiển hách mà không cần kiêng kỵ nhiều thứ như trước như vậy bất kể chỗ tốt hữu hình hay vô hình đều không thể đong đếm được những hợp thể kỳ mạnh nhất của các chân linh thế gia khác chỉ là cảnh giới trung kỳ hắn không cần đánh cũng biết không thể thua những người này. a à, hàn tiền bối không được đâu, lũng ra là. Nếu tại hạ nhớ không lầm, trong các điều kiện ban đầu để ta đồng ý tương trợ không có điều ta phải nghe theo yêu cầu của quốc gia đối chiến với người ở bên nào. Sắc mặt hàn lập bóng trầm xuống, trong mắt lóe lên lam quang, quét qua hiểu phong tiên tử một cái rồi nói. Đôi mắt vị nữ chủ này của cốc gia vừa mới tiếp xúc với Lam Quang đó thì trong lòng bỗng run rẩy, lời mới đến bên miệng đã ngay lập tức ngừng lại mà trong khi đó bên ngoài thân Hàn Lập lóe sáng thanh quang, hắn vừa bước chân một cái đã biến mất tại chỗ không thấy đâu. Sau một thoáng, ở trên Vạn Linh Đài hiện một bóng người. Hàn Lập xuất hiện ở cách Lũng Gia lão tổ chừng hơn 10 trượng, khẽ chắp tay nói. Hàn Mỗ mới vừa tiến giai hợp thể không lâu, nghe đại danh Lũng đạo hữu đã từ rất lâu, mong Lũng huynh không ngại chỉ giáo một chút. Thì ra đúng là Hàn đạo hữu thay mặt cho Cốc gia xuất chiến, không biết tên đệ tử tên là Khí Linh tử kia của đạo hữu hiện giờ có mạnh khỏe không? Lúng ra lão tổ cười híp đôi mắt, đột nhiên mở miệng nhắc tới khí linh tử. Hàn Lập nghe vậy thì ngẩn ra nhưng bề ngoài vẫn không có vẻ gì khác thường, cũng thản nhiên trả lời. "Đã phiền đạo hữu bận tâm rồi, tên đệ tử của ta hay thích gây hỏa nên Hàn Mỗ đã cho nó tìm một nơi bí ẩn để bế quan tu luyện rồi. Có lẽ trong vòng mấy chục năm cũng sẽ không trở ra. Như vậy cũng tốt, vị đệ tử này của ngươi cũng không phải người bình thường, tốt nhất là nên cẩn thận một chút." Bất quá nếu giờ Hàn Huynh muốn khiêu chiến Lão Phu thì đã tìm nhầm người rồi. Tu sĩ đầu tiên của Lũng Gia Gia Đài đương nhiên không thể nào là Lão Phu được. Lũng Gia Lão Tổ có hơi ngẩn ra, nói, mà cơ hồ gần như cùng lúc, không gian bên cạnh Lũng Gia Lão Tổ có chút phận vẹo, sau đó một đạo hắc ảnh quỷ dị lóe lên rồi hiện ra, lạnh lùng hướng về phía Hàn Lập, nói. Trận đầu này sẽ là để tại hạ chào hỏi đạo hữu một hút. Nếu quả thật các hạ có thể đánh bại huy mỗ thì Lũng Đạo hữu sẽ đích thân tỉ thí với đạo hữu người vừa xuất hiện đương nhiên là thái thượng khách khanh trưởng lão của lũng gia là tên nam tử mặc khắc bảo có tu vi hợp thể trung kỳ hàn lập vừa thấy người này lập tức nhớ lại ánh mắt bất thiện ban đầu của đối phương với hắn liền bất động thanh sắc gật đầu tốt trước hết hàn mỗ sinh lãnh giáo thần thông của huy huynh đi lũng gia lão tổ nghe vậy dường như trong mắt thoáng hiện một nét cười âm hiểm cũng không nói gì mà ngoài thân lóe lên kim quang rồi bay ra ngoài vạn linh đài đồng thời quát lớn một câu phân phó lập tức gia tăng cấm chế lực tránh để trận đấu của nhị vị đạo hữu ảnh hưởng tới môn hạ đệ tử của chúng ta. Vừa nghe thấy lời này, những tu sĩ chịu trách nhiệm điều khiển cả tòa đại trận phòng hộ trong cốc tức thì luống cuốn tay chân một phen rồi hành động. Các trận kỳ đủ màu vốn chỉ thưa thớt không có bao nhiêu bao quanh vạn linh đài, tức thì đồng loạt tỏa ánh hào quang. Hào quang bao phủ cả tòa thạch đài khổng lồ, sau một khắc khẽ rung động rồi tăng độ dày hơn mấy lần, đồng thời ở bên ngoài lại hiện ra các phù văn đủ màu, bay lượn không ngừng trên không trung. Đám đệ tử tinh anh của ngũ đại thế gia cùng tiểu thế gia thấy vậy đều xôn xao một trận, người người trên mặt không kìm được vẻ kích động cùng hưng phấn. Cũng khó trách, không phải ai cũng có được tận mắt chứng kiến tu sĩ hợp thể kỳ đấu pháp, là cơ hội mở rộng tầm mắt khó mà có được. Bên trong hào quang, nam tử mặc hắc bào sau khi thấy cấm chế đã được ra cố uy năng thì cười lạnh hắc hắc một tiếng, tay áo rộng dài khẽ rung lên phát ra âm thanh lảnh lót, đồng thời có hai đạo ô quang bắn ra, hiện hình là hai thanh mô câu đen thui như mực. Ngô câu này dài không quá ba thước, có vẻ hắc u âm sâm nhưng mơ hồ có những đóa ngân hoa không ngừng quay cuồng trên thân, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Bất quá hai ngô câu quỷ dị này cũng không trực tiếp tấn công Hàn Lập mà trong âm thanh vang vọng kia hóa thành hai đạo kinh hồng bay múa uốn lượn khắp người nam tử mặc hắc bào nhưng chưa vội công địch. Điều này khiến Tràn Lập ở phía đối diện nhướng mày, trên mặt tỏ vẻ làm lạ. Nhưng một khắc sau đó, từ trong hai tay áo nam tử mặc hắc bào lại lóe lên linh quang. Hai luồng bạch quang đồng thời bắn ra, Lần này là một đôi đoạn kiếm trắng nõn dài chừng hơn một xích, bề mặt lóng lánh mang theo một cỗ hàn khí lạnh lẽo vô bì. Âm thanh kia vẫn tiếp tục vang lên, hai tay áo của nam tử mặc hắc bào cũng vung vẩy không ngừng, lại có một đôi phi đao màu bạc nối tiếp bắn ra. Hàn lập thấy hết hết đôi này đến đôi pháp bảo khác, quỷ dị từ trên người đối phương bay ra giường như vô tận, khóe mắt không khỏi nhảy lên vài cái. Trường 1829, tỷ thí chung. Trong chớp mắt, 36 đôi 72 kiện bảo vật từ trong tay áo nam tử Mặc Hắc bào vút ra bay múa rập trời, đồng thời cũng đem che khuất non nửa tầm mắt. Những pháp bảo như đao kiếm phi xoa này, kiện thì tỏa ra hàn quang lấp lánh, kiện lại vô thanh quỷ dị, dường như mỗi kiện đều có linh tính riêng đồng thời có lai lịch rất lớn. Nam tử Mặc Hắc bào có thể đồng thời điều khiển được nhiều bảo vật như vậy thì thần niệm của hắn thực là kinh thế hãi tục. Chắc chắn một tu sĩ hợp thể kỳ bình thường cùng cảnh giới không thể nào so bì được. Hàn Lập suy nghĩ rất nhanh, đồng thời hơi có chút lấy làm lạ. Mà sau khoảnh khắc ngắn ngủi này, nam tử mặc hắc bào đột nhiên cười rộ lên. 72 kiện bảo vật tức thì hóa thành quang hà ngập trời, mang khí thế không thể đỡ nổi cuốn về phía Hàn Lập. Hàn Lập thấy vậy thì đuôi lông mày nhảy dựng, tức thời vung tay áo lên. Ngay lập tức liền có hơn 10 đạo tiểu kiếm màu xanh bắn vọt ra, trong chớp mắt đã hóa thành 72 đạo thanh hồng nghênh đón quang hà phía đối diện. Một tràng âm thanh leng keng giòn dã liên tiếp vang lên phi kiếm màu xanh nhanh chóng tụ cùng một chỗ với đám bảo vật đa dạng kia. Không tỏ ra yếu thế mà lao vào giao tranh đan sen với đối phương. Mặc dù 72 kiện bảo vật kia, có cái phun ra từng đoàn hắc khí, có cái lại hóa thành lôi hỏa điện quang, nhưng các phi kiếm màu xanh cũng lập lòe như ẩn như hiện trong thanh quang, phảng phất như vô hình nên dù ở trong những hắc khí hay điện quang kia vẫn bình yên vô sự, ngược lại như linh xả bám giết lấy không buông tha, có vẻ không hề rơi xuống thế hạ phong hắc bào nam tử thấy vậy có chút ngạc nhiên, bèn tiếp tục thao túng những bảo vật này không ngừng biến đổi uy năng nhưng không có thêm bao nhiêu hiệu quả. Chỉ giữ thế rằng có với 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm không dứt Sắc mặt nam tử mặc hắc bào có chút trầm xuống, bỗng nhiên hắn hít sâu một hơi, dẫm mạnh về phía trước một bước, đồng thời đơn thủ chộp về phía trước một chảo. Oanh một tiếng, tất cả thiên địa nguyên khí ở bên trong tầng hào quang bảo vệ liền kích động một trận, tiếp theo đó vô số hắc tơ tử hư không hiện ra, những hắc tơ này hơi rung dày một chút liền hóa thành vô số tia nhọn màu đen rồi bắn ra. Những nơi nào các tia nhọn màu đen đi qua thì không gian nơi đó trở nên ảm đạm, chúng vừa lóe lên đã quỷ dị đến trước người Hàn Lập. Tới hay lắm, Hàn Lập thần sắc bất loạn, miệng khẽ quát một tiếng, đồng thời đưa bàn tay ra phía trước. Tức thì một tầng quang hà mờ mịt màu xám cho đột nhiên xuất hiện, ngay lập tức ngưng tụ lại hóa thành một vầng bích quang màu cho dày đặc. Các tia hắc tơ như mưa bắn tới tấp vào quang bích thì dừng lại ở đó đuôi lông mày hàn lập nhảy dựng, một bàn tay đen thui như mực bỗng nhiên áp lên trên tầng bích quang. Linh quang này vừa lóe lên, từ trong quang bích bỗng nhiên bạo tỏa ra hào quang màu cho. Những âm thanh bang bang trầm đục không ngừng vang lên, những hắc tờ bị giữ lại trong bích quang liên tiếp nổ tung ra rồi hóa thành từng đoàn khói đen, bị quang hà màu cho quấn lấy biến mất không thấy tâm tích. Nguyên tử thần quang, nam tử mặc hắc bào thấy cảnh này thì trong mắt co rụt lại, la lên một tiếng thất thanh. Nhưng một thoáng sau đó sắc mặt hắn lại trở nên ngưng trọng, hai đầu vai rung nhẹ. Phía sau lưng bỗng xuất hiện một đám hắc u vũ khí khổng lồ. Tất cả những vũ khí này bỗng ngưng tụ ở phía trên đỉnh đầu nam tử mặc hắc bào, hình thành một thanh kiếm màu đen to lớn vô cùng. Kiếm này nửa trước thì đậm đặc trông như là có thực thể, nhưng phía đuôi lại mỏng manh mịt mờ và nhìn có chút mơ hồ không rõ. Đầu mũi cự kiếm khẽ run lên, lập tức một quang cầu màu đen đột ngột hiện ra ở đó, đồng thời từ đó phát ra âm thanh vo ve nho nhỏ. Đi, nam tử mặc hắc bào hai tay bắt quyết, thần tình ngưng trọng hướng về cự kiếm trên không trung điểm một cái, tức thì quang cầu màu đen lóe lên một cái, ngay lập tức từ mũi kiếm bắn ra. ban đầu chỉ lớn chừng cỡ nắm tay nhưng sau mấy chớp mắt thì đường kính đã tới hơn một trượng, trông như là một viên đá lớn màu đen đang hung hăng bắn về phía Hàn lập. nơi nào nó đi qua không gian có chút siêu vẹo, thậm chí còn để lại một vệt sáng màu đen nhàn nhạt, nhạt. thì ra quang cầu màu đen này lại còn có uy năng đáng sợ là xé rách không gian, khiến người ta kinh hãi hơn nữa là trong nháy mắt có tới một chuỗi bảy tám khối cầu tương tự liên tiếp bắn ra từ cự kiếm quả không hổ là tu sĩ trung kỳ thần thông quả nhiên bất phàm hàn lập thấy vậy nhưng không sợ hãi mà lại còn nở nụ cười hắn khẽ nhấc cánh tay lại một bàn tay trắng như tuyết lại từ trong tay áo chui ra đồng thời nhanh chóng bay tới khẽ chạm vào bàn tay màu đen ở phía trước ngực sau một tiếng nổ giống như tiếng kim khí đụng phải nhau có hai tòa núi nhỏ một đen một xanh bỗng nhiên xuất hiện lơ lửng ở trên không trung tiếp đó mỗi tòa khẽ xoay vòng một chút lại có hai tiếng phốc phốc phát ra từ đó. Từ hai ngọn núi tỏa ra một tầng hào quang màu xanh cùng một tầng hắc khí, sau khi đan xen vào nhau thì biến thành một vòng lớn màu xanh đen đan lẫn, che lấy Hàn Lập. Lúc này khối quang cầu màu đen đầu tiên vừa lóe lên một cái đã trực tiếp đâm vào trên cái vòng lớn này. Một âm thanh thật lớn vang lên, hào quang hai màu xanh đen bỗng chốc vỡ tung ra. Tiếp đó tiếng bạo liệt lại nổ lên trong hư không, dường như không gian nơi đó sắp sụp đổ rồi xuất hiện một cái động màu đen mà sau khi khối quang cầu thứ hai thứ ba liên tiếp chui vào. Trong nháy mắt hắc động điên cuồng biến lớn hơn gấp 10 lần, cơ hồ như trải rộng khắp bầu trời của thạch đài, bao phủ lấy cả hàn lập và vòng tròn lớn kia vào trong bóng đêm vô tận. Cả vạn linh đài dưới áp lực đè nén từ hắc động khổng lồ cũng phát ra những âm thanh vang vọng, rồi bắt đầu chấn động kịch liệt. Các tu sĩ ở ngoài quang cháo chứng kiến cảnh này không khỏi hít vào một hơi. Lũng ra lão tổ hai tay chắp phía sau lưng nhìn tình cảnh trong quang cháo, trên mặt vẫn không hiện chút biểu cảm nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện ánh mắt khẽ chấp động không ngừng, có vẻ như trong lòng không còn bình tĩnh như trước. Thiếu nữ mặc võ phục của Diệp ra chấp chấp đôi nhãn châu đen nhánh, đồng thời thở không ngừng dài ra chiều rất là lão luyện. Vẻ mặt của đám tu sĩ chân linh thế ra còn lại tự nhiên lại càng khác nhau. Sắc mặt của hiểu phong tiên tử cùng với tiêu trưởng lão hiện vô cùng khó coi. Cũng may những phi kiếm màu xanh vẫn đang bay múa không ngừng rằng co với 72 bảo vật kia chưa có vẻ gì là bị mất khống chế, từ đó có thể thấy Hàn Lập còn chưa đến mức không có sức hoàn thủ. Điều này khiến bọn họ an tâm thêm một chút, về phần nam tử mặc hắc bào, liên tiếp thi pháp khiến cự kiếm phóng ra nhiều quang cầu màu đen hiển nhiên không phải là một chuyện dễ dàng. Giờ phút này chẳng những thần quang nơi hai mắt hắn ảm đạm hơn rất nhiều mà khí thức trên người cũng đã yếu bớt, ngay cả vết sẹo màu tím trên trán kia cũng hơi vặn vẹo, nhìn qua như lớn hơn lúc trước vài phần. Hắn thở ra một hơi, há miệng phun ra một cái ấn lớn màu lam lập lè, đang định đánh tiếp một kích cuối cùng thì đột nhiên một thanh âm thản nhiên ung um dung từ trong hắc động khổng lồ truyền ra. Đây chính là đại thần thông sở trường nhất của Huy Huynh sao. Tuy rằng rất thú vị nhưng chỉ bằng đó mà muốn đánh bại tại hạ thì vẫn còn hơi kém. Vừa dứt lời từ trong hắc động khổng lồ lại vang lên tiếng thanh âm bén nhọn cực kỳ chói tai, tiếp theo bên trong lại truyền ra những tiếng vang đùng đùng rất lớn. Một đạo bạch ảnh dài 7-8 trượng đột nhiên dễ làm đôi hắc quang, tiếp đó thanh quang lóe lên, một nhân ảnh từ bên trong đó bay ra. Nam tử mặc hắc bào lần này quả thật giật mình, ngay lập tức hắn liền bắt quyết niệm chú thúc dục, chiếc ấn lớn màu trắng lóe lên tức thì hóa thành như một ngọn núi khổng lồ, chặn ngay nơi bóng người vừa bay ra. Có điều bóng người chỉ khẽ cười một tiếng, tâm niệm Hàn Lập khẽ động một chút, một trong hai ngọn núi đang xoay quanh phía trên đỉnh đầu bỗng trở nên mơ hồ, loáng một cái đã biến mất trong thanh quang. Một tòa núi khác thì thoáng lóe lên hắc sắc quang hà, lại hóa lớn tới hơn trăm trượng. Từ bên trong bay ra vô số phù văn màu bạc, trực tiếp nghênh đón lam sắc đại ấn đang rơi xuống. Hai kiện bảo vật khổng lồ trực tiếp va vào nhau nhưng không ngờ lại vô thanh vô tức, không phát ra chút tiếng động. Một sát na sau đó, từ hư không đột nhiên hiện ra một tầng sóng khí mở mịt, cuốn về bốn phương tám hướng như cuồng phong sóng dữ. Sắc mặt nam tử mặc hắc bào trở nên âm trầm, tay áo vung lên dễ dàng rẽ tầng sóng khí đang thổi tới hắn làm hai. Sau đó lại nhíu đôi mắt như muốn cẩn thận đánh giá lại đối phương một lần nữa. Nhưng vào lúc này sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi đồng thời thân hình nhoáng lên một cái. Tiếp theo có tiếng xé gió vang lên, một đạo kiếm khí vô hình chợt lóe lên sượt qua phía đầu vai. Không ngờ hộ thể linh khí không ngăn cản được chút nào. Nếu không phải phản ứng nhanh thì đầu vai hắn đã bị xuyên thủng. Nam tử mặc hắc bào âm thầm kinh hãi, đang muốn quay đầu nhìn rõ kiếm khí vô ảnh kia rốt cuộc là thứ gì thì cùng lúc đó bỗng có tiếng cười khúc khích giễu cợt liên tiếp vang lên bên cạnh, trong phút chốc lại liên tiếp như cuồng phong bạo vũ nam tử thất kinh cơ hồ không cần suy nghĩ thân hình hắn quay tròn tại chỗ tức thì từ trên người đồng thời phóng ra hai tấm thuẫn bài một đen một vàng kim cổ kính phân biệt hóa thành một tầng sáng màu vàng kim cùng với một vùng ô quang bảo vệ toàn thân cùng lúc đó cửa kiếm màu đen trên đỉnh đầu trong nháy mắt cũng vỡ vụn ra hóa thành một đoàn hắc vụ bao phủ lấy thân hình hắn lập tức vô số kiếm khí vô ảnh mà thần niệm cùng mắt thường không thể nhìn thấy được lũ lượt bắn vào trong hắc vụ màu đen đầu tiên truyền ra một trận âm thanh trầm đục một thoáng sau đó lại chuyển thành âm thanh bén nhọn của kim khí va chạm với nhau. Lúc này nơi không gian phía trên nơi vũ khí màu đen đang bao phủ nam tử, quang hà màu xanh cũng chợt lóe rồi một tòa núi nhỏ màu xanh mơ hồ hiện ra, xoay tròn chuyển động không ngừng. Cứ mỗi vòng chuyển động thì lại có một tầng quang hà bay ra, vừa rời khỏi sơn thể thì hóa thành vô số kiếm khí vô ảnh biến mất trong hư không. Bên kia thân hình hàn lập thoáng một cái biến mất tại chỗ, sau mấy chấp động đã xuất hiện ở trên đỉnh tòa núi nhỏ màu xanh bàn chân hắn giẫm nhẹ rồi vững vàng đứng ở trên đó cũng dùng ánh mắt thản nhiên nhìn xuống phía đối phương vũ khí màu đen phía dưới trước sự công kích của vô số kiếm khí đã trở nên thất linh bát lạc mắt thấy hắc bào nam tử sớm không thể ẩn thân tiếp trong vũ khí thì một đạo quang trụ màu vàng kim từ trong bắn ra trực tiếp nhắm tới ngọn núi màu xanh ở trên không trung hàn lập thấy vậy khẽ nhướng mày rồi mỉm cười bàn chân tiếp tục nhẹ nhàng giẫm một cái chuyển động của ngọn núi nhỏ màu xanh lập tức hơi chậm lại đồng thời tầng quang hà màu xanh bay ra lập tức hóa thành một quang thuẫn trong suốt che lấy ngọn núi bởi vậy âm thanh kiếm khí phá không ngừng lại đôi chút mà quang trụ màu vàng kim sau khi tiếp xúc với quang thuẫn thì linh quang trở nên tán loạn trong nháy mắt vàng kim bị tán đi non nửa hơn phân nửa còn lại thì theo đường cũ bắn ngược trở về loáng một cái đã chui lại vào trong hắc vụ sau một tiếng nổ đùng đùng ở đó truyền ra tiếng quát kinh sợ của nam tử mặc hắc bào Suốt cục vụ khí màu đen cũng tán loạn đi chương 1830, tỷ thí hạ. Hắc bào nam tử bấy giờ vẫn đứng ở trong màn kim quang, thoạt nhìn không mảy may thương tổn một sợi tóc nhưng nếu quan sát kỹ mới phát hiện, một bên ống tay đã có thêm vài vết máu chừng ngón tay cái không mấy bắt mắt, thêm nữa ở trên ống tay áo màu đen nên rất khó nhìn ra. Đám tu sĩ được có mặt ở đây, tối thiểu cũng có tu vi nguyên anh kỳ, sao lại không nhìn ra vết máu trên tay áo hắc bào nam tử. Tức thời từ khắp nơi bên dưới đài có âm thanh gì dầm truyền ra không ít người còn lộ ra vẻ giật mình cùng kinh ngạc. Mà hai gã hợp thể sơ kỳ phong ra sau khi nhìn nhau một cái thì sắc mặt trở nên khó coi. Trái lại hai người hiểu phong trưởng lão cùng với tiêu trưởng lão lại mừng ra mặt. Hàn lập đang lơ lửng trong không trung không tiếp tục ra tay mà chỉ dẫm nhẹ lên ngọn núi nhỏ màu xanh và nhìn đối thủ, dáng vẻ hết sức bình tĩnh. Nhưng thanh quang được phát từ ngọn núi nhỏ này đang lúc tối lúc sáng lập lè, đồng thời một lần nữa hóa thành vô số kiếm khí bao bọc lấy địa phương bên dưới, đây không phải là nguyên từ thần quang chắc hẳn là thái ất thanh quang vô sắc vô hình sắc bén vô song ngay cả hộ thân chi bảo cũng không thể chống chọi được quả nhiên đáng sợ như đã mô tả trong truyền thuyết hắc bào nam tử đột nhiên nhấc một cánh tay lên một bàn tay màu xanh từ trong áo hiện ra mặt trên loang lổ đầy vết máu rõ ràng là các lỗ thủng nhỏ li ti do kiếm khí làm tổn thương mà ra thần thông của huy đạo hữu quả thật bất phàm có thể dùng thân thể trực tiếp chống chọi với thái ất thanh quang sợ rằng bàn tay này của đạo hữu kiên cố không thua gì linh bảo phòng ngự thông thường hàn lập nhìn bàn tay của hắc bào nam tử rồi cười nhạt nói hắc hắc bàn tay này của tại hạ chẳng qua chỉ hơi chút đặc biệt mà thôi bất quá đã hiển lộ ra thì ta cũng không ngại thi triển ra một vài thủ đoạn ít dùng đồng thời cũng nhờ hàn đạo hữu chân chính điểm giáo cho một chút hắc bào nam tử cười lạnh một tiếng lập tức linh quang lóe lên tại mấy lỗ máu trên bàn tay sau đó lại liền lại một cách quỷ dị đồng thời nam tử hít sâu một hơi ngoài thân hiện ra một tầng hắc hà tức thì trên da thịt cũng hiện ra vô số vằn đen những vằn đen này chuyển động không ngừng ngoài thân hắc bào nam tử từ khắp tay chân đến toàn bộ khuôn mặt nhìn qua không khác gì vật đang sống từ xa nhìn lại nam tử này như đã hóa thân thành yêu ma trong chốc lát khí tức cũng trở nên vô cùng quỷ dị hàn lập thấy vậy thì vẻ mặt lộ ra chút hứng thú đồng thời năm ngón tay khẽ co lại tức thì một cây thước ngắn màu bạc phập phù hiện ra trong lòng bàn tay nhưng đúng lúc này, ánh mắt lũng ra lão tổ ở ngoài quang cháo chợt lóe, đột nhiên mở miệng. Huy trưởng lão, ta giúp người luyện thành thần thông này không phải để vận dụng lúc tranh tài. Vị hàn đạo hữu này thực lực không tồi, người không có cách nào dễ dàng đánh bại hắn. Hãy để lão phù tự xuất thủ một lần xem sao. Huy trưởng lão, tạm thời ngươi xuống đây đi. Vừa dứt lời dưới chân lão đột nhiên có tiếng lôi minh, thân hình liền hóa thành một đạo ngân sắc điện hồ rồi bắn đi chớp mắt một cái đã xuyên qua quang cháo khổng lồ rồi xuất hiện bên cạnh hắc bào nam tử. Vẻ mặt đang giữ tợn của hắc bào nam tử bỗng biến đổi, ánh mắt vừa tiếp xúc với khuôn mặt không chút biểu cảm của lũng gia lão tổ thì không khỏi có chút ớn lạnh trong lòng, liền có chút không tình nguyện gật đầu. Lũng huynh không cần lo lắng, ta tự biết chừng mực. Bất quá nếu lũng huynh đã có hứng thú thượng đài thì tại hạ sẽ nhượng hàn đạo hữu cho huynh vậy. Nói xong những lời này, hắc bào nam tử lập tức một tay bắt quyết thu lại công pháp, nhưng vằn đen trải rộng khắp toàn thân từ từ lặn sâu vào trong da thịt rồi biến mất không thấy nữa. Tiếp đó hắc bào nam tử nhìn về phía hàn lập một cái, đồng thời hóa thành một đạo hắc khí bay ra ngoài quang cháo. Lũng đạo hữu muốn tự xuất thủ sao? Tại hạ quả thật có chút được sủng ái mà kinh sợ rồi. Hàn lập thấy ánh mắt lũng ra lão tổ quét về phía mình thì trên mặt không chút tỏ ra sợ hãi, trái lại khẽ cười một tiếng rồi hỏi. Lũng mỗ đã hợp thể hậu kỳ còn đạo hữu mới vừa tiến dai chưa lâu, đừng trách bản lão tổ lấy lớn hiếp nhỏ chỉ cần các hạ có thể tiếp được ba chiêu của mỗ ta sẽ lập tức xuống đài tự nhận mình thua lũng ra lão tổ vẫn chắc hai tay sau lưng nhưng vừa mới mở miệng thì âm thanh đã tỏ ra lạnh lẽo dị thường ba chiêu tốt nói vậy hàn mỗ càng phải thưởng thức một chút rồi hàn lập nghe thấy những lời này thoạt đầu hơi ngẩn ra nhưng ngay sau đó lại nhếch miệng khẽ cười những tu sĩ khác ở dưới đài nghe thấy hồi trao đổi vừa rồi của hai người lại tiếp tục xôn xao một trận mới vừa rồi Hàn Lập bất ngờ thể hiện ra thần thông không thua gì tu sĩ trung kỳ khiến cho không ít người quan tâm. Hiện giờ lại nghe lão giả hậu kỳ đại tu sĩ lúng ra ra ước định ba chiêu phân định thắng thua, tất cả đều trở nên vô cùng phấn khích. Đối với những đệ tử của các chân linh thế gia bình thường thì lần chân linh đại điển này quả thực đã khiến bọn họ mở rộng tầm mắt. Có thể thưởng lãm thần thông của tu sĩ hợp thể hậu kỳ, đi chuyến này thật không uổng công. Đó là do các lần đại điển trước, phàm là đụng phải lúng ra thì các chân linh thế gia khác cũng đều chủ động bỏ cuộc. Đương nhiên là chưa ai từng được vinh hạnh chứng kiến vị tu sĩ đệ nhất chân linh thế gia này xuất thủ. Chiêu thứ nhất, lũng ra lão tổ cũng không có ý nói năng rông dài với hàn lập, sau khi một tiếng quát khẽ thì một bàn tay đang chắp ở phía sau đột nhiên chộp về phía trước một chảo. Phốc một tiếng, nửa vùng trời bỗng trở nên ảm đạm. Thiên địa nguyên khí ở phụ cận quay cuồng kịch liệt, ngay phía trên đỉnh đầu của hàn lập bỗng ngưng tụ ra một kim sắc cự chảo lớn tới vài trượng, ở bên ngoài có các ký hiệu năm màu không ngừng quay cuồng, từ trong đó lại phát ra tiếng phạm âm, chộp thẳng về xuống Hàn Lập. Cự trảo còn chưa hạ xuống, Hàn Lập đã cảm thấy không khí chung quanh trở nên ngưng động, thậm chí trở nên rắn như tinh cương khiến hắn nhất thời không thể nào nhúc nhích. Tinh quang trong mắt Hàn Lập chợt lóe lên, nơi hư không ngay trên đỉnh đầu dao động không ngừng, bỗng một ngọn núi nhỏ đen tùi phập phù hiện ra. Quang hà sám mở lại một lần nữa chiếu xuống, Hàn Lập tức thời cảm thấy thân thể nhẹ nhõm, khôi phục lại thân thể tự do. Ngay lập tức, bàn tay trong suốt như ngọc nhẹ vỗ vào không chung một cái trong nháy mắt từ trong năm ngón tay cuồn cuộn bắn ra ngũ sắc quang diễm sau đó ngưng tụ lại rồi hóa thành một vật tựa như đại thủ bằng thủy tinh ngũ sắc hướng lên không trung đón đỡ oanh một tiếng cự trào màu vàng cùng với ngũ sắc đại thủ đồng thời đánh vào nhau song phương hơi rằng co một chút từ cự trào bỗng nhiên lóe sáng kim mang rồi cứ thế đem ngũ sắc đại thủ bóp nát thành phấn vụn hàn lập thấy tình hình như vậy cũng không lộ vẻ bối rối khóe miệng chỉ hơi co giật đôi chút rồi bỗng nhiên vươn nhẹ một ngón tay điểm về phía không trung tức thì những mảnh vỡ của ngũ sắc đại thủ lóe lên tinh quang một cái, liền hóa thành ngũ sắc hàn diễm bao vây lấy kim sắc cự trảo. Sau một khắc, kim sắc cự trảo đang ép xuống bỗng nhiên dừng lại. Tiếp đó ở bên ngoài linh quang bừng sáng rồi bị đông cứng thành một khối ngũ sắc hàn băng, lẳng lặng huyền phù trong không trung. Lũng ra lão tổ thấy cảnh này khóe mắt hơi nhảy dựng, nhưng miệng lại lạnh nhạt hô. Chiêu thứ hai, vừa dứt lời chỉ thấy đơn thủ vỗ vào đầu, tức thì có một tiếng long ngâm phóng vút lên cao. Tiếp đó linh quang lóe sáng, bỗng chốc từ trong thiên linh cái bay ra hư ảnh của một con dao long màu vàng. Nó uốn lượn một vòng xung quanh bỗng nhiên lắc đầu vẫy đuôi ấn lên người lũng gia lão tổ. Lại sau một thoáng, trên người lũng gia lão tổ bừng sáng kim quang, khắp cả tứ chi và khuôn mặt đều hiện ra lân phiến màu vàng, trên đỉnh đầu lại mọc lên vài cái sừng vàng dài cỡ một tấc. Không ngờ lão lại yêu hóa thành trạng thái nửa người nửa rồng. Hơn nữa hai chân hơi khẽ động đã thấy có tiếng lôi minh vang lên, liền đó cả người biến mất tại chỗ không thấy đâu. Cơ hồ như cùng lúc Hàn Lập nghe được tiếng lôi minh trên đỉnh đầu thì lũng ra lão tổ cũng hiện ra tại nơi đó, khẽ khoát tay một cái, bàn tay màu vàng kim khảm đầy lân phiến bỗng nhiên xòe ra, chậm rãi chộp xuống phía dưới một trảo, Oanh một tiếng trầm muộn, một cỗ cự lực kinh người từ trên không trung áp xuống dưới. Con người Hàn Lập hơi co rụt lại một chút, cảm thấy có chút hoảng hốt, bởi bàn tay màu vàng kia nhìn qua không lớn mà như đã bao trọn lấy vạn linh đài, khiến cho hắn căn bản không thể tránh khỏi. Nếu hắn thực sự bị cự lực trong chảo này áp xuống thì dù nhục thân mạnh mẽ vô bì tới cỡ nào cũng tuyệt không thể ngạnh kháng. Tâm niệm chỉ khẽ chuyển, cơ hồ không cần suy nghĩ, thần niệm của Hàn Lập vận chuyển, ngọn núi màu đen trên đỉnh đầu hắn thoáng cái lại hùng hổ trực tiếp nghênh kháng với bàn tay phải kia. Đồng thời kim quang bừng sáng, một đạo kim ảnh xuất hiện phía sau lưng hắn rồi biến thành một hư ảnh màu vàng cao chừng vài trượng, tướng mạo dữ tợn có ba đầu sáu tay. Lúc này một tiếng vang thật lớn trong không trung truyền về. Ngọn núi màu đen cùng với bàn tay màu vàng vừa tiếp xúc một cái, trong nháy mắt đã giống như đụng phải một tòa núi cảnh càng khác mà trực tiếp bắn ra ngoài. Bàn tay màu vàng vẫn không mấy ảnh hưởng chụp xuống Hàn Lập. Hàn Lập thấy vậy thì sắc mặt trầm xuống, Phạm Thánh Ma ở phía sau lưng nhất tề giơ cả sáu tay lên, sáu quyền đầu ồ ạt như bão táp điên cuồng đánh về phía trời cao. Ngân quang lại lóe lên, bàn tay hàn lập lại cầm ngọn thước bạc rồi vung lên. Một đạo thước ảnh màu bạc cao tới vài trượng cũng theo sát quyền ảnh mà chém vào không trung. Nhất thời sau một khắc, trong không trung vang vọng tiếng nổ liên miên không dứt. Uy năng của quyền ảnh màu vàng cùng với thước ảnh màu bạc đồng thời kết hợp, tức thì bao phủ lấy một vùng. Thước ảnh trong tay hàn lập khẽ thu về, tiếp đó ngân thước lại không ngừng biến hóa. Từ một hóa mười, từ mười hóa trăm, rồi từ trăm lại hóa thành ngàn chỉ trong chớp mắt đã hóa thành ngàn vạn cây thước ngắn màu bạc tôn ra từ trong tay hàn lập hóa thành một dòng thác bạc cuồn cuộn cuốn ngược về phía hư không mọi người ở ngoài quang cháo vừa thấy hàn lập thi triển ra thần thông đáng sợ như vậy thì hơn phân nửa trợn mắt hốc mồm non nửa còn lại không ngừng hít vào một hơi lạnh nhưng ngay lúc này ở hư không phía trên hàn lập lại truyền ra tiếng hử lạnh của lũng gia lão tổ tiếp đó lại có một tiếng nổ vang rền như đất sung núi chuyển quyền ảnh màu vàng cùng vô số đoạn thước màu bạc không thể chống đỡ nổi uy năng vô đáng sợ của cố cự lực này mà trở nên tán loạn biến mất. Bàn tay màu vàng trước mắt một cái đã chỉ còn cách đầu hàn lạp chừng gần một trượng, không trần trừ mà tiếp tục vỗ xuống. Nhưng lúc này, đột nhiên hư không ở phủ cận chợt dao động, một quyền đầu màu xanh xuất hiện rồi nhanh như chớp đánh lên bàn tay màu vàng. Bàn tay màu vàng vốn không tài nào ngăn cản nổi, vậy mà sau khi chúng một kích từ quyền đầu màu xanh thì kịch liệt rung động. Nhân cơ hội này hàn lập khẽ lắc vai một cái, thoáng chốc biến mất tại chỗ rồi xuất hiện cách đó khoảng chừng hơn 10 trường. Hai cánh tay lại hợp rồi dơ lên hướng về phía chủ nhân quyền đầu màu vàng kia. Ánh mắt hắn bình lặng như nước, chương 1831, lao ra khiêu chiến. Lũng ra lão tổ thu bàn tay về, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc nhìn về một chỗ trên hư không. Đột nhiên từ nơi đó lộ ra một cánh tay màu xanh. Đồng thời không gian tiếp tục dao động, một bóng người da thịt xanh biếc từ trong hư không bỗng nhiên hiện ra. Người này cao chừng hai trượng, cả người chấp động tử quang, mặt mũi giống hệt Hàn Lập, đồng thời trong hai mắt có những tia sáng lưu chuyển. Hàn Lập khẽ vẫy nhẹ bàn tay, thân ảnh màu xanh kia thoát một cái đã quỷ dị xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đệ nhị hóa thân, hay lắm, Hàn Đạo Hữu quả nhiên không khiến lũng mỗ thất vọng, vậy hãy tiếp chiêu thứ ba của tại hạ đi. Lũng ra lão tổ nhíu lại hai mắt, lầm bẩm chú ngữ rồi bỗng cười lạnh một tiếng, một cánh tay lại nhấc lên, hùng hổ chảo về phía Hàn Lập. Mặc dù cử động này giống hệt nhưng thanh thế so với hai lần trước đó lại hoàn toàn khác biệt. Cánh tay màu vàng vừa mới lộ ra một nửa, không gian ở gần đó đã vang lên tiếng vù vù, vô số ngũ sắc quang điểm đột nhiên hiện ra trôi nổi trên vạn linh đài. Một khắc sau đó, những quang điểm do thiên địa nguyên khí biến thành này điên cuồng tụ về cánh tay lũng ra lão tổ, chớp sáng liên tục rồi ồ ạt chui vào trong đó. Cánh tay phủ đầy vảy rồng màu vàng kim trong nháy mắt trở nên trong suốt óng ánh, nổi lên một tầng ngũ sắc linh quang, dần trở nên vô cùng chói mắt như vầng thái dương chói lòa khiến người ta không thể nào nhìn thẳng đồng thời có một cỗ linh áp kỳ lạ vô cùng cường đại cũng từ trên cánh tay đó tỏa ra khắp nơi xung quanh cánh tay phát ra ngũ sắc hào quang kia lúc này dường như đã trở thành một cá thể độc lập không ngờ khí thức còn mạnh hơn lũng gia lão tổ tu sĩ hợp thể hậu kỳ mấy phần hàn lập thấy một trào của đối phương thanh thế kinh người như vậy rốt cục sắc mặt hơi